kết thúc. Tuyên Ngọc Đường cười lớn không ngớt, hai tay kết ấn liền hướng cổ thần trên chiến trường chộp tới. Một luồng sức mạnh quen thuộc tràn vào trong tay, cùng một khối thế giới thiếu hụt kia cảm giác như thế, cực kỳ thư thái cùng hưng phấn. Hắn liếc mắt nhìn đế quân ở phía xa chẳng biết vì cái gì phẫn nộ không ngớt, sức mạnh trên người cũng liên tiếp hạ, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Thừa dịp hắn bệnh, tốc giết. Vâng, chủ thượng. 13 người thiên giác phi tập lên, hơn 10 ánh kiếm đồng thời chém xuống, trước sau phá không mà đến, đồng thời chấn động nhập trong cơ thể đế quân. Hắn dĩ nhiên đối với công kích thờ ơ không động, tùy ý mọi người chém giết, chỉ là ôm đầu giống to không ngớt, trong tròng mắt muốn phun ra lửa. Cùng thời khắc đó, nơi nào đó không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm, trong một cung điện hùng vĩ, nghiêm nghị đứng thẳng một loạt vũ giả, trên người mỗi người đều tỏa ra từng trận ma khí, trong tròng mắt từng cái có vẻ quái lạ, sợ hãi cùng kính nể nhìn nam tử tướng mạo yêu dị ở trước người. Nam tử kia tướng mạo cùng đế quân giống nhau như đúc. Giờ khắc này mặt lộ vẻ lạnh lùng, hiển hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, sáu cánh tay nặn ra các loại quyết ấn, trên người không ngừng tuôn ra ma khí, khí tức cũng khi mạnh khi yếu, tựa hồ cùng đế quân ở vạn dặm xa hấp dẫn lẫn nhau. Nam tử chính là đế già trong Tu Di Sơn đi ra, hắn cảm nhận được sức mạnh bản thân biến hóa, khóe miệng không ngừng lộ ra cười gằn, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lâm vào phiền phức, thực sự là trời cũng giúp ta. Phía sau những vũ giả kia cảm nhận được ma khí trên người đế già không ngừng lớn mạnh, từng cái sợ hãi run rẩy, thần phục dưới đất. Ha ha, quá mạnh mẽ, đế quân thật đáng thương a, trước khi những thân thể khác còn chưa xuất hiện, chỉ có ngươi ta trong lúc đó mới có thể cùng chung sức mạnh, tiêu diệt đối phương, hy vọng ngươi mau mau bị người giết chết mới tốt, ha ha. Đế già đại hỉ cười lớn không ngớt, khí tức trên người không ngừng kéo lên. Sau khi cảm ứng được đối phương rơi vào khốn cảnh, hắn liền không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế lấy ra sức mạnh, quả nhiên bị hắn thực hiện được, thực lực đột nhiên tăng vọt. Đế quân thì ở bầu trời Tống Nguyệt Dương thành gào thét không ngớt, cảm nhận được ma lực trong cơ thể không ngừng tiêu thất, còn có hơn 10 người đối với hắn theo sát không ngừng giết chóc, xa xa Tuyên Ngọc Đường càng là nghĩ trăm phương ngàn kế luyện hóa cổ thần chiến trường, để hắn triệt để nổi khung. A a a, đế già, người không chết tử tế được. Đế quân điên cuồng hét lên, hai người đang liều mạng lôi kéo sức mạnh lẫn nhau, đang trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên một luồng ma lực khổng lồ tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng bổ sung sức mạnh tiêu hao. Đây là... Bỗng nhiên đế quân cả kinh, tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến, trong sáu cánh tay trong phút chốc ngưng tụ ra sức mạnh mạnh mẽ, có kết ấn, có dẫn kiếm, còn có nắm tay. Đồng thời sử dụng tới lực lượng trung cực, đem đám người thiên giác truy sát hắn đồng thời đánh văng ra. Chuyện gì xảy ra? Thiên giác kinh hãi không ngớt, người trước mắt này lực lượng khi mạnh khi yếu, mắt thấy hắn sắp thúc thủ đền tội, lại đột nhiên bùng nổ ra lực lượng cường đại như thế, hầu như là một thoáng liền khôi phục trạng thái đỉnh cao. 13 người thấy hoa mắt, liền nhìn thấy ma khí lấp lóe, thân thể đế quân đã xuất hiện ở bên cạnh người Tuyên Ngọc Đường, một trưởng toàn lực đập tới. Tuyên Ngọc Đường đang khổ sở luyện hóa cổ thần chiến trường không có kết quả. Lực lượng cấm chế phía trên vượt xa hắn tưởng tượng, một chưởng của đế quân kéo tới nhanh như chớp giật, không có bất kỳ dấu hiệu, hơn nữa dưới một chưởng này của hắn, trực tiếp dẫn động sức mạnh của cổ thần chiến trường, thần thức của Tuyên Ngọc Đường lập tức gặp phải phản phệ, đồng thời chưởng uy kinh người hạ xuống. Trước mắt nguy cơ sống còn, tiềm năng của Tuyên Ngọc Đường trong nháy mắt bộc phát ra, thân thể vào đúng lúc này hầu như biến thành thông thấu, một chút liền có thể trông thấy hàn tủy như ngọc lấp lóe. Cửu sắc cực quang cũng từ trong cơ thể bạo phát, ở trước người ngưng tụ thành một luồng cự lực chống cự ma uy. Oanh! Ánh sáng trên người Tuyên Ngọc Đường bị chấn tan, cả người phun ra một ngụm máu, liền rơi xuống đại địa. Đám người thiên giác kinh hãi, vội vàng phi tập đến, chỉ lo đế quân truy kích hạ sát thủ. Ai ngờ sau khi nắm cổ thần chiến trường vào trong tay, lại không có ý tứ tiếp tục xuất thủ, mà là ném ra cổ tháp bay đi, Ngạc Ngư cũng theo sau lưng vọt vào. Đế quân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tuyên Ngọc Đường kinh hãi ở trên mặt đất, lạnh giọng nói. Hôm nay ngươi số may, mảnh vỡ cùng một nửa thân thể xuẩn ngư này tạm thời lưu chỗ ngươi, ta đã ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, chờ làm xong đại sự sẽ trở lại luyện ngươi thành nô thi. Nói xong, toàn bộ cổ tháp lập tức hóa thành ánh sáng hướng xa xa bay đi. Đế già ở trong cung điện, sắc mặt vừa giận vừa sợ nói. Đệ tam thể. Dĩ nhiên là sức mạnh của đệ tam thể xuất hiện vào lúc này,
tên kia thật đúng là may a, không được, ta nhất định phải ở trước đế quân đạt được hắn. Đế giả cũng trong nháy mắt hóa thành ánh sáng, biến mất ở trong đại điện. Vị trí Tống Nguyệt Dương thành, đã là một mảnh phế tích, ngay cả đoạn ngân tàn bích cũng không nhìn thấy, chỉ có thạch đầu nát tan khắp nơi, cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Chủ thượng, ngươi làm sao? Đám người Thiên Giác Lâm không bay xuống, phát hiện trên thân thể Tuyên Ngọc Đường xuất hiện đạo đạo vết tích màu đen, hơn nữa còn có tư thế lan tràn, hẳn là bị ma khí xâm lấn. Tuyên Ngọc Đường cắn răng, lắc đầu nói. Ta không sao, ma khí nhập thể, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải sự tình ghê gớm gì. Vừa nãy biến cố cuối cùng quá mức quỷ dị, người này cũng không biết là lai lịch gì, sau này gặp gỡ vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Sắc mặt Tuyên Ngọc Đường âm trầm bất định, toàn bộ sức mạnh của mình đều bạo lộ ra, vẫn như cũ không thể toại nguyện đạt được cổ thần chiến trường, thu hoạch duy nhất chính là nửa đoạn sức mạnh thái cổ cương phong. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía mọi người thương minh. Tất cả mọi người vào lúc này đều cảm thấy Tuyên Ngọc Đường cực kỳ xa lạ, khuôn mặt vĩnh viễn vàng như nghệ cũng bóc ra hơn nửa, trở nên hơi quỷ dị. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nhâm Quang Nhiễm chỉ cảm thấy hai tay lạnh lẽo, ánh mắt của Tuyên Ngọc Đường nhìn về phía bọn họ không có chút tình cảm nào. Thôi bác ở phía xa chữa thương một mặt khổ sở nói. Còn có thể là ai, không nghĩ tới người dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế a, người trưởng khống Kim Phong Ngân Mang, Thiên Nguyên Thương Hội Hội trưởng, Đinh Sơn Đại Nhân. Thiên Giác chính là tên thủ lĩnh của Kim Phong Ngân Mang, ở trước khi biến mất cũng là tồn tại vang vọng thương minh. Mặc dù nội tâm mọi người có suy đoán, nhưng từ trong miệng thôi bác nói ra, vẫn để cho trong lòng mỗi người đều chấn động dữ dội. Hai loại biện pháp, một, danh tự Đinh Sơn này ai cũng không xa lạ gì, lãnh tụ một trong bảy đại thương hội, chỉ bất quá những năm gần đây từ lâu lui ra tầm nhìn của mọi người, dần dần ảm đạm xuống, không nghĩ tới thời điểm gặp lại sẽ là quang cảnh như thế, hơn nữa Đinh Sơn biểu lộ thực lực, càng làm cho trong lòng mọi người kinh hãi cùng bất an. Thôi bác khổ sở nói, chẳng trách ngươi trong ngày thường đều là ít lời quả ngữ. Ở chung lâu, thân phận tất nhiên khó giữ được. Ngươi giết Tuyên trưởng lão, chỉ vì Tuyên trưởng lão chính là ngươi. Vào giờ phút này, Đinh Sơn cũng không cần thiết giấu giếm, trên mặt vàng như nghệ bắt đầu hòa tan ra, dần dần hiện ra một khuôn mặt gầy gò mà tinh xảo, ngay cả thân thể cũng thuận theo xảy ra biến hóa, gầy yếu một vòng, khóe miệng hắn hiện ra một tia ý lạnh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tại sao, ngươi nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Hoàn toàn có thể giết chết những yêu tộc kia, vì sao lại trơ mắt nhìn Tống Nguyệt Dương thành bị phá hủy triệt để, hơn 300.000 người toàn bộ chôn cùng. Nhâm Quang Nhiễm phẫn nộ giống to, không ý kỵ tí nào nhìn thẳng Đinh Sơn, ánh mắt lạnh như băng nói. Bất luận ngươi là Đinh Sơn, hay là Tuyên Ngọc Đường, chung quy là người thương minh, chung quy đối với thương minh có ý đồ. Bây giờ thành bộ dáng này, lẽ nào là ngươi mong muốn sao? Đinh Sơn lạnh lùng nhìn hắn, hừ nói. Thương minh, cái gọi là thương minh bất quá là đồ chơi trong tay hạt nhân tứ minh các ngươi, Đinh Sơn ta muốn thương minh là thuộc về Thiên Nguyên Thương Hội, mà không phải thuộc về hạt nhân tứ minh các ngươi, nếu không thuộc về ta, muốn tới làm gì? Hơn 300.000 người kia, sống chết quan hệ gì tới ta? Ngươi, dã tâm thật lớn a, dĩ nhiên muốn làm thương minh chi chủ. Nhâm Quang Nhiễm lạnh lùng nói. Đáng tiếc a, mặc dù Tống Nguyệt Dương thành phá hủy, ngươi cũng không có thể trở thành thương minh chi chủ. Thiên Giác cau mày nói. Chủ thượng, nơi đây đã thành nơi thị phi, không bằng sớm giết bọn họ rồi rời đi cho thỏa đáng. Đinh Sơn ngăn cản hắn, lạnh lùng nói. Những người này thực lực đều không tầm thường, hơn nữa thân phận khá cao, giữ lại còn có tác dụng lớn. Hắn lấy ra thế giới thiếu hụt, cười gằn nói. Chư vị, đồng thời vào trong thế giới của ta đi, để chúng ta cộng hưởng thịnh thế thời đại mới. Trong lòng mọi người chìm xuống, chỉ nhìn thấy mảnh vỡ cổ thần chiến trường ở trên không trung hiện lên, dần dần diễn hóa ra thế giới, muốn đem bọn họ hút vào. Ở trong hư không vô tận, các loại năng lượng mặt trái va chạm lẫn nhau, nơi này là nơi vĩnh hằng tĩnh mịch, một mảnh đen kịt, nhìn không tới quang minh. Chỉ có một chút cực quang ngẫu nhiên sẽ lóng lánh thoáng một phát, vô cùng nặng nề. Giới thần bi ở trong đó không có mục đích phi tốc xuyên thẳng qua. Ánh mắt yêu long ngưng trọng nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm ra một vết nứt sông về thiên vũ đại lục, nếu cứ không mục đích du đáng như vậy, có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong hư không rồi. Đột nhiên đồng tử của hắn co lại,
lộ ra vẻ khiếp sợ, ở phía trước có một đoàn năng lượng cực lớn chậm rãi tụ tập, đúng là hạt hư không thường thấy nhất, số lượng ít thì không có gì đáng ngại, chỉ khi nào vượt qua phạm vi, vậy liền dị thường khủng bố rồi. Đoàn hạt hư không kia càng tụ càng lớn, tựa hồ ở vào biên giới bộc phát. Có một loại thuyết pháp, hết thảy lực lượng khủng bố trong hư không đều là do loại hạt này không ngừng ngưng tụ, sau đó bộc phát ra hình thành, có thể nói là hết thảy năng lượng chi nguyên trong hư không. Giờ phút này đoàn hạt trước mắt yêu long ở vào biên giới bộc phát, hắn đắng chát ngẩng đầu, lẩm bẩm. Chẳng lẽ lần này thật sự khó chạy thoát kiếp số? Vốn là Lý Vân Tiêu sinh tử chưa biết, lực lượng của hắn cũng đang dần dần biến mất, giờ phút này cách đoàn hạt kia rất xa cũng cảm thấy kinh tâm động phách, thậm chí ngay cả lực lượng chạy trốn cũng không có. Mà thôi, mặc cho số phận A, bạo tạc cường đại như thế có lẽ có thể mở ra một cái khe, chỉ không biết giới thần bi này có thể thừa nhận hay không. Hào quang trên người yêu long đã trở nên cực nhạt, hắn tuyệt vọng nhìn hạt năng lượng trong hư không kia, chậm chậm ẩn vào giới thần bi, không còn có lực lượng tìm kiếm phương hướng rồi. Oanh! Một lát sau, đoàn hạt năng lượng hư không kia quả nhiên nổ tung lên, vô số lực lượng hướng bốn phương tám hướng bắn khai, giới thần bi bị một cỗ lực lượng trong đó trùng kích, trực tiếp chấn nhập trong đêm tối vô tận. Giới thần bi tự thành thế giới, mọi người cũng không có cảm thấy không khỏe gì, chỉ là lo nghĩ vây quanh trong phương thốn sơn, đợi tin tức của Lý Vân Tiêu, một câu cũng không dám nói. Sắc mặt Viên Cao Hàn ngưng trọng trước nay chưa có, thật lâu mới nói một câu nói. Loại thương thế này, làm sao có thể không chết, hắn chỉ dựa vào một tia tín niệm trèo chống, nhưng mà chống đỡ không được bao lâu, các người có gì muốn đối với hắn, tranh thủ thời gian đi. Cái gì? Trong hai mắt Hách Liên Thiếu Hoàng chốc lát đỏ bừng, giận dữ hét. Lão đầu ngươi nói cái gì, ngươi không phải Thánh Vực Linh Tư Cục trưởng, cửu giai đại thuật luyện sư sao, ngươi có tin ta hiện tại liền đập chết ngươi hay không? Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Chụp chết ta cũng hết cách rồi, nếu là ở Thánh Vực hoặc là Hóa Thần Hải, thông qua vài tên cửu giai đại thuật luyện sư liên thủ, có lẽ có thể cứu. Nhưng hiện tại, ta cũng chỉ có thực lực bát giai, ít nhất ở trong phạm vi năng lực của ta là vô lực rồi. Sắc mặt hắn nặng nề, hiển nhiên nội tâm cũng thập phần không dễ chịu. Viên Cao Hàn phán đoán không thể nghi ngờ phán quyết tử hình cho Lý Vân Tiêu, đại não mấy người đều là một mảnh ông ông vang lên, hai chân như nhũn ra. Đinh Linh Nhi càng là khóc không thành tiếng, đau khổ cầu khẩn Viên Cao Hàn, hắn không ngừng lắc đầu, thật sự là bất lực. Mạc Tiểu Xuyên bi phẫn nói. Mặc dù thân thể Vân Thiếu gần như sụp đổ, nhưng linh hồn lại bất tử, hơn nữa thân thể tan vỡ cũng không có không xong như trong tưởng tượng. Viên Đại Sư ngươi ít nhất phải làm mấy thứ gì đó a, có lẽ có kỳ tích cũng nói không chừng. Mấy người khác cũng đều nhìn xem, không đến một khắc cuối cùng tuyệt sẽ không có người vứt bỏ. Lý Vân Tiêu không chỉ là sư tôn, nam thần của bọn hắn, càng là tinh thần trụ cột vĩnh viễn không ngã, Viên Cao Hàn phán đoán để cho bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Hai hàng lông mày của Viên Cao Hàn nhíu thành một chữ xuyên, tâm tình của mọi người hắn cũng minh bạch, nhưng hắn so với bất luận kẻ nào đều có lý trí. Lạc Vân Thường bi thương nói, Viên Đại Sư, Vân Thiếu chính là minh nguyệt thần thể, hơn nữa tu luyện các loại công pháp đều nhất tuyệt đương thời. Ta xem thương thế của hắn cũng khống chế vô cùng tốt, cũng không có dấu hiệu tiến thêm một bước sụp đổ a. Lạc Vân Thường cũng là thuật luyện sư, tuy kém khá xa, nhưng mà tự mình có một ít phán đoán cơ bản. Ân, hắn có thần thể. Hai loại biện pháp, hai. Trong nội tâm Viên Cao Hàn hơi động một chút, tiến lên cẩn thận quan sát, ngưng thanh nói. Ân, ta xem thương thế hắn không sụp đổ, cho rằng hắn là dựa vào một tia chấp niệm trèo trống. Hiện tại xem ra thần thể chi lực cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Nhưng loại minh nguyệt thần thể này ta chưa từng nghe qua, có lẽ có hiệu quả cũng nói không chừng. Mọi người nghe xong, tất cả đều đại hỉ, đột nhiên Hách Liên Thiếu Hoàng nói. Đại sư, ngài nhất định phải cứu hắn, trên người Vân Thiếu có không ít linh đan, đều là từ trong thương minh gõ đến cực phẩm đan dược, có lẽ có công dụng. Viên Cao Hàn lắc đầu nói. Đan dược quá mãnh liệt chưa chắc là chuyện tốt. Giờ phút này phải xem thần thể chi lực của hắn có thể chống qua hay không, chỉ cần đính trụ mấy ngày không chết thì có chuyển cơ, nếu không thần tiên khó cứu. Hắn lần nữa tạc cho mọi người một chậu nước lạnh, tâm vừa mới nóng lên lần thứ hai lạnh như băng xuống. Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên nói. Ai nói ta hết thuốc chữa? Ở trong tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lý Vân Tiêu nằm hôn mê bất tỉnh,
trọng thương không thôi đột nhiên thoáng một phát ngồi dậy, trong ánh mắt tinh mang chớp động, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là không có chút huyết sắc nào. A! À. Tất cả mọi người há to miệng, đặc biệt là Viên Cao Hàn cùng chú Nguyệt Sinh, phảng phất giống như gặp quỷ, yết hầu của Viên Cao Hàn tựa hồ bị người bóp, con mắt cũng lồi ra, gian nan nói. Ngươi, Vân Thiếu, người còn lại tựa như thuấn di súng lại, nguyên một đám vui đến phát khóc, cuồng tiếu không thôi. Hách Liên Thiếu Hoàng càng là nhảy dựng lên, muốn nhào tới. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Đừng nhào đầu về phía trước, ta một điểm khí lực cũng không có, bị ngươi đập xuống liền chết thật rồi. Phanh, thân hình khôi ngô của Hách Liên Thiếu Hoàng ở trên không trung trực tiếp bị Giang Tiểu Xuyên một cước đá văng, hung hăng mắng. Chứ, Vân Thiếu, ngươi không có việc gì chứ, lo lắng chết chúng ta. Ninh Linh Nhi vui vẻ nói, trên mặt mỉm cười cùng tràn đầy nước mắt. Thần thức của Lý Vân Tiêu không ngừng ở trên người mình dò xét, hai hàng lông mày nhăn càng ngày càng sâu, cuối cùng nhất cười khổ nói. Ta cũng tưởng rằng không có việc gì, hiện tại xem ra, thần thể tan vỡ, linh hồn cũng bị thương căn cơ, nếu không phải yêu long trở về trong cơ thể ta, kích thích một đạo linh thức, sợ là hiện tại cũng không cách nào tỉnh lại. Cái kia đến cùng có thể nguy hiểm tánh mạng hay không? Mặt mũi Lạc Vân Thường tràn đầy vội vàng, tâm mọi người lần nữa trầm xuống. Lý Vân Tiêu thở dài. Thật đúng như lão viên nói độc nhất vô nhị, nếu như có thể sống qua 3 ngày, để cho thần thể tự hành khôi phục, vậy thì thoát ly nguy hiểm, có thể tiến vào trạng thái chữa trị, nếu không tùy thời có khả năng tan vỡ, hồn phách tiêu tán. Nghiêm trọng như vậy. Sắc mặt Giang Tiểu Xuyên cũng vạn phần khó xem, Viên Cao Hàn chẩn đoán bệnh tuy để cho lòng hắn như rót trì. Nhưng trước sau như một, đến nay đối với Cổ Phi Dương tuyệt đối sùng bái lại để cho hắn y nguyên ôm lấy tin tưởng, nhưng giờ phút này Lý Vân Tiêu cũng nói như vậy, lập tức để cho hắn lâm vào bối rối. Ta đã nói, làm sao có thể cứu chữa? Viên Cao Hàn nói, thần thể đặc thù có thể làm cho ngươi chống đỡ nhiều một lát, nhưng cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hắn không có băn khoăn mọi người cảm thụ chút nào, chỉ là luận sự phân tích. Lập tức đưa tới ánh mắt sát nhân của mọi người, để cho sắc mặt hắn biến hóa, cảm thấy mình nói quá trắng rồi. Hách Liên Thiếu Hoàng vốn là bị Giang Tiểu Xuyên đá một cước, nhưng nội tâm vẫn cực kỳ vui vẻ, giờ phút này lạnh như băng nhìn hằm hằm lấy Viên Cao Hàn, gằn từng chữ nói. Nếu Vân Thiếu có sự tình, ta cái thứ nhất trước hết giết ngươi giải hận. Giang Tiểu Xuyên phẫn nộ quát. Không được vô lễ. Hắn khẩn thiết nói. Xin Viên đại sư vô luận như thế nào cũng phải dốc sức cứu giúp. Viên Cao Hàn chính là Thánh vực Linh Tư cục trưởng, đồng thời cũng là sư phó của Hoa Nguyên, hắn vẫn là vạn phần tôn kính. Viên Cao Hàn thở dài. Ta làm sao không muốn cứu hắn? Nói thật, tuy giới thần bi này ta ở có chút không muốn đi rồi, nhưng không phải muốn vĩnh viễn ở bên trong. Nếu Lý Vân Tiêu chết, quy tắc của giới thần bi này không người nào có thể khống chế, chúng ta ai cũng đừng muốn đi ra ngoài. Trừ khi xuất hiện chủ nhân mới. Nhưng hiện tại thần bi còn ở trong hư không xuyên thẳng qua, muốn xuất hiện tân chủ nhân, có trời mới biết là bao nhiêu vạn năm sau. Hắn bất đắc dĩ nói. Liền xem tạo hóa của Lý Vân Tiêu đi. Mọi người nghe mà nội tâm vô cùng trầm trọng, Lạc Vân Thường cười lớn nói. Mọi người đừng như ăn mướp đắng, chẳng lẽ các ngươi không biết sống qua 3 ngày đối với Vân Thiếu mà nói là dễ dàng hay sao? Đúng không, Vân Thiếu? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nói thật, hiện tại bộ dạng này, ta thật là không có nắm chắc, tánh mạng chi khí dần dần tiêu tán, khó a, bất quá. Hắn nói càng làm cho ngực mọi người khó chịu, có chút không thở nổi, Lạc Vân Thường chảy nước mắt xuống, mắng. Ngươi như thế nào không tín nhiệm như vậy, ngươi vẫn là Lý Vân Tiêu ta nhận thức kia sao? Giang Tiểu Xuyên nói. Bất quá cái gì? Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Bất quá ta ngược lại là có 2 biện pháp có thể cứu mình, đang suy nghĩ dùng cái nào. Mọi người. Giang Tiểu Xuyên đại hỉ nói. Đương nhiên là biện pháp xác suất thành công cao nhất. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Nắm chắc đều rất lớn, Côn Ngô thần thụ ở trước khi niết bách, từng đồng ý qua tặng ta một tia thái nhất huyền khí. Nếu giờ phút này độ đến, liền cải tạo thân thể, không chỉ có thần thể chi lực đại tăng, tu vi càng có thể trực tiếp đột phá đến bát hoang cảnh vũ tôn. Thái nhất huyền khí. Cả người Viên Cao Hàn không bình tĩnh rồi, cả kinh nói. Thời điểm thiên địa sơ khai, vũ trụ hồng hoang,
thái nhất huyền khí tẩm bổ vạn vật. Thiên vũ giới ra đời đã vô số tuế nguyệt, loại đồ vật trong truyền thuyết này làm sao có thể còn. Hách liên thiếu hoàng kinh hỉ nói. Ta cũng nghe qua vật ấy, mặc dù là đại địa tức nhướng, cũng là thái nhất huyền khí tẩm bổ mới diễn biến ra, côn ngô thần thụ kia lại có chí bảo như thế, hiện tại ta sẽ nắm nó đến để cho Vân Thiếu ăn sống. Lý Vân Tiêu im lặng, lắc đầu nói. Dùng tu vi cảnh giới hiện tại của ta luyện hóa thần vật kia, thật sự là qua phung phí thiên vật rồi, chờ phương pháp thứ hai không thể thực hiện được rồi nói sau. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Lạc Vân Thường nói. Vân Thường có từng nhớ rõ lúc ở Trúc Lâm, ta và ngươi thần thể tầm đó lẫn nhau chiếu rọi ảnh hưởng không? Gương mặt Lạc Vân Thường trong chốc lát trở nên đỏ bừng, một lần thần thể lẫn nhau chiếu rọi kia, linh thức hai người giao hòa, lòng có linh tê, cuộc đời này có thể nào quên? Lạc Vân Thường thẹn thùng nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút trở nên nóng rực, cũng không dám nhìn Lý Vân Tiêu nữa. Đại sự, một, bộ dáng lúng túng khó xử của nàng lập tức khiến mọi người chú ý, một cổ cảm xúc khác thường lan tràn dưới Phương Thốn Sơn, bộ dạng mọi người đều có chút hiểu được, lộ ra thần sắc cổ quái không ngừng gật đầu. Hắc Liên Thiểu Hoàng vỗ tay một cái thật lớn, lập tức nói. Đã hiểu rõ, là thải âm bổ dương chi thuật. Nghe đồn nam tử hấp thụ sơ nguyên và âm khí của nữ tử, có thể cường tráng bản thân, không ngừng hấp thu thậm chí còn có thể trùng kích đến đỉnh phong võ đạo nữa. Oanh, đừng vội nói bậy. Lạc Vân Thường vẻ mặt đỏ đến phát tím, tức giận không thôi, lửa phun ra từ trong đôi mắt cơ hồ như muốn đốt cháy cả Hắc Liên Thiểu Hoàng vậy. Lý Vân Tiêu xấu hổ cả giận nói. Thực chất chỉ là cảm ứng giữa thần thể với nhau, đạt tới thỏa thích phong ngã, cùng nhau tiến bộ. Ta hiện giờ chính là muốn mượn nhờ cửu dương thần thể của Vân Thường phát huy ra lực lượng minh nguyệt thần thể, chữa trị thân thể tổn hại thôi. Khục, khục khục Vân Thiếu khẳng định không phải là người như thế. Mạc Tiểu Xuyên ngắt lời nói. Bất quá chúng ta vẫn ra ngoài cả đi, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy Vân Thiếu thái bổ, à, không, là tu luyện. Viên Cao Hàn lắp bắp kinh hãi, ánh mắt đánh giá trên người Lạc Vân Thường một phen, nói. Là cửu dương thần thể mà năm đó Cố Thanh Thanh có sao? Cảm ứng giữa thần thể ta cũng đã nghe qua, nhưng không có án lệ này, dù sao người có được thần thể cũng quá ít, có lẽ thật sự có thể kích phát ra tiềm năng trong thân thể ngươi cũng không chừng. Ninh Linh Nhi trong lòng ê ẩm không nói nên lời. Vậy việc này không nên chậm trễ, có cần chúng ta chuẩn bị gì không? Lý Vân Tiêu nói. Không cần, chỉ cần Vân Thường phối hợp với ta là được. Ân. Vậy thì xin nhờ Vân Thường tỉ tỉ. Ninh Linh Nhi nhẹ nhàng cười cười, vươn tay ra nắm lấy tay Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường thân hình khẽ run lên, có chút bối rối, vội hỏi. Yên tâm đi Linh Nhi muội muội, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp Vân Thiếu, vô luận hắn muốn ta làm gì ta cũng tuyệt đối không phản kháng. Ninh Linh Nhi. Không khí thoáng trì trệ, Lý Vân Tiêu còn cố hỏi. Sẽ không để ngươi làm gì đâu. Chỉ là phối hợp ta tu luyện chút thôi. Nếu như thật sự bất tiện. Thuận tiện, sao lại bất tiện chứ? Ninh Linh Nhi nói. Vừa rồi chỉ là Vân Thường tỉ tỉ nói sai thôi. Nếu ngươi muốn động tâm tư xấu, chúng ta sẽ xông lên đánh ngươi trước. Lạc Vân Thường lần này biết rõ đã lỡ lời. Túng quẫn đến mức hai gò má lập tức như cả tím. Hai tay không ngừng khoa tay múa chân suy nghĩ muốn giải thích. Nhưng tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt ta hiểu cả. Hắc Liên Thiểu Hoàng cao giọng nói. Đi ra ngoài thôi, Vân Thiếu cần thái bổ rồi. Ai dám quấy rầy, ta là người đầu tiên muốn mạng hắn. Mạc Tiểu Xuyên ho khan vài cái, nói. Vân Thiếu ngươi yên tâm thái bổ, à không, là tu luyện. Chúng ta ở bên ngoài thay ngươi canh chừng, thuận tiện trước tiên mang Tiểu Ngô ra đã, ta cảm thấy đứa bé kia có chút không thành thật, nếu như ngươi phát hiện tình huống không đúng, chúng ta lập tức mang Tiểu Ngô vào. Lý Vân Tiêu vẻ mặt hết cách, biết rõ đám người kia là cố ý, càng giải thích chỉ càng phiền toái. Mọi người sau khi biết rõ Lý Vân Tiêu có cách trị hết thì tâm tình nguyên một đám nhẹ nhõm sung sướng, quét sạch tâm tình lo lắng trước kia, thoáng cái đã lui ra ngoài hết, chỉ còn hai người Lạc Vân Thường và Lý Vân Tiêu ở một mình bên trong. Bên ngoài còn truyền đến tiếng nghị luận lặng lẽ của mấy người, nhưng cũng không có bất kỳ che giấu nào cả, trực tiếp lọt vào trong tai hai người. Ta nghe nói thải âm bổ dương chi thuật kia cần đại lượng nguyên âm chi nữ, Vân Thiếu tổn thương nặng như vậy, cũng không biết một mình Lạc Tiểu Thư có đủ không nữa. Lạc Tiểu Thư có cửu dương chi thân, là cao đồ của thần Tiêu Cung,
ta ngược lại sợ nàng quá cường hãn, khiến Vân Thiếu không chịu đựng nổi, bị hái ngược nguyên dương, vậy thì nguy rồi. Điều này cũng đúng, bất quá ta thấy Vân Thiếu không giống như là nguyên dương chi thân a. Hắn trước khi chưa khôi phục trí nhớ chính là một thiếu gia ăn chơi mười phân, cô nương dạng gì mà chưa chơi đùa qua chứ? Ân, nói cũng đúng, nguyên âm không đủ có thể phiền toái, không biết hắn có thể hái nguyên dương bổ dương không, bên trong giới thần bi này nam nhân ngược lại không ít, tham thiên tạo hóa dương dương quyết kia của Lý Dật dường như cũng rất lợi hại. Phốc, ngươi đừng có buồn nôn vậy có được không? Nguyên âm không phải còn có Đinh tiểu thư sao? Làm tốt tùy thời chuẩn bị đưa vào đi. Ta đánh chết mấy tên miệng tiện hồ ngôn loạn ngữ các ngươi. Theo tiếng mắng tức giận của Đinh Linh Nhi vang lên, tiếng cười vui của mọi người cũng dần nhạt luôn. Lý Vân Tiêu lúng túng nói. Đám vô liêm sỉ này, thật không ngờ trêu chọc sư phó về, ta thu bọn hắn làm đồ đệ thật sự là mắt bị mù rồi. Lạc Vân Thường cúi sát đầu, không dám ngẩng mặt lên nói khẽ. Bọn hắn cũng là lo lắng cho ngươi, sau khi biết ngươi có thể khôi phục, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Lý Vân Tiêu thấy nàng bộ dạng nàng vô cùng nhu thuận, như tùy thời chuẩn bị hiến thân liền có chút choáng váng nói. Ngươi đừng nghe bọn họ nói linh tinh, cũng chỉ là thần thể huy ánh giống như lần trước, dẫn đạo lực lượng trong thân thể của ta để tiến hành tự chữa trị là được rồi. Ân, Lạc Vân Thường khẽ lên tiếng, trong lòng lại cười khổ nói, thân mật như vậy có khác gì giao hợp thân thể đâu chứ. Trên mặt nàng đỏ lên, ngồi xuống trước mặt Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta chuẩn bị xong rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta dạy cho ngươi một thức ấn quyết có thể tăng cường liên hệ giữa ta và ngươi hơn. Lạc Vân Thường học theo rất nhanh đã nắm giữ được, một tay kết liên hoa ấn, một tay đụng vào một chỗ với bàn tay Lý Vân Tiêu, lập tức cảm nhận được một cổ lạnh như băng khiến thân hình nàng thẹn thùng run rẩy lên một chút. Cổ lạnh buốt trên bàn tay càng ngày càng lạnh, khiến trong lòng nàng cả kinh, âm thầm trách cứ không thôi. Vân Thiếu cũng đã mệnh huyền sinh tử một đường rồi, mình còn ở chỗ này nghĩ loạn, nếu Vân Thiếu bởi vậy mà xảy ra chuyện, cả đời mình cũng không thể tha thứ cho bản thân được. Nghĩ vậy, nàng lập tức xua tan tất cả tạp niệm, khí định thần nhàn bắt đầu vận chuyển cửu dương chân khí. Lý Vân Tiêu trong nội tâm hơi kinh hãi, không thể tưởng được Lạc Vân Thường tiến vào trạng thái nhập định còn nhanh hơn hắn nghĩ nhiều lắm, ở xa xa không ngừng có nhiệt khí từ chỗ đối phương truyền đến. Cũng không biết là nhiệt lượng của cửu dương chân khí hay là nhiệt độ cơ thể của Lạc Vân Thường nữa, khiến thân hình đã dần mất đi tánh mạng của hắn cũng hơi có lại chút nhiệt độ cơ thể, cảm thấy vô cùng ấm áp. Vào thời khắc này, giới thần bi xuyên thẳng qua trong hư không vô tận, bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện một cái khe, trực tiếp nuốt giới thần bi vào trong đó. Đại sự, 2. Bên trong là một mảnh bầu trời nắng ráo sáng sủa, rốt cục đã về lại trong thiên võ giới. Nó dưới tình huống không được Vân Tiêu khống chế cứ vậy không ngừng rơi xuống bên dưới. Cuối cùng phát ra một tiếng nổ mạnh nặng nề, chấn ra một cái hố cực to, chìm vào trong lòng đất. Một tiếng nổ vang này lập tức kinh động đến người ở bốn phái, chỉ chốc lát, mấy đạo quang mang đã bay vụt ra, kinh hãi nhìn qua cái hố đen kịt sâu không thấy đáy kia. Ở bên trong Bắc Vực, Lam Tuyết Thánh Thành, siêu nhiên độc lập với bên ngoài đại lục, phảng phất đặt trên đỉnh Tuyết Sơn vạn dặm. Bốn phía một phiến vân hải băng tuyết, điềm lành chi khí lơ lửng, cầu vồng ngang nam bắc, một mảnh cảnh sắc thần tiên. Một tòa cung điện do 72 cây cột chống đỡ lên, vàng son lộng lẫy, bên trong người tới lui không dứt, mỗi người thần thái đều cực kỳ vội vàng, cực kỳ bận rộn, không rảnh để chú ý tới người khác. Đại đa số mọi người đều ngồi trước mặt bàn ghi chép lấy gì đấy, trên mặt bàn đặt đủ các loại dụng cụ, liên tục vận chuyển trong nguyên một đám trận pháp lớn nhỏ không đều. Truyền lại và thu thập tin tức từ các nơi truyền đến. Nơi này là tư bộ chuyên phụ trách tình báo trong thánh vực, mỗi ngày đều thu lấy các loại tin tức trên đại lục, sau đó thông qua phân tích lần lượt rồi truyền một ít tin quan trọng lên trên. Một gã nhân viên tình báo trẻ tuổi sau cây ết lấy ra tin tức từ trên thông tin nghi lập tức dùng thần thức điều tra qua, sau đó cả người sắc mặt đại biến, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ. Người trẻ tuổi đột nhiên ghi chép tin tức kia lên một miếng ngọc bội, rời khỏi bàn công tác chạy tới một góc khuất, vội la lên. Phó thị trưởng đại nhân, không tốt rồi. Trong góc kia có một trung niên đang vắt chéo hai chân ngủ, chảy nước miếng đầy mặt, sau khi bị đánh thức hắn mở ra cặp mắt mơ hồ, hít mạnh một hơi hút những nước miếng chảy ra kia vào miệng, nuốt xuống, ngáp nói. Đại sự gì mà lại trọng yếu hơn cả việc ta ngủ? Là Trần Đoạn Thiên lại cưới tiểu lão bà, hay là Bắc Minh Cung lại diệt đi mấy môn phái Lâu La hả?
Trong toàn bộ đại điện chỉ có một mình hắn thanh nhàn nhất, lại còn lộ ra vẻ bất mãn, hét lên. Ta sao lại xui xẻo như vậy, đến phiên ta trách nhiệm thì cứ gặp phải đủ tin tức linh tinh, hắn nhìn một dụng cụ coi giờ trong đại điện, sau đó nhìn hằm hằm lấy người tuổi trẻ kia, quái khiếu nói. Mẹ nó còn nửa canh giờ nữa là đã giao ban rồi, người không thể lại kéo thêm nửa canh giờ nữa mới báo cáo sao. Người tuổi trẻ kia lộ ra vẻ cười khổ nói. Nếu éo nửa canh giờ nữa mới trình báo cho Nhạc Minh phó cục trưởng đại nhân, hắn sẽ lột ra ta mất. Người này đúng là phó ty trưởng ty tình báo thánh vực, Ôn Thư, hắn hừ một tiếng, vỗ bàn nói. Tình báo trọng yếu gì, lấy ra ta xem thử, nếu không trọng yếu thì ta lột ra ngươi trước. Người trẻ tuổi vội vàng đẩy ngọc bội tới. Ôn Thư sau khi nhận lấy liền sờ ngón cái qua, lập tức thu tất cả tin tức bên trong vào đầu, sắc mặt sững sờ. Hai hàng lông mày cũng nhíu lại, cổ quái nói. Tống Nguyệt Dương thành phát sinh yêu tộc náo động, chấp pháp giả do thánh vực phái đi bị diệt. Người trẻ tuổi nói. Tin tức này là do đội trưởng lục trí của chấp pháp chiến xa kim sắc số 19 truyền về, có lẽ không giả. Mấy ngày trước đã nhận được tin tức từ Tống Nguyệt Dương thành, nói là công tử đường kiếp của tứ cực môn cấu kết với người yêu tộc, chắc là người do chấp pháp từ bộ phái đi. Yêu tộc thật đúng là lớn mật a. Lại dám giết chấp pháp sứ của thánh vực chúng ta. Ôn Thư cầm ngọc bội trong tay đùa giỡn, trầm tư nói. Bên phía Tinh Nguyệt huyễn cảnh có tin tức gì không? Người trẻ tuổi lắc đầu nói. Không có tin tức gì đặc biệt. Ôn Thư nhẹ gật đầu, sau đó lại nằm xuống, lần nữa bắt chéo chân, nhắm mắt lại nói. Vậy hẳn là một ít yêu tộc chạy trốn ra bên ngoài, chưa đủ gây họa. Tống Nguyệt Dương thành lúc này hẳn là lúc thuật võ xong hội. Đại lượng cao thủ của Thương Minh đều hội tụ ở đó, không có chuyện gì đâu, ta tiếp tục ngủ đây, không có tin tức trọng yếu thì đừng có làm phiền ta. Cái này, người trẻ tuổi vội la lên. Thế nhưng vừa rồi ta muốn liên hệ với nhân viên tình báo ở Tống Nguyệt Dương Thành, nhưng vẫn không liên lạc được. Hơn nữa đây tình báo lục trí phát tới, những người yêu tộc kia quả thật đã giết chấp pháp sứ của chúng ta à, chẳng lẽ đây còn không phải là đại sự sao? Sau khi nghe người trẻ tuổi nói xong, Ôn Thư lần nữa mở to mắt ra, lẩm bẩm nói. Ân, nghe ngươi nói vậy, dường như thật là đại sự. Ta trước ngủ một chút đã, đợi lát nữa sẽ báo cáo lên trên. Hắn lại nhắm mắt lại xoay người, quay lưng lại với người trẻ tuổi kia, không hề để ý đến nữa. Người trẻ tuổi. Đúng lúc này, một gã nhân viên tình báo khác, nói. Phó cục trưởng đại nhân, ta Mị Tông truyền đến tình báo mới nhất rồi. Cái gì? Ôn Thư đột nhiên quay người, tinh thần gấp trăm lần ngồi dậy, hai mắt sáng lên nói. Tin tức gì, mau nói nghe xem. Nhân viên tình báo kia hắc hắc cười cười, nói. Thì ra tinh thần tông chủ Tà Mị Tông, Yêu Nguyệt dĩ nhiên chính là muội phu của nàng, quan hệ của hai người hiện giờ đã trở thành trạng thái nửa công khai. Còn nữa, tiểu tử kia không chỉ đùa bỡn tỉ muội hoa Yêu Nguyệt dưới háng, mà ngay cả một ít nữ đệ tử và trưởng lão trong tông môn cũng đã bị hắn nhúng chàm. Trước mắt nữ đệ tử bị hắn nhúng chàm có tất cả 17 người, trưởng lão 3 người, tiểu tử này quả thực là một tên lục chỉ dâm ma, biến cả Tà Mị Tông thành hậu cung của một mình hắn, thật sự là thiên địa không dung. Mỗi người đều phải chém giết. Ti, Ôn Thư đột nhiên hít một ngụm nước miếng, hung hăng nuốt xuống, vô án, cả giận nói. Thiên cổ dâm ma, mỗi người đều phải chém giết. Hắn đứng dậy, đi qua đi lại phập phồng không yên, đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt lộ ra vẻ kiên định, nói. Quyết không thể lại dung túng loại dâm ma này tai họa thế gian nữa, phải giải cứu những thiếu nữ vô tri kia ra mới được. Ôn Thư mãnh liệt xoay người, liền hóa thành một đạo quang mang bay ra đại điện. Người trẻ tuổi lúc trước cao giọng nói. Phó cục trưởng đại nhân, đừng quên chuyện yêu tộc Tống Nguyệt Dương Thành đấy. Nhân viên tình báo ở đằng sau cau mày nói. Tống Nguyệt Dương Thành đã xảy ra chuyện sao? Hắn lộ ra một tia dáng tươi cười giảo hoạt hắc hắc nói. Huynh đệ, đến đây, chỗ ta còn có một tin tức càng thêm kinh người hơn nữa, người biết số đo 3 vòng của nhị tiểu thư Khương gia thành Hồng Nguyệt không? Chỗ ta đang có tư liệu trực tiếp đây. Thật sự, vẻ mặt ngưng trọng trên mặt người trẻ tuổi lúc trước liền bị quét sạch, lộ ra thần sắc tất cả mọi người đều hiểu, hai người cười hì hì chạy qua một bên thảo luận trao đổi với nhau. Ôn Thư hóa thành một đạo quang mang. Bay ngang qua trên không thánh vực, hướng phía một tòa cung điện cực lớn ở trung tâm mà đáp xuống. Công Dương Chính Kỳ. Thì ra là Ôn Thư, đi vào đi.
Trước cung điện có đứng hai người thủ hộ, đều là hai tay đặt trên đại kiếm, sắc mặt lạnh như băng. Hai người vẫn nhắm nghiền hai mắt, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí thiên địa ở bốn phía, thẳng đến khi Ôn Thư đáp xuống, người ở bên trái mới mở mắt ra, sau khi thản nhiên nhìn thoáng một phát lại nhắm lại. Ôn Thư ôm quyền nói. Hai vị làm phiền rồi. Hắn lập tức hóa thành một đạo quang mang bay vào trong cung điện, bên trong mây trôi vần quanh, hành lang gấp khúc kéo dài không dứt, thập phần rộng lớn, Ôn Thư bay một hồi về phía mặt bắc, đáp xuống trước một tòa đại điện, cao giọng nói. Ti tình báo Ôn Thư cầu kiến Công Dương đại nhân. Vào đi. Một lát sau bên trong truyền đến thanh âm không nóng không lạnh của một lão giả. Ôn Thư có chút gật đầu, liền mở rộng bước chân tiến vào, trước đại điện hiện lên một đạo thủy quang, trong điện phủ đủ để dung nạp hơn vạn người chỉ có mấy người đứng đó, cực kỳ trống rỗng. Một lão giả áo gai thần thái tường hòa đang ngồi ở chủ vị, lắng nghe báo cáo của mấy người bên dưới. Ôn Thư đi tới phía trước, im im lặng lặng đứng ở bên cạnh, cùng nghe một gã nam tử cẩm y ngọc phục báo cáo. Nam tử kia thần thái bình thản, nói đến chuyện mình bế quan tu luyện gần đây, Công Dương Chính Kỳ ngồi ở bên trên cẩn thận lắng nghe, không ngừng khẽ gật đầu, tựa hồ cực kỳ quan tâm đối với việc tu luyện của nam tử này. Ôn Thư nghe xong một hồi liền không còn hứng thú nữa, người này nói đều là một ít chuyện thuật đạo, tựa hồ có đột phá không nhỏ, đợi đến lúc nam tử êm tai nói, mấy người bên người đều cười chúc mừng, hắn cũng giả mù sa mưa cười nói. Chúc mừng viên đại nhân bế quan lấy được tiến triển cực lớn, chỉ cần hồn thể trở về từ vực ngoại tinh không sợ rằng có thể trực tiếp trùng kích đến thuần thần thập giai nha. Nam tử kia đúng là cục trưởng cục linh tư viên Cao Hàn vừa xuất quan, hắn khẽ mỉm cười nói. Ôn đại nhân quá khen, cũng không biết tinh quang hồn thể kia đã đạt đến loại trình độ nào rồi, nếu có thể đột phá đến cửu giai chi cảnh, ta trùng kích thuật đạo đỉnh phong vẫn có nắm chắc nhất định, về phần thuật thần thập giai, ha ha. Đây chẳng qua chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, đã có ai thấy qua chứ? Ôn Thư cười nói. Hắc hắc, đã có truyền thuyết, vậy khẳng định từng tồn tại. Nếu không nhiều huyền khí siêu phẩm được ghi lại trong sách cổ là từ đâu đến chứ? Công Dương Chính Kỳ mở miệng nói. Cao Hàn, nếu ngươi có thể ở tuổi này trùng kích đến cửu giai đỉnh phong, vậy thì thành tựu tương lai thậm chí có thể vượt qua Thiên Chiếu Tử đại nhân, trùng kích thuật thần cũng chưa chắc không có khả năng. Vậy ta liền phái người mở ra thông đạo đi thông vực ngoại tinh không, nghênh đón tinh quang hồn thể của ngươi trở lại. Việc này thập phần trọng yếu, liền giao cho ám tư đi làm, không thể có chút sai lầm nào được. Viên Cao Hàn ôm quyền nói. Đa tạ Công Dương đại nhân. Công Dương Chính Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Ôn Thư, nói. Ôn Thư, bên phía ngươi có phải có tình báo gì không? Ôn Thư toàn thân chấn động. Ánh mắt Công Dương Chính Kỳ khiến hắn thoáng cái trở nên khẩn trương, vội hỏi. Công Dương đại nhân, trong Tà Mị Tông có yêu nhân tai họa, ta đề nghị điều động chấp pháp sứ tiến tới điều tra. Công Dương Chính Kỳ nhướng mày, nói. Loại chuyện này ngươi và Tiêu Hải Dụ tính toán là được, có còn đại sự khác không? Ôn Thư vội vàng lắc đầu nói. Không có. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua một gã nam tử bên người, cười nói. Tiêu đại nhân cũng vừa may ở đây, đỡ cho ta chạy đi rồi. Tiêu Hải Dụ nhẹ gật đầu, nói. Đợi quay lại ta sẽ điều động chấp pháp sứ tiến đi. Đúng rồi, có chấp pháp sứ ở hai nơi phái đi tựa hồ đã mất đi tin tức, một chỗ ở Đông Vực, một chỗ ở Tống Nguyệt Dương Thành, Ôn đại nhân có tin tức không? Ôn Thư vỗ mạnh đầu một cái, kêu lên. Ai nha, đã quên mất. Hắn liền nói lại lời Lục Chí truyền đến một lần. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ biến hóa, cả giận nói. Chuyện trọng yếu như thế ngươi lại quên mất. Ôn Thư ngượng ngùng nở nụ cười nói. Đây không phải là tạm thời quên mất sao? Sắc mặt Tiêu Hải Dụ hơi có chút khó coi, ngưng trọng nói. Tống Nguyệt Dương Thành cơ hồ tụ tập tất cả cao thủ thương minh ở đó, thực đủ sức để sánh vai với hàng loạt đại phái rồi, lại bị vài tên yêu tộc vây khốn, tin tức cũng không có, mà ngay cả chấp pháp giả ta phái ra cũng bị người giết. Tình thế tựa hồ cực kỳ nghiêm trọng a. Tống Nguyệt Dương Thành, chuyện sao lại trùng hợp vậy chứ? Một gã nam tử bên người Viên Cao Hàn sắc mặt có chút trắng bệch, đúng là Mạc Hoa Nguyên, không khỏi cảm thấy lo lắng cho bọn người Mạc Tiểu Xuyên. Công Dương Chính Kỳ ngưng giọng nói. Tinh Nguyệt huyễn cảnh vẫn một mực bị giám thị, cũng không biết là mấy tên yêu tộc từ đâu xuất hiện, năng lực không ngờ lớn thế. Việc này sợ rằng tứ cực môn xuất lực không nhỏ, người lại phái ra hai nhóm nhân mã.
phân biệt đi tới Tống Nguyệt Dương Thành và Tổng Bộ Tứ Cực Môn, nếu Tứ Cực Môn có ý cãi lời, trước hết bắt giữ Đường Khánh mang về Thánh Vực rồi nói sau. Tiêu Hải Dụ có chút nhíu mày lại nói. Nếu là không có căn cứ chính xác hắn đánh chết chấp pháp sứ thì sợ rằng không tiện mạo muội bắt giữ, làm vậy có thể sẽ khiến bên trong Thương Minh bất mãn. Còn nữa, vô luận là đi Tổng Bộ Tứ Cực Môn hay là Tống Nguyệt Dương Thành, đều phải điều động cao thủ tiến đến, cường giả võ đế bình thường sợ rằng không có tác dụng gì. Công Dương Chính Kỳ trầm tư một hồi, nói. Tổng Bộ Tứ Cực Môn tốt nhất là người tự mình đi một chuyến, dùng thân phận phó cục trưởng chấp pháp ti của Thánh Vực trực tiếp chất vấn Đường Khánh. Nếu hắn có khác thường, do người ra tay bắt cũng không có gì, mặc dù trong đó có hiểu lầm, ngày sau cũng tiện bàn giao với Thương Minh. Về phần Tống Nguyệt Dương Thành, chỗ đó thế cục không rõ, Nam Phong Tuyền lại đang bế quan, quả thật không có ai để phái a. Tất cả mọi người trầm mặc một hồi, đột nhiên Viên Cao Hàn nói. Công Dương Đại Nhân, ta ngược lại là có một người có thể tiến cử, hơn nữa thực lực vừa vặn thích hợp với việc này. A, người phương nào? Công Dương Chính Kỳ hỏi, tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Viên Cao Hàn mỉm cười nói. Người này ở ngay tại Trường Thiên Nhất Sắc cách Thánh Vực 3 vạn dặm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều co rút đồng tử, lập tức biết rõ là người phương nào. Công Dương Chính Kỳ sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nói. Người này quả thật thập phần thích hợp, nhưng hắn dù sao không phải là người Thánh Vực ta, chưa chắc sẽ nghe theo lệnh ta, không dễ phái a. Viên Cao Hàn cười nói, Thánh Vực thiết lệnh, thiên hạ cùng tôn vinh, hắn cũng không thể mạo muội phật mặt mũi chúng ta được, huống hồ chúng ta cũng không phải điều động, mà là mời hắn ra, để Tiêu Hải Dụ đại nhân tự mình đến thăm mời, chắc hẳn vẫn có thể thỉnh động được. Quả cà, 1. Tiêu Hải Dụ nói, việc này để ta đi xem thử, phụ cận Trường Thiên Nhất Sắc mặc dù không có truyền tống đại trận, truyền tống trận của Tống Nguyệt Dương Thành cũng bị hủy hoại. Chỉ có thể triệu tập cao thủ cưỡng ép mở ra thông đạo, hao tổn tất nhiên thật lớn, bất quá cũng không sao cả. Công Dương Chính Kỳ nói. Vậy cứ thế đi, nếu Đoan Mộc Hữu Ngọc không thể mời được, vậy thì tính sau, cứ vậy đi. Ôn Thư, tình báo bên phía ngươi nhất định phải báo cáo ta trước, tuyệt đối không thể lỡ đại sự. Cần tuân mệnh lệnh đại nhân. Tất cả mọi người gật đầu bái xuống, nhao nhao rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, Tiêu Hải Dụ đột nhiên cười khổ nói. Viên đại nhân, người thật sự đã tiến cử người tốt cho ta a, quả thực không phải khó khăn bình thường. Viên Cao Hàn cười nói. Sao lại nói thế, dùng năng lực của hắn sợ rằng đã biết rõ ngươi sẽ tới, nếu tránh mà không gặp, tự nhiên nói rõ hắn không muốn bị mời, nhưng lấy sự hiểu biết của ta đối với hắn thì hắn nhất định sẽ đi. Tiêu Hải Dụ cười khổ nói. Chỉ mong thế. Mọi người nhao nhao phi thân rời đi. Mạc Hoa Nguyên cũng theo Viên Cao Hàn bay về phía Linh Tư, trên đường nhịn không được nói. Sư tôn, dùng cách nhìn của ngươi, thế cục Tống Nguyệt Dương Thành vậy mà đã đến tình trạng thế sao? Lại cần thỉnh động công tử Ngọc Đại Nhân. Sắc mặt hắn cực kỳ sầu lo. Viên Cao Hàn cười nói. Ngươi đang lo lắng đại ca ngươi. Thoải mái, buông lỏng tinh thần đi, Tống Nguyệt Dương Thành cao thủ nhiều như mây, đại ca ngươi cũng không phải quá tệ. Ta tiến cử Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng là sợ tình thế bết bát nhất xuất hiện, nhưng khả năng cũng không lớn. Mạc Hoa Nguyên trầm mặc không nói, nội tâm lại luôn một có một cổ sầu lo khó có thể xua đi nơi ngực, luôn cảm thấy có dự cảm xấu. Viên Cao Hàn khẽ cười nói. Không nên suy nghĩ, nói cho ta một chút chuyện của ngươi những năm gần đây, cùng với tình huống liên quan đến Lý Vân Tiêu kia đi, ta đối với người này cảm thấy cực kỳ có hứng thú. Hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang. Bay đi xa xa. Giới thần bi, trong phương Thốn Sơn. Lạc Vân Thường vận chuyển cửu dương chân quyết, rất nhanh liền vào vong ngã chi cảnh, đại lượng nam hỏa kim tinh nguyên giải đầy bốn phí không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể, từng đạo dị tượng cửu dương dần hiện ra trên thân thể, chiếu cả sơn động thành một mảnh hỏa hồng. Lý Vân Tiêu ở dưới cổ lực lượng bành trướng của đối phương, trên thân thể gầy yếu dần nhiều thêm chút hào quang, lộ ra hai màu trắng muốt và vàng óng ánh, ngày càng nhiều. Thần thức Lý Vân Tiêu bắt đầu chậm rãi yên lặng được ôn nhuận dưới hai loại lực lượng này, toàn thân thoải mái dễ chịu và thích ý nói không nên lời, giống như đang lúc ngày đông giá rét lại được tắm dưới ánh mặt trời vậy, cảm thấy rất buồn ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, thần trí của hắn dần dần thức tỉnh khỏi loại trạng thái buồn ngủ kia, trên da thịt lộ ra màu vàng kim nhạt, không ngừng hấp thu lấy lực lượng trong nam hỏa kim tinh nguyên ở bốn phía,
đồng thời từng đạo minh nguyệt thần quang tản ra, đan vào cùng một chỗ với cửu dương chi khí đang lan khắp không trung. Hai người đều thần thái an tường, mặt mỉm cười, ở vào một loại trạng thái kỳ diệu, ý thủ hư không, tùy ý để thần thể chi lực khuếch tán giao hòa lẫn nhau, cảm thụ được loại cảnh giới không linh vô ngã vô vật kia, mà tốc độ tiêu hao nam hỏa kim tinh nguyên ở bốn phía cũng trở nên cực kỳ nhanh. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên ngửi thấy một cổ mùi hương thoang thoảng, đẹp và tĩnh mịch xông vào mũi, khiến hắn toàn thân chấn động, trong giây lát mở mắt ra, chỉ thấy Lạc Vân Thường chẳng biết lúc nào đã tựa trước người hắn, hai mắt nhắm nghiền, vẫn yên lặng ý thủ hư không, chỉ là một loại nhích gần lại theo bản năng thôi. Mùi thơm xử nữ nhàn nhạt và da thịt ôn nhuận mềm mại, bộ ngực sữa nhô thẳng ra đã dán vào lồng ngực hắn, Lý Vân Tiêu cảm thụ được khí thức nồng đậm kia. Một cổ dục hỏa vô danh hừng hực thiêu đốt ngay dưới đan điền, ngay cả là thánh nhân, cũng không cách nào không động tình được. Tay Lý Vân Tiêu không kiềm được vuốt lấy mái tóc mềm mại của nàng, tay kia thì đột nhiên bắt lấy hương nhũ dựng thẳng của Lạc Vân Thường. Thân hình Lạc Vân Thường run lên kịch liệt, giật mình tỉnh lại từ trong ý cảnh vô ngã kia, trong đôi mắt tràn đầy mê ly và vẻ khiếp sợ, toàn thân nhịn không được run rẩy, chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu bóp nàng rất mạnh, khiến nàng đau đến mức nhìn không được phải nỉ non. Nhưng vừa mở miệng đã có một cổ khí tức dương cương đập vào mặt, bờ môi lập tức bị đầu lưỡi nóng bỏng cho vào. Nàng thoáng cái đầu óc phát mộng, triệt để biến thành trống rỗng, tùy ý để bàn tay nắm lấy hương nhũ kia bắt đầu chậm rãi theo quần áo lần xuống, trượt vào trong nội y nàng khiến nàng thở dốc một hồi, dây thắt lưng của hai người đã bị cởi bỏ, trở nên có chút mất trật tự. Lạc Vân Thường và Lý Vân Tiêu đã tu luyện gần 3 ngày trời, mọi người ở bên ngoài cũng cảm thấy có chút lo nghĩ bất an rồi. Thả ta ra, ô ô ô, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả? Tiểu Ngô bị bọn hắn trói trên một tảng đá lớn, định có gì không đúng sẽ lập tức thả vào. Hắc Liên Thiểu Hoàng bực bội đi tới đi lui, nói. Vân Thường tiểu thư này cũng thật là, tình huống như thế nào ít nhất cũng phải truyền ra tín hiệu chứ. Để mọi người yên tâm một chút. Mạc Tiểu Xuyên cả giận nói. Đừng có lắc lư trước mặt ta nữa, yên tĩnh cho ta, Lạc tiểu thư tự có chủ trương. Không cần ngươi quan tâm nhiều đâu. Viên Cao Hàn một mực yên lặng nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên mở lớn mắt ra, cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra, khí tức bên trong một mực đều rất vững vàng, ngoại trừ cửu dương chân khí của Lạc tiểu thư ra, cổ lực lượng khác hẳn là từ trên người Lý Vân Tiêu phát ra. Ta vốn cho rằng tất nhiên không có việc gì rồi, nhưng bây giờ khí cơ hai người lại hoàn toàn rối loạn, không biết có chuyện gì xảy ra không. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh, vội hỏi. Viên đại sư, vậy phải làm sao đây? Chúng ta có cần làm gì không? Viên Cao Hàn sắc mặt có chút trở nên ngưng trọng, trầm tư nói. Chỉ sợ bọn họ tu luyện thất bại, khiến tẩu hỏa nhập ma, nhưng lúc này mà đi vào điều tra thì, hình như không ổn. Dù sao chuyện thần thể huy ánh rất sợ bị quấy rầy, nếu vốn không có việc gì lại bị chúng ta phá hoại, vậy thì thực xong đời rồi. Không ổn, có gì không ổn chứ, tình trạng nguy cấp như thế, các ngươi không đi ta đi. Tính tình Hắc Liên Thiểu Hoàng nóng nảy nhất, nhịn không được muốn xông vào trong sơn động. Viên Cao Hàn quát. Không thể, đế khí chấn động trên người người rất mạnh, đi vào rất có thể sẽ phiền thêm, muốn đi cũng nên để Đinh Tiểu Thư đi, tu vi của nàng yếu nhất, tỷ lệ dẫn phát hỗn loạn cũng nhỏ nhất. Đinh Linh Nhi nói. Vậy để ta đi, ta sẽ tận lực thu liếm khí tức. Quả cà, hai. Sắc mặt nàng ngưng trọng, tận lực áp chế lấy khí tức quanh thân. Chậm rãi đi vào trong sơn động, bên trong một mảnh chân khí cực nóng khiến toàn thân nàng đều đổ mồ hôi, rất sợ động tác của mình sẽ quấy nhiễu đến hai người, nàng đi thập phần chậm chạp, rốt cục cũng đã đi vào trong sơn động, khẩn trương ngưng mắt xem xét. À, à, hai tiếng kêu sợ hãi từ trong miệng Đinh Linh Nhi truyền ra, một màn trước mắt lập tức khiến nàng chấn động toàn thân, hai người Lý Vân Tiêu và Lạc Vân Thường đang nửa trần thân trên gắt gao quấn lấy một chỗ, cực kỳ nóng bóng. Đôi má Đinh Linh Nhi lập tức hồng tím như là quả cà, dưới cơn xấu hổ và giận dữ cả người lập tức liền hóa thành một đạo quang mang xông ra ngoài, không đợi bọn người Mạc Tiểu Xuyên hỏi thăm đã bỏ chạy ra xa. À, à, tiếng kêu kia của nàng lập tức khiến Lạc Vân Thường cũng đột nhiên bừng tỉnh, một màn như thế cũng đều đã lọt vào mắt Đinh Linh Nhi, nàng chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, nàng vội vàng đẩy Lý Vân Tiêu ra, lập tức nhặt lấy xiêm y trên mặt đất che lấy người. Cũng hóa thành một đạo quang mang viễn độn mà đi. Lý Vân Tiêu thoáng cái cũng thanh tỉnh lại, ngốc trệ thoáng một phát sau đó cười khổ không thôi. Hiện giờ dục hỏa đã đốt tới đỉnh,
toàn thân khó chịu, nhưng bọn người Mạc Tiểu Xuyên ở ngoài động cũng đã bị kinh động, trên mặt hắn ửng đỏ, vội vàng vận chuyển nguyên khí, áp chế cổ tà hỏa dưới đan điền xuống. Bọn người Mạc Tiểu Xuyên đang khẩn trương chờ tin tức của Đinh Linh Nhi lại nghe thấy hai tiếng kinh hô của nàng, cho rằng xảy ra chuyện gì đó nên vội vàng muốn nhảy vào trong động, đã thấy Đinh Linh Nhi biến thành hào quang trực tiếp lao ra ngoài, không nói hai lời đã chạy về phía xa xa, khiến mấy người bọn họ lập tức phát mộng ở cửa động. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắc Liên Thiểu Hoàng sắc mặt cổ quái nói. Sắc mặt Đinh Tiểu Thư sao lại giống như quả cà thế? Mạc Tiểu Xuyên do dự nói. Mặc kệ, trước vào xem một chút đi, an ủi Vân Thiếu quan trọng hơn. Bọn hắn đang định tiến vào, lại thấy Lạc Vân Thường vọt ra, cũng lập tức hóa thành hào quang, một trường bổ tới, mở ra một con đường, viễn độn mà đi. Cái này, lần này mọi người càng không hiểu ra sao, Hắc Liên Thiểu Hoàng càng kinh ngạc nói. Sao sắc mặt Lạc Tiểu Thư cũng như quả cà thế, chẳng lẽ bên trong trồng cà sao? Quả cà con em ngươi à? Trong động truyền đến một tiếng mắt tức giận, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần đi ra, chỉ có điều sắc mặt có chút quái dị thôi. Vân Thiếu, ngươi không có việc gì rồi sao? Mấy người đại hỉ, vội vàng nghênh đón lấy. Viên Cao Hàn nhìn hắn một hồi, thở dài. Kỳ hiệu của thần thể quả thật kinh người, không chỉ đã khôi phục, hơn nữa lực lượng còn trực tiếp bạo tăng, chỉ ba ngày ngắn ngủi cũng đã đột phá đến võ hoàng cửu tinh rồi. Hắc Liên Thiểu Hoàng kinh hỉ nói. Thái bổ chi pháp này thật lợi hại a, mới hái một người đã. Vân Thiếu ngươi nhất định phải truyền công pháp này cho ta đấy, nếu ta sớm học được, hiện giờ đã sớm là võ đế đỉnh phong rồi. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, quái dị nghiêm mặt đi ra ngoài, nội tâm một hồi choáng váng. Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường sợ rằng không biết muốn trốn hắn bao lâu đây, ba người nếu lại tương kiến sẽ là tràng diện xấu hổ bực nào a. Hắn chỉ cảm thấy một hồi nhức đầu. Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường tuy rằng bỏ chạy ra xa, nhưng từng cọng cây ngọn cỏ trong giới thần bi đều dưới cảm giác của hắn, chỉ cảm thấy hai người vẫn đang không ngừng chạy trốn. Mạc Tiểu Xuyên nói, Vân Thiếu, vừa rồi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người lại phi độn đi cùng một hướng thế? À, một hướng sao? Lý Vân Tiêu mắt choáng váng, cảm giác một chút, quả nhiên hai người là cùng một người, hơn nữa đang càng ngày càng gần, hắn vỗ trán một cái. Vội vàng chặt đứt cảm ứng và thần niệm của mình nói. Không có việc gì, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa tỉnh dậy các nàng đã chạy ra, có lẽ là sống lâu ở đây cảm thấy có chút buồn bực nên đi giải sầu a. Lý Vân Tiêu vừa nói vừa đi vào trong động. Thân thể của ta vừa khôi phục, cần bế quan vài ngày, không được quấy rầy ta đấy. Bọn người Viên Cao Hàn Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười ngươi hiểu. Trong đông vực. Một trong 33 tòa danh thành, thành Phù Phong. Trong thành có tam đại thế lực chiếm giữ, trong đó Hạ Hầu gia đệ nhất, toàn bộ Hạ Hầu gia một mảnh vui sướng hớn hở, dòng người tới lui nối liền không dứt, gia tộc to như vậy tất cả đều đang trong không khí chúc mừng. Hôm nay là sinh nhật trăm tuổi của gia chủ của bọn hắn Hạ Hầu Nguyên Minh, đồng thời cũng ngày vui hắn nạp thiếp. Đối với võ giả mà nói, trăm tuổi cũng không coi vào đâu, tiểu thiếp này của Hạ Hầu Nguyên Minh chỉ có 16 tuổi. Cũng không ai cảm thấy có gì không ổn cả. Hạ Hầu gia trong toàn bộ đông vực cũng coi như là thế lực số một, cho nên thâm giao cũng rộng, người đến chúc mừng như nước chảy, lực lượng cả gia tộc đều bị triệu tập tới đãi khách, cùng với giữ gìn trật tự, an toàn. Giờ phút này nơi xâm nghiêm nhất Hạ Hầu gia, trong mật thất bảo khố, Hạ Hầu Nguyên Minh lại lộ vẻ mặt ngưng trọng, nào có nửa điểm vui mừng nào chứ, nhìn qua ngọc bi trên bàn cung phụng ở một bên, thì thào lẩm bẩm. Chỉ mong không gặp phải chuyện gì mới tốt, chỉ cần qua đêm nay, thì tất cả đều bình yên rồi. Một gã nam tử sau lưng hắn trên mặt tràn đầy vẻ không quan tâm, đúng là con trai trưởng Hạ Hầu Thành của hắn, trên mặt có râu quai nón, bộng dáng thì cao lớn thô kệch, hắn kêu lên. Cha, ngươi không khỏi quá nhỏ tâm quá mức, không phải là một kiện huyền khí sao, đến cùng có phải huyền khí cửu giai không còn không cách nào phán đoán suy luận, dù là thật. Dùng lực lượng Hạ Hầu gia chúng ta chẳng lẽ có người dám tới đoạt sao? Hạ Hầu Nguyên Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái, tức giận hừ nói. Người không biết không sợ, người thực cho rằng Hạ Hầu gia vô địch thiên hạ rồi sao? Ở thành Phù Phong cũng không phải lão đại, đặt ở đông vực lại càng không biết sắp xếp ở chỗ nào, tầm mắt mở rộng đến toàn bộ đại lục thì ngay cả cặn bã cũng không phải nữa. Hạ Hầu Thành bị chửi không còn cách nào khác rồi,
bất đắc dĩ nói. Cha, ngươi nói ta cũng biết, nhưng những thế lực kia hơn xa tông môn chúng ta, căn bản không thiếu thứ này, môn phái thiếu cũng không dám ra tay với chúng, theo ta thấy thì thứ này chúng ta cứ giữ đi. Cha ngươi bây giờ đã là cường giả võ đế, nếu luyện hóa vật ấy, tất nhiên có thể trở thành đệ nhất cao thủ thành Phù Phong, đến lúc đó trực tiếp lực áp hai nhà khác, thậm chí chiếm đoạt bọn hắn cũng không phải là không thể. Hạ Hầu Nguyên Minh cả giận nói. Ngươi thật là một tên não heo, còn không hữu dụng bằng kiếm nhi, ngươi nói với cha ngươi quan hệ lợi hại trong đó đi. Vâng, ra ra. Ngươi sống quá lâu rồi. Một. Sau lưng Hạ Hầu Thành truyền đến tiếng lo âu của một nam tử. Khối ngọc bi này tuy là từ trên trời giáng xuống, lại rơi trong nơi Mai Cốt Chi Địa, như vậy theo lý nên thuộc về Mai Cốt Chi Địa. Mai Cốt Chi Địa một mực được xưng là phần mộ đại năng, vô số năm tháng qua đã khai thác được rất nhiều thứ tốt từ trong đó. Phàm là tiến vào trong đó, nhất định phải có lệnh cho phép do huyết thần cung phát xuống, đồng thời quy định tất cả đoạt được, đều phải ưu tiên bán cho huyết thần cung. Khối ngọc bi này là do nhị thúc phụng trộm mang ra từ bên trong, nếu bị người của huyết thần cung biết được, Hạ Hầu gia chúng ta sẽ phiền toái lớn. Một gã nam tử khác Hạ Hầu Nghiệp khổ sở nói. Ta cũng là nhất thời tham niệm, không thể tưởng được lại là huyền khí cửu giai, sớm biết như thế lúc trước liền trực tiếp đưa cho huyết thần cung vậy thì cũng không có việc như giờ rồi. Dựa vào cái gì? Hạ Hầu Thành khẽ nói. Huyết thần cung chẳng qua chỉ là dựa vào miếng ngon béo bở từ Mai Cốt Chi Địa mới có thể lớn mạnh, Mai Cốt Chi Địa kia là của cả đông vực, huyết thần cung bọn hắn dựa vào gì lại lập ra nhiều quy củ, ta thật sự thấy không vừa mắt chút nào. Ngươi cái tên đầu heo này. Hạ Hầu Nguyên Minh tức giận đến xì khói, cả giận nói. Ta sao lại sinh ra một tên đầu heo như ngươi chứ? Huyết thần cung trấn thủ Mai Cốt Chi Địa, chính là lúc trước Thành Hồng Nguyệt Khâm định tại Đại hội Liên minh Đông Vực. Ngươi nhìn bọn hắn không vừa mắt nhiều lắm chỉ mắng vài câu, bọn hắn nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ mất một phút là đã có thể diệt ngươi rồi. Hạ Hầu Nghiệp nói. Đại ca, hiện giờ biện pháp duy nhất chính là đợi Tôn Nhân Hào đại nhân của Vạn Bảo Lâu bí mật thu mua nó đi, toàn bộ thành Phù Phong cũng sẽ không còn thương hội thứ hai dám tiếp nhận sinh ý này nữa đâu. Mà tài nguyên Vạn Bảo Lâu cấp cho chúng ta, đối với phát triển tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn, chỉ cần có thể vượt qua hôm nay, vậy thì ngọc bi này cũng không còn trên tay chúng ta nữa rồi, mặc dù huyết thần cung phát hiện ra gì đó, không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không cách nào làm gì được chúng ta cả. Hừ, thật không biết các ngươi nghĩ thế nào nữa. Một kiện huyền khí cửu giai êm đạp, cha ngươi dù nằm mơ cũng muốn có được bảo bối như thế, bây giờ lại muốn bí mật xử lý sạch. Ta còn tưởng rằng sau khi cha đạt được vật ấy sẽ bế quan luyện hóa, trở thành cường giả thứ hai của thành Phù Phong có được huyền khí cửu giai, có thể chống lại tổ gia đấy chứ. Hạ Hầu Thành trung quy vẫn cho rằng mọi người cân nhắc quá nhiều, quá mức nhát gan rồi, hoàn toàn không cần phải thế. Hạ Hầu Nguyên Minh khẽ nói. Ta muốn huyền khí cửu giai không giả, nhưng không thể dùng vận mệnh gia tộc làm đại giá được, đợi sau khi đổi đi vật ấy, từ trên tay Vạn Bảo Lâu đạt được chỗ tốt, hơn nữa thêm vào một ít tích xúc trong gia tộc, cũng đủ để đi Hóa Thần Hải mua một kiện rồi. Thành Nhi, yến hội đêm nay ngươi cũng không cần ra sân, mang theo cao thủ nhất định phải bảo vệ tốt nơi đây, ngàn vạn không thể để cho khối ngọc bi này xảy ra chuyện mới được. Trên tấm ngọc bi này tựa hồ có cấm chế rất mạnh, vậy mà không cách nào thu vào trong nhẫn chữ vật, khiến Hạ Hầu Nguyên Minh phiền não không thôi, chỉ có thể để đặt trong bảo khố phủ đệ, để nhi tử thực lực cường đại nhất trông coi mà thôi. Yên tâm đi, cha, người còn bi còn. Hạ Hầu Thành trầm giọng đáp, tuy rằng hắn lòng dạ không sâu, nhưng lại là cao thủ thứ hai của Hạ Hầu gia, tu vị võ tôn đỉnh phong. Toàn bộ thành Phù Phong người có thể thắng hắn cũng không quá một lòng bàn tay. Ân, có ngươi trông coi, ta vẫn tương đối yên tâm. Hai người các ngươi, theo ta đi đãi khách đi. Hạ Hầu Nguyên Minh nói xong liền quay người mang theo Hạ Hầu Kiếm và Hạ Hầu Nghiệp rời đi. Hạ Hầu Thành cẩn thận kiểm tra bốn phía bảo khố, đánh ra tầng tầng cấm chế chi pháp. Sau đó ở bốn phía bố trí xuống đại lượng cao thủ, tiềm phục tại các nơi. Còn chính hắn lại ngồi xếp bằng ngay trước bảo khố, nhắm mắt tu luyện. Hạ Hầu Nguyên Minh vừa tiến vào yến thính, một gã quản gia đã vội vã xuyên qua đám người chạy tới. Hạ Hầu Nguyên Minh cau mày nói. Chuyện gì lại bối rối như thế, không nên mất lễ nghi trước mặt khách nhân chứ. Quản gia kia vẻ mặt vô cùng lo lắng, trực tiếp tiến lên nói nhỏ vài câu bên tai hắn, sắc mặt Hạ Hầu Nguyên Minh bỗng nhiên đại biến, cực kỳ khó coi.
Hạ Hầu Nghiệp và Hạ Hầu Kiếm không rõ ràng cho lắm, vội hỏi. Lão gia tử, làm sao vậy? Hạ Hầu Nguyên Minh xanh mặt, ngưng trọng nói. Vừa rồi Vạn Bảo Lâu truyền đến tin tức, nói Thương Minh xảy ra chuyện, Tôn Nhân Hào đại nhân vừa rồi đã khởi động truyền tống đại trận chạy tới tổng bộ Vạn Bảo Lâu rồi. Cái gì, vậy phải làm sao cho phải đây? Hạ Hầu Nghiệp cả kinh nói. Chuyến đi này cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về, Thương Minh đang yên lành, có thể có chuyện gì lại triệu hội cả một trưởng quầy phân bộ như hắn chứ? Chẳng lẽ là hắn đột nhiên đổi ý, cố ý lấy cớ sao? Hạ Hầu Nguyên Minh lắc đầu nói. Tôn Nhân Hào ta có hiểu rõ, cũng không phải loại người lật lọng. Huống hồ dùng thực lực Vạn Bảo Lâu bọn hắn, ăn một kiện huyền khí cửu giai cũng không phải việc khó gì. Hẳn là đã thật sự xảy ra chuyện rồi, cái này thật sự phiền toái. Ngọc Bi ở trong tay chúng ta, cũng không biết có thể giữ bí mật bao lâu nữa. Hắn đang sầu lo, chợt nghe thấy một tiếng cười dài từ bên ngoài truyền đến, mỉa mai nói. Nguyên Minh huynh, lấy một tiểu thiếp còn trẻ hơn cả tôn tử ngươi, thật sự cần chúc mừng a. Hạ Hầu Nguyên Minh biến sắc, trong mắt hiện lên một tia sát khí, cưỡng ép nở một nụ cười, lạnh lùng nói. Thì ra là Hoan Thủy huynh, nghe nói ngươi năm nay vừa có một đứa con, so với tằng tôn tử ngươi còn nhỏ hơn 2 tuổi, hai tiểu đồng có thể cùng nhau chơi đùa rồi, cùng vui a. Ngoài cửa hiện lên một đạo quang mang, hai gã thủ vệ Hạ Hầu gia còn chưa kịp ngăn trở đã trực tiếp rơi vào trong đình viện, lại có hơn 10 người đến. Hạ Hầu Nguyên Minh trong nội tâm cả kinh, trên mặt bất động thần sắc cười nói. Thì ra Nhạc Minh huynh cũng tới, mời vào trong, mời vào trong. Hai người đúng là gia chủ hai thế lực lớn khác ở thành Phù Phong, Tổ Hoan Thủy và Trường Tôn Nhạc Minh, vậy mà dắt tay nhau đến, thần sắc cũng không hề vui mừng, rất khác với không khí bốn phía. Trường Tôn Nhạc Minh lạnh nhạt nói. Nguyên Minh huynh, lần này chúng ta tuy rằng cũng là đến uống rượu chúc mừng, nhưng mục đích chủ yếu cũng không phải là uống rượu. À, vậy hai vị đến chẳng lẽ là đến tìm ta đánh cờ uống trà sao? Đáng tiếc hôm nay là ngày song hỷ của ta, không rảnh bồi tiếp rồi. Hạ Hầu Nguyên Minh bất động thanh sắc, làm ra thủ thế không chào đón, ý là muốn trực tiếp tiễn khách. Ngươi sống quá lâu rồi. Hai. Tổ Hoan Thủy cười lạnh nói. Nguyên Minh huynh, không nên giả vờ nữa, thành thật giao thứ đó ra đây đi, ta cũng không hy vọng chị dâu 16 tuổi kia còn chưa động phòng đã trở thành quả phụ đâu. Hạ Hầu Nguyên Minh giận tím mặt, quát. Tổ Hoan Thủy, hôm nay là ngày song hỷ của ta, cái miệng của ngươi cũng không khỏi quá tiện rồi đấy. Tổ Hoan Thủy mỉa mai nói. Ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, mau giao huyền khí cửu giai lấy được từ Mai Cốt Chi Địa ra đây đi. Chúng ta hôm nay cũng sẽ cùng ngươi uống mấy ngụm rượu, bằng không thì tửu yến này của ngươi thật sự không bày được rồi. Tốt, thì ra các ngươi là liên thủ đến gây chuyện. Khí thế trên người Hạ Hầu Nguyên Minh nổi lên, uy áp võ đế tản ra, người bốn phía đều nhao nhao biến sắc, dốc sức liều mạng thối lui ra sau. Trường Tôn Nhạc Minh lạnh lùng nói. Nguyên Minh huynh, ta khuyên ngươi vẫn nên thông minh chút, giả ngu không được gì đâu. Nếu chúng ta không có chứng cớ xác thực, cũng không thể nào mạo muội đến đây rồi. Hạ Hầu Nguyên Minh trong nội tâm khẽ động, lạnh lùng nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể lấy ra chứng cứ gì. Tổ Hoan Thủy cười lạnh một tiếng, nói. Hạ Hầu Kiếm, xuất hiện đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động toàn thân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hạ Hầu Nguyên Minh và Hạ Hầu Nghiệp cũng đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, ngốc trệ nhìn Hạ Hầu Kiếm từ trong đám người đi tới. Mỉm cười đứng ở trước mặt Tổ Hoan Thủy. Ngươi, Kiếm Nhi, cái này, đây là có chuyện gì? Hạ Hầu Nguyên Minh lần này đã triệt để phát mộng rồi, chỉ cảm thấy lòng không ngừng chìm xuống, đối với việc phản bội của Hạ Hầu Kiếm hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được, hoàn toàn không nghĩ ra. Hạ Hầu Kiếm lạnh lùng cười cười, nói. Chuyện gì xảy ra, cái này phải hỏi chính ngươi a. Kiếm Nhi, ngươi có phải là bị bọn hắn bức hiếp không? Hạ Hầu Nghiệp cũng tràn đầy không thể tin, vội hỏi nói. Bức hiếp, không có bất kỳ người nào bức hiếp ta cả. Hạ Hầu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả đều là do ta tìm tới bọn hắn hợp tác, tất cả đều là ý của ta cả. Người Hạ Hầu gia tất cả đều phát mộng, Hạ Hầu Kiếm thân là trưởng tôn được coi trọng nhất trong gia tộc, tiền đồ không thể hạn lượng, hoàn toàn không có khả năng phản bội a. Hạ Hầu Nghiệp tức giận nói. Ngươi tên tiểu xúc xanh này vì cái gì? Cho nhị thúc một cái lý do đi.
Lý do? Hạ Hầu Kiếm chỉ vào Hạ Hầu Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Lý do chính là ngươi sống quá lâu rồi, đã 100 tuổi còn chiếm lấy vị trí tộc trưởng không buông, hơn nữa ngươi bây giờ đã là võ đế rồi, ít nhất còn có thể sống thêm 100 năm nữa. 100 năm a, ta thấy ý của ngươi là không đến lúc chết sẽ không giao ra vị trí rồi, như vậy lúc nào mới có thể đến phiên ta đây? Hạ Hầu Kiếm càng nói càng kích động, lộ ra có chút gầm hét lên rồi, quát. Hơn nữa cha ta cũng đã là võ tôn đỉnh phong, đột phá đến võ đế cơ hồ chỉ là việc trong tầm tay, chờ lão bất tử ngươi 100 năm sau chết đi, cha ta lại làm tộc trưởng 100 năm nữa, đến phiên ta chẳng lẽ phải là 200 năm sau rồi sao? Trời ạ, 200 năm, ta có thể sống lâu như vậy sao? Mặc dù may mắn đột phá đến võ đế, thật sự sống 200 tuổi, cũng đã là người sắp chết rồi, làm tộc trưởng còn ý nghĩa gì nữa? Lão gia tử, người đã từng nghĩ qua cảm thụ của ta chưa? Hạ Hầu Nguyên Minh triệt để khiếp sợ ngốc trệ, nhìn tia cười lạnh nơi khóe miệng Hạ Hầu Kiếm, rốt cục đã tiếp nhận hiện thực này rồi, lòng hắn lạnh buốt rét run, nhưng lại không thể nổi giận, nhất định phải tỉnh táo lại. Nếu việc này nháo lớn, bị huyết thần cung biết được vậy thì Hạ Hầu gia liền nguy hiểm rồi. Ha ha, nói rất hay. Tổ Hoan Thủy cười to nói. Nguyên. Hạ Hầu Nguyên Minh chết tâm nhìn cháu mình, sầu thảm nói. Cho dù ta chết đi, hoặc là Thành Nhi chết đi, chẳng lẽ vị trí tộc trưởng gia tộc sẽ đến phiên ngươi sao? Ngươi cảm thấy hai tên hổ lang này sẽ đỡ ngươi thượng vị sao? Dã tâm của bọn hắn là ước gì nuốt mất Hạ Hầu gia chúng ta đấy. Tổ Hoan Thủy cười to nói. Ha ha, ai nói thế, chúng ta nhất thưởng thức tuấn kiệt thế này, sau này nhất định sẽ hảo hảo tài bồi ngươi, hiện giờ mau nói ra chuyện Ngọc Bi kia đi, để lão thất phu này hết chống chế được nữa. Hạ Hầu Kiếm gật đầu nói. Ngọc Bi kia là nhị thúc ta mang ra từ Mai Cốt Chi Địa, hiện giờ đang cất giữ trong phủ khố Hạ Hầu gia, lão gia tử muốn đợi đêm nay giao cho Tôn Nhân Hào của Vạn Bảo Lâu mang đi, đáng tiếc Tôn Nhân Hào lại tạm thời có việc tới không được nữa. Ha ha, tốt, nói rất hay. Tổ Hoan Thủy sau khi cười to, sắc mặt dần dần lạnh xuống, nói. Nguyên Minh huynh, ngươi còn gì để nói? Hạ Hầu Nguyên Minh cười lành lạnh nói. Mai Cốt Chi Địa đạt được một khối ngọc bi có gì kỳ quái sao? Chỗ đó thường xuyên sẽ có bảo vật xuất thế, huống hồ chẳng qua chỉ là một khối đá bình thường thôi. Nếu các ngươi thích, ta hôm nào sẽ chế tạo 7 khối 8 khối cho các ngươi, bên trên còn có thể khắc danh tự nữa đấy. Hừ, Nguyên Minh huynh, ngươi cũng đừng có nói loạn. Nếu còn chấp mê bất ngộ, thì chớ trách chúng ta không niệm giao tình nhiều năm. Tổ Hoan Thủy lạnh giọng nói, khí tức trên thân ẩn ẩn phát ra, cũng là võ đế chi thân. Hạ Hầu Nguyên Minh lạnh lùng nói. Giữa chúng ta từ khi nào có giao tình thế, muốn đánh thì đánh, chẳng lẽ Hạ Hầu gia lại sợ các ngươi sao? Tốt, nếu Nguyên Minh huynh đã cố ý muốn chết, ta sao có thể không thành toàn chứ? Bà chị vẫn đang chờ động phòng, ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt, đừng bận tâm làm gì. Tổ Hoan Thủy sắc mặt trầm xuống, trong tay đột nhiên bắn ra một thanh chiến đao ra, không nói hai lời liền chém tới, đao mang đi qua, tất cả trong đình viện đều trực tiếp vỡ ra, các lộ khách mới tuy không phải người bình thường, nhưng quyết đấu giữa võ đế bực này đã khiến bọn hắn sớm sợ tới mức trốn ra xa, rất sợ tai bay vạ gió. Đáng chết, có giỏi thì ra ngoài đấu. Hạ Hầu Nguyên Minh trong tay rũ ra một thanh kiếm đến nghênh đón lấy, hai binh khí chạm vào nhau, đao mang kiếm khí khuếch tán ra, trực tiếp chém cả yến hội thành từng mảnh vỡ. Hạ Hầu Nguyên Minh giận dữ, trực tiếp đằng không bay lên, cả giận nói. Muốn chiến thì tới đây. Tốt, hôm nay hai chúng ta liền lĩnh giáo Nguyên Minh huynh một chút vậy, Nhạc Minh huynh, cùng tiến lên đi. Tổ Hoan Thủy cũng không sợ bị người chỉ trích, trực tiếp kêu lên giúp đỡ, hai người cùng nhau đuổi theo Hạ Hầu Nguyên Minh, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Đệ tử huyết thần cung. Cường giả võ đế nếu buông tay buông chân đến chiến, đừng nói Hạ Hầu ra. Mà dù là cả nửa cái thành Phù Phong đoán chừng đều được xong đời, đây là kết quả mà không hề ai muốn thấy cả. Theo ba gã võ đế bay lên không rời đi, Hạ Hầu Nghiệp đột nhiên cả giận nói. Hạ Hầu Kiếm, ngươi tên xúc sinh này, ta hiện giờ sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Hắn lập tức vỗ mạnh ra một trường. Hạ Hầu Kiếm biến sắc, đột nhiên trốn ra sau, liên tục kêu cứu hơn 10 tên tổ gia và trưởng tôn gia ở phía sau. Hơn 10 người kia nguyên một đám lạnh lùng nhìn hắn, lộ ra vẻ vô cùng châm chọc, loại người ngay cả thân nhân gia tộc mình cũng bán đứng như thế, coi như là địch nhân cũng căn bản xem thường.
một người trong đó cao giọng nói. Tộc trưởng lúc trước từng nói, nếu Hạ Hầu gia có chuyện nội đấu hoặc là thanh lý môn hộ thì chúng ta ngàn vạn không được nhúng ta. Hạ Hầu Kiếm biến sắc, đột nhiên lộ ra một tia dáng cười trào phúng, lạnh giọng nói. Hai nhà các ngươi quả nhiên không đáng tin cậy a, may mắn ta đầu nhập vào cũng không chỉ đám thế gia cặn bã các ngươi. Mọi người nghe xong, đều khẽ chau mày, lộ ra vẻ khó hiểu. Hạ Hầu Kiếm từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài, cao giọng nói. Ta hiện giờ chính là người huyết thần cung, các ngươi ai dám động đến ta? Cái gì, huyết thần lệnh? Hạ Hầu Nghiệp ngây người tại chỗ, lần này ngay cả người tổ gia và nghiệp gia chi nhân cũng triệt để ngốc trệ ở đó. Huyết thần cung có danh tiếng không hề nhỏ, bọn hắn căn bản không dám chọc. Ha ha, ha ha. Hạ Hầu Kiếm cười như điên, lạnh giọng nói. Nhị thúc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến giết ta ta, giết ta cũng là giết đệ tử huyết thần cung, Hạ Hầu gia không muốn tồn tại nữa sao? Hắn đắc ý đi ra phía trước, lướt qua Hạ Hầu Nghiệp đang trợn mắt há hốc mồm, hung hăng đá tới tên nam tử trước kia mở miệng nói không nhúng tay vào chuyện Hạ Hầu gia kia. Hung ác hát nói. Ngốc bức, ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hung hăng càn quấy, hung hăng càn quấy, hung hăng càn quấy cho ta xem. Một hồi quyền đấm cước đá, trực tiếp đánh cho nam tử kia một trận, đối phương vậy mà cũng không dám ra tay phản kháng, người còn lại cũng đều ngơ ngác nhìn xem, cũng không biết là đã quên hỗ trợ hay là không dám nữa. Ta nhổ vào còn ở trước mặt ta, trang bức, các ngươi thật cho rằng ta tin tổ gia và trường tôn gia các ngươi sao? Hạ Hầu Kiếm nhe răng cười không thôi, nói. Cho các ngươi ra, cũng chỉ là để các ngươi xung phong, dù sao cường giả võ đế muốn đối phó vẫn tương đối phiền toái. Hiện giờ hai nhà các ngươi tạm thời bị ta trưng dụng, nghe theo chỉ huy của ta. Dựa vào cái gì? Rốt cục có người không phục, trợn mắt nhìn. Trong mắt Hạ Hầu Kiếm bắn ra đạo đạo sát khí trong tay lóe lên hàn quang, liền có hơn một thanh kiếm trực tiếp chém tới. Tên võ giả kia hừ lạnh một tiếng. Tỏ vẻ khinh thường đối với tu vị của Hạ Hầu Kiếm, tiện tay chảo một cái, đạo kiếm quang kia đã triệt để bị chôn vùi mất, nhưng cũng chỉ như thế, sau khi biết thân phận huyết thần cung của đối phương thì những người này quả thật đều kiêng kỵ, không dám động tay nữa. Wow, dám động đến ta, giết người nọ cho ta. Hạ Hầu Kiếm đột nhiên nổ quát một tiếng, cũng không biết là đang phát lệnh với ai. Trong không khí đột nhiên lắc lư thoáng một phát, đã nhìn thấy mấy đạo huyết quang lóe lên. Tên võ giả lúc trước kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị ném bay lên tại chỗ, lần nữa rơi xuống vậy mà huyết dịch toàn thân đã bị hút không còn, biến thành một cỗ thi thể rồi. Lần này đã trực tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người rồi, ngay cả bán thân Hạ Hầu Kiếm cũng thấy hoảng sợ, sau khi thấy rõ trước người đột nhiên nhiều hơn hai người, một thân hắc y, trên mặt đều là một mảnh cười tàn nhẫn, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, vội bước lên trước nói. Làm phiền hai vị đại nhân rồi. Hắc hắc. Bên trên phái chúng ta tới giúp ngươi lấy kiện huyền khí cửu giai kia, tất cả lấy ngươi làm chủ, không cần khách khí như thế. Tên hắc y nhân bên trái lạnh lùng cười nói. Hạ Hầu Kiếm lập tức cảm thấy một cổ lực lượng dâng lên, cười lớn ngóc đầu lên, ánh mắt quét qua người tổ gia và trường tôn gia, nhe răng cười nói. Ta vừa rồi nói tạm thời điều động các ngươi, hiện giờ có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều hận đến ngứa răng. Nhưng vừa nhìn qua hai gã cường giả huyết thần cung kia, trong lòng liền rét run, thân thể cũng run rẩy thoáng một phát, không ai dám làm chim đầu đàn cả. Hạ Hầu Nghiệp chỉ cảm thấy chuyện càng lúc càng lớn, một mình mang bảo vật ra khỏi Mai Cốt Chi Địa đã phạm tối kỵ của huyết thần cung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như lúc trước chỉ là tổ gia và trường tôn gia đến đoạt thì mọi người còn thể trao đổi, chung quy vẫn có thể nhận đồng một số thứ, hiện giờ người huyết thần cung đã tham dự vào. Vậy thì không thể làm gì được nữa rồi. Hạ Hầu Nghiệp nghĩ vậy, không khỏi sầu thảm nói. Hạ Hầu Kiếm, người thủ hộ phủ khố là phụ thân ngươi, người thu thập những người này, chẳng lẽ là muốn đi giết phụ thân ngươi sao? Hạ Hầu Kiếm biến sắc, lạnh lùng nói. Giết còn chưa nói tới, chỉ có điều cha ta tới giờ đều là đầu gỗ, không hiểu được tiến thối, không phân rõ tình thế. Nếu nhị thúc có thể cùng đi thuyết phục cha ta, trực tiếp mở ra cửa phủ khố. Giao nộp huyền khí cửu giai kia lên cho huyết thần cung, đây chính là một công lớn. Ha ha, một công lớn. Hạ Hầu Nghiệp cười thảm nói. Ngọc bi kia là mình ta mang ra, không quan hệ đến Hạ Hầu gia, ngọc bi kia có thể cho các ngươi, nhưng không được gây sóng gió ở Hạ Hầu gia,
hơn nữa nếu các ngươi nhất định phải giết người thì giết ta là được rồi. Hạ Hầu Kiếm nở nụ cười, hòa thanh nói. Nhị thúc suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng chỉ là muốn ngọc bi kia thôi, ta cũng là người Hạ Hầu gia, làm sao có thể đi đối phó Hạ Hầu gia được, còn làm phiền phiền nhị thúc đi khuyên nhủ cha ta rồi. Hạ Hầu Nghiệp lộ ra vẻ đau thương, nhìn qua hắn nói. Hạ Hầu gia chúng ta xuất hiện nhân tài như ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Hắc hắc, nhị thúc không cần nói móc ta, đợi sau này các ngươi sẽ biết. Hạ Hầu Kiếm hai mắt sáng lên nói. Ta nhất định sẽ làm ra một phen sự nghiệp tại huyết thần cung, khiến các ngươi đều lau mắt mà nhìn. Chỉ vị trí tộc trưởng Hạ Hầu gia, còn không phải là giới hạn của ta. Hạ Hầu Nghiệp không biết nói gì nữa, một người im lặng đi ở phía trước. Hạ Hầu Kiếm và hai gã người huyết thần cung cùng võ giả hai nhà khác cũng đều đi theo. Xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, mọi người rốt cục đã từ xa trông thấy chỗ bảo khố. Hạ Hầu Thành đột nhiên mở ra mắt hổ, lập tức tự cảm nhận được khí tức của mọi người, liền trở nên cảnh giác, lớn tiếng nói. Nhị đệ, những người này là ngươi phương nào? Ngươi dẫn bọn hắn đến là ý gì? Phủ khố, một. Hạ Hầu Nghiệp sầu thảm nói. Đại ca. Ngươi hỏi hảo nhi tử của ngươi, chất nhi tốt của ta, hảo nam nhi của Hạ Hầu gia chúng ta một chút đi. Hạ Hầu Thành trầm mặt, rơi vào trên người Hạ Hầu Kiếm, trầm giọng nói. Kiếm nhi, đây là có chuyện gì? Hạ Hầu Kiếm dù sao cũng chột dạ, bị ánh mắt Hạ Hầu Thành nhìn chằm chằm vào, lập tức cúi đầu xuống nói. Cha, ta đây cũng là vì tốt cho Hạ Hầu gia chúng ta thôi. Kiện huyền khí cửu giai kia xuất từ mai táng chi địa. Vốn là nên là vật của huyết thần cung, cha ngươi nhanh chóng mở ra bảo khố, để huyền khí kia vật quy nguyên chủ đi. Ngàn vạn không nên vì một kiện huyền khí mà tổn thương đến tình cảm giữa Hạ Hầu gia chúng ta và huyết thần cung. Cái gì? Hạ Hầu Thành trừng lớn mắt, tựa hồ không thể tin được nhìn qua con của mình, đột nhiên cả giận nói. Cho nên ngươi liền dẫn theo người huyết thần cung đến đây sao? Hắn từ sớm đã chú ý tới hai gã cường giả huyết thần cung kia. Loại khí tức yêu dị kia khiến hắn cảm thấy một hồi không khỏe, sau khi nghe Hạ Hầu Kiếm nói xong, liền lập tức đoán được là người huyết thần cung. Hạ Hầu Nghiệp khổ sở nói. Hảo nhi tử của ngươi hiện giờ đã là đệ tử huyết thần cung, tuyên bố muốn làm ra một phen sự nghiệp để cho chúng ta xem đấy. Ngươi, xúc sinh a! Hạ Hầu Thành tức đến thiếu chút nữa phun ra máu tươi, mắt trợn lên như muốn nứt, tại chỗ lâm không bạo lên, trong song trưởng đánh ra xu thế bài sơn đảo hải. Đánh cho không khí tầng tầng sụt lún, ép tới người Hạ Hầu Kiếm. Lại dám ra tay với đệ tử huyết thần cung chúng ta, muốn chết. Hai gã huyết thần cung kia cũng là cường giả võ tôn cửu tinh, trong chốc lát nhao nhao ra tay, hai đạo huyết quang bắn ra, ngưng hợp trước người Hạ Hầu Kiếm, hóa ra một đạo huyết trường đẩy lên. Phanh! Hai cổ cự lực va chạm, huyết trường bị nổ nát bấy, hai gã người huyết thần cung trong lòng đều dùng mình, thực lực Hạ Hầu Thành này rất mạnh. Sợ rằng cũng là một khúc xương khó gặm đây. Hạ Hầu Kiếm dưới dư âm của hai cổ công kính bị chấn đến nội thương, liên tiếp lui về phía sau, kinh sợ nói. Cha, ngươi lại muốn giết ta, Hạ Thủ lại không chút lưu tình nào cả. Hạ Hầu Thành vẻ mặt vẻ thống khổ, nhưng rất nhanh đã bị kiên quyết thay thế, lạnh lùng nói. Sinh ra nghịch tử như ngươi, ta phải tự tay quân pháp bất vị thân mới được. Tốt, tốt, thì ra ngươi tuyệt tình như thế. Hạ Hầu Kiếm liên tục chỉ huy đám người tổ gia và trường tôn gia, cuồng nộ nói. Lên, đều lên cho ta, ai không lên ta giết người đó. Người tổ gia và trường tôn gia hai mặt nhìn nhau, không ai muốn động thủ cả. Vốn Hạ Hầu Kiếm trong mắt bọn hắn chỉ là một tên tôm tép nhãi nhép, bây giờ lại muốn chỉ huy mình, bọn hắn đương nhiên không chịu, nhưng lệnh bài huyết thần cung ở trên tay hắn nên cũng không dám công nhiên cãi lời, nguyên một đám đứng ở đó ánh mắt lạnh như băng. Không ít người càng nghiêng đầu đi, không lên tiếng. Hạ Hầu Kiếm cười lạnh nói. Các ngươi hôm nay đã động thủ đối với Hạ Hầu gia, cho rằng hiện giờ không động Hạ Hầu gia sẽ bỏ qua các ngươi sao? Bốn phía nơi này ít nhất mai phục hơn 100 người, nếu các ngươi không động thủ thì đều phải chết. Mọi người nhướng mày, quả nhiên mảng lớn tiếng xé gió nhao nhao vang lên, bốn phương tám hướng lao ra rất nhiều võ giả, nguyên một đám tập kích tới người hai nhà. Người hai nhà trong nội tâm đều phát khổ, một mảnh bất đắc dĩ, nếu huyết thần cung đã nhúng tay, bọn hắn chuyến này không thể gặt hái được gì rồi, loại tình huống này đã sớm muốn lui, nhưng giờ lại bị người Hạ Hầu gia vây công tới,
chỉ có thể ra tay ứng phó, nhưng chẳng ai có ý chí chiến đấu cả. Trong đình viện rất nhanh loạn thành một bầy, hai nhà phái tới cũng đều là tinh anh, liên hợp thực lực lại còn trên cả người Hạ Hầu gia, chỉ là lúc này lại không ai chịu đứng ra làm bọ ngựa, để hoàng tước như Huyết Thần Cung được lợi cả, chỉ thoáng ứng phó, đánh mặc dù loạn, nhưng lại không kịch liệt. Tinh lực Hạ Hầu Nghiệp thì vẫn một mực chú ý đến Hạ Hầu Thành và hai gã cao thủ Huyết Thần Cung so chiêu, ba người đều là võ tôn cửu tinh, dưới tế huyết chi pháp quỷ dị kia của Huyết Thần Cung, Hạ Hầu Thành chỉ có thể đau khổ trèo trống, nhưng vẫn liên tiếp bại lui, dần dần rơi vào hạ phong. Chiến đấu trình độ này, dưới võ tôn cửu tinh bị cuốn vào sợ rằng sẽ lập tức tan thành mây khói, trong lòng Hạ Hầu Nghiệp thấy thế cực kỳ khẩn trương, liền hô lên. Đại ca, đừng đấu nữ, ngọc bi kia cho bọn hắn là được. Thân ảnh Hạ Hầu Thành không ngừng lập lòe trong huyết quang, quát. Nhị đệ, cha một mực nói ta ngây thơ, hiện giờ ngây thơ chính là ngươi a. Cho dù giao ra ngọc bi, bọn hắn có thể buông tha chúng ta sao? Khặc khặc, rất có giác ngộ đấy, cải lệnh Huyết Thần Cung, một mình mang bảo vật đi ra, cái đó chỉ có đường chết. Một gã người Huyết Thần Cung nhe răng cười nói, một thanh huyết thứ nhận trong tay đột nhiên một phân thành hai, thừa lúc không để phòng phá vỡ phòng ngự Hạ Hầu Thành, một cây thứ nhận càng trực tiếp đâm vào đầu vai hắn. Hạ Hầu Thành đột nhiên đau đớn, chỉ cảm thấy trên bờ vai tê dần, hắn cuồng nộ chống đỡ mũi kiếm đâm vào cơ thể, ngược lại còn lấn người tới, chụp một chưởng tới trán người nọ, một vòi máu tươi lập tức bắn ra từ vai hắn. Đối phương kinh hãi, không thể tưởng được Hạ Hầu Thành lại dũng mãnh như thế nên không kịp tránh né, trưởng phong rơi xuống, đột nhiên hắn cắn răng một cái, thân thể đột nhiên bạo liệt ra, hóa ra một đoàn huyết vụ, khiến một trưởng đối phương trực tiếp rơi vào khoảng không. Hạ Hầu Thành nhướng mày, giờ phút này một người khác thì bay từ trên xuống, hắn vội vàng lâm không thối lui, đồng thời một phát bắt lấy huyết nhận trên đầu vai rút ra, lập tức mang ra mảng lớn huyết nhục, lộ ra bạch cốt tùm, càng khiến cho hắn tức giận chính là, trên mảng lớn huyết nhục kia lại là một mảnh đen kịt, không ngờ lại có kịch độc. Người hóa thành huyết phụ kia quay người lại ngưng thành hình người, chỉ có điều nguyên khí đại thương, sắc mặt tái nhợt lui ở một bên nghỉ ngơi, lạnh nhạt quan sát chiến trường. Trên mặt người khác thì lộ ra vẻ cười lạnh, thấy Hạ Hầu Thành đã trúng độc nên cũng không vội tiến công, chỉ đánh hao tốn, khiến độc huyết trong cơ thể đối phương phát tác nhanh hơn thôi. Hạ Hầu Nghiệp thấy thế buồn phiền không thôi, lớn tiếng nói. Các ngươi phải như thế nào mới có thể buông tha Hạ Hầu ra ta đây? Ngọc bi cho các ngươi, mạng của ta cũng cho các ngươi, chẳng lẽ còn không đủ? Người Huyết Thần Cung cười lạnh nói. Đương nhiên không đủ, cải lời huyết thần lệnh. Phải làm tốt chuẩn bị bị xóa tên khỏi đại lục. Hạ Hầu Nghiệp bi phẫn không thôi, rút ra bảo kiếm liền vọt lên, kiếm quang đảo qua một mảnh, nhưng đâu phải là địch thủ của người Huyết Thần Cung, tên đang quan chiến kia cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, liền tay không bắt lấy bảo kiếm kia, phanh lên tiếng mà đoạn. Phủ hố, hai, chỗ nứt gãy phát ra khí tức ăn mòn và một cổ mùi máu tươi, độc trên thân người này không ngờ nặng như vậy, Hạ Hầu Nghiệp ngốc trệ thoáng một phát. Liền thấy một đôi bàn tay lớn huyết sắc chụp xuống chỗ mình. Nhị đệ, Hạ Hầu Thành kinh hô một tiếng, vội vàng chấn khai người dây dưa bên người, phi thân tới nghĩ cách cứu viện, khóe miệng tên Huyết Thần Cung kia lộ ra một tia cười lạnh, trưởng thế ngưng tụ trên không, lập tức biến hóa phương hướng, đập tới người Hạ Hầu Thành, không ngờ lại là kế dương đông kích tây. Hạ Hầu Thành cả kinh, ngay khi huyết trưởng rơi xuống thì khí tức người ở sau lưng cũng tăng vọt. Cũng đánh tới một chiêu lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Dưới hai đại tuyệt chiếu, Hạ Hầu Thành vốn là nguyên lực chống đỡ hết nổi, trong lòng bối rối một hồi, vội vàng tăng lên lực lượng phòng ngự ngăn cản, nhưng chỉ được một lát, lực phòng ngự của hắn liền bị phá vỡ, hai đạo lực lượng bá đạo đến cực điểm nhảy vào trong cơ thể, chấn vỡ kinh mạch toàn thân hắn, cả người phun ra một miệng lớn máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Hô, thứ khó giải quyết rốt cục đã được giải quyết. Một trong hai người đột nhiên vươn tay ra, trên không trung hiện ra một cái huyết thủ hóa ảnh cực lớn, lâm không chảo xuống, nhấc cả người Hạ Hầu Thành đã hoàn toàn mất đi chiến lực lên, ánh mắt tỏa ra bốn phía, lạnh lùng nói. Đều dừng tay. Lần này tất cả mọi người Hạ Hầu gia đều kinh hãi ngừng lại, không dám tự ý động nữa. Ha ha, cha, đối nghịch với Huyết Thần Cung không có kết cục tốt đâu. Hạ Hầu Kiếm cười lớn tiến lên, nói. Cấm chế chi pháp của phủ khố này, kính xin cha giao ra đây đi. Hạ Hầu Thành yếu ớt mở hai mắt ra, vô lực mắng.
xúc sinh lão tử thực hận lúc trước ham muốn sảng khoái nhất thời, lại không xuất ngươi lên trên tường. Ha ha, lão già kia miệng thật cứng rắn. Huyết sắc đại thủ do người huyết thần cung lâm không hóa ra dùng sức bóp lấy, Hạ Hầu Thành lập tức nhổ ra một miệng lớn máu tươi, trong đó còn pha lấy đại lượng mảnh vỡ nội tạng, khí tức lập tức suy yếu xuống. Đừng giết hắn. Hạ Hầu Kiếm đột nhiên cả kinh nói. Nếu hắn chết, cấm chế chi pháp cũng chỉ còn lão gia tử biết thôi. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, lạnh giọng nói. Hạ Hầu Thành, nếu ngươi đã không lo cho nhi tử ta, vậy ta cũng không coi ngươi là cha nữa, ta biết rõ ngươi anh hùng hảo hán, rất giỏi, nhưng người Hạ Hầu gia không biết có phải tất cả đều anh hùng hảo hán như ngươi không. Ở đây cơ hồ tụ tập tất cả tinh nhuệ Hạ Hầu gia, ngươi không muốn bọn hắn chết trước mặt ngươi đấy chứ. Còn nhị đệ Hạ Hầu Nghiệp của ngươi nữa, ngươi cũng không muốn hắn còn mạng sao. Mơ tưởng lấy ta ra uy hiếp đại ca. Hạ Hầu Nghiệp bi phẫn giơ lên kiếm gãy muốn tự vận. Sinh tử của con sâu cái kiến há có thể do mình định đoạt. Người huyết thần cung nhẹ nhàng cong ngón búng ra, liền đánh rớt kiếm gãy trong tay hắn, sau đó lại hiển hóa ra một cái đại thủ, cũng chảo Hạ Hầu Nghiệp lên trên không. Tốt, tốt, ta nói. Hạ Hầu Thành lộ vẻ sâu thẳm nói. Hắn tự biết hôm nay đã vô pháp may mắn thoát khỏi, sao có thể nhìn tinh nhuệ gia tộc và huynh đệ tiêu vong như vậy chứ, hắn lập tức giao ra cấm chế chi pháp. Người huyết thần cung sau khi lưu vào trí nhớ liền bắt đầu thi triển ra nguyên một đám linh quyết, cấm chế trước phủ khố liền vỡ tan ra như gương, đều cởi bỏ. Ha ha, quả nhiên thức thời, chờ chúng ta lấy được huyền khí cửu giai, lại đến hảo hảo thương lượng xem xử lý đám con sâu cái kiến các ngươi thế nào. Người huyết thần cung cười to, một tay đẩy văng đại môn phủ khố, đang lúc đại hỉ, đột nhiên một cổ khí tức từ bên trong truyền ra, bành trướng như biển, theo đó còn có dị quang chớp động. Loại cảm giác khác thường này đúng là lĩnh vực chi lực. Chuyện gì xảy ra, đây là, tấn cấp võ tôn sao? Mọi người đều giật mình, vội vàng vọt vào, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, vẻ khiếp sợ và nổi giận đều hiện rõ trên mặt hai người huyết thần cung, một người trong đó cả giận nói. Đây là có chuyện gì? Trong toàn bộ phủ khố một mảnh trống rỗng, một khối nguyên thạch cũng không thấy, chỉ có một gã thiếu niên ngồi xếp bằng ở đó. Trên người tản mát ra khí tức bát hoang cảnh, biểu hiện là vừa mới tiến giai đến võ tôn không lâu. Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, đảo qua tất cả mọi người, mỉm cười lẩm bẩm. Cuối cùng đã khôi phục tu vị bát hoang cảnh, có chút cảm giác lực lượng rồi. Hạ Hầu Kiếm cũng không hiểu ra sao, kinh sợ nói. Ngươi là người phương nào? Sao lại ở chỗ này? Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu như ta nói ta cũng không biết vì sao lại ở đây. Ngươi tin không? Hạ Hầu Kiếm sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng nói. Quả nhiên không thành thật, xem ra phải khiến ngươi trung thực nôn ra bảo vật trong bảo khố này rồi. Lý Vân Tiêu sờ lên sống mũi, không có ý tứ nói. Tuy rằng phẩm giai bảo vật ở đây đều không cao, nhưng cũng không thể tùy tiện ném khắp nơi vậy chứ, ta cũng chỉ là hảo tâm, giúp các ngươi thu nhặt thôi. Ngươi, đạo tặc, lại dám trộm vật của Hạ Hầu gia ta, đáng chết. Hạ Hầu Kiếm vội hỏi. Hai vị đại nhân, huyền khí cửu giai nhất định đã bị tiểu tử này trộm đi. Khí tức trên người Lý Vân Tiêu là bát hoang cảnh võ tôn, hơn xa hắn, cho nên bản thân hắn cũng không dám động thủ. À, kiến trúc bảo khố này của các ngươi nghiêm mật như thế, cấm chế cũng không giống bình thường, hắn là vào bằng cách nào? Một người huyết thần cung ném cả Hạ Hầu Thành và Hạ Hầu Nghiệp ra ngoài, ngã trên mặt đất chấn ra miệng lớn máu toi. Hạ Hầu Nghiệp bi thương chạy tới chữa thương cho Hạ Hầu Thành, nước mắt nhịn không được rớt xuống. Hạ Hầu Thành chống cự thân thể bị thương, kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu, hắn cũng thật sự không nghĩ ra người này rốt cuộc vào bằng cách nào. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đầu năm nay, nói thật đều bị người nghĩ là nói dối, khi ngươi nói láo thì người ta nghĩ ngươi nói rất buồn cười, chỉ có khi ngươi nói đùa thì mới bị người cho rằng là thật thôi. Một người của huyết thần cung lạnh lùng nói. Tiểu tử còn rất ẩn giấu đấy, bất quá ta rất chán ghét người dối trá. Hắn giơ tay lên lâm không chảo xuống, giống như trước ngưng ra một huyết thủ trên không trung, đột nhiên ôm đồm xuống, trực tiếp cầm chặt nửa người Lý Vân Tiêu, nâng hắn lên không trung. Lý Vân Tiêu không có chút phản kháng, chỉ là đồng tử hơi co lại, cả kinh nói. Công pháp này, chẳng lẽ các ngươi là người huyết thần cung, nơi này là huyết thần cung. Hạ Hầu Kiếm cười lạnh nói. Ha ha,
hiện giờ mới nhận ra thân phận của chúng ta, muốn cầu xin sao? Không biết đã hơi trễ sao? Lý Vân Tiêu đáp, nói như vậy nơi này là Đông Vực rồi sao? Huyết Thần Cung dường như cũng là môn phái được xếp thượng đẳng a, sao trong bảo khố chỉ có chút đồ vật như vậy, thật sự quá nghèo a. Gia vị, một. Hạ Hầu Kiếm cả giận nói. Đáng chết, lấy đi tất cả bảo vật Hạ Hầu gia ta lại còn ngại ít, hai vị đại nhân, trực tiếp lột ra hắn thẩm vấn đi. Hắn giận không phải Lý Vân Tiêu cầm sạch toàn bộ mọi thứ, mà là vì nó nhà hắn nghèo. Hạ Hầu gia như thế nào cũng được coi là một trong tam đại gia tộc thành Phù Phong, lại bị hắn nói giống như chỉ có bốn bức tường vậy, khiến hắn cực kỳ nổi giận, cảm thấy rất mất mặt. Một người Huyết Thần Cung nhe răng cười, mở miệng rộng ra, một đầu lưỡi huyết sắc đưa ra ngoài, vậy mà duỗi ra thật dài, đưa thẳng tới trước mặt Lý Vân Tiêu không ngừng đong đưa, cười quái dị nói. Khặc khặc, tên mặt trắng nhỏ này thoạt nhìn tựa hồ hương vị rất tốt đấy, lột ra thì đáng tiếc, không bằng thêm chút gia vị để ta bổ dưỡng một phen thì hơn. Tất cả mọi thấy thế trong lòng một hồi sợ hãi, thầm nghĩ Huyết Thần Cung quả nhiên khủng bố cổ quái, những pháp môn tu luyện này đều luyện người đến bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Ha ha, theo đại nhân thích, nếu không ta bảo người đi vào bếp chuẩn bị chút xì dầu nhé. Hạ Hầu Kiếm cũng tận tình cười ha hả. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong ánh mắt dần dần lạnh như băng, lạnh lùng nói. Lấy xì dầu thì quá phiền toái, ta thêm cho ngươi một chút thứ a. Hiện giờ toàn thân hắn đều bị bàn tay to kia cầm chặt, thiên mục trên trán mở ra, một đạo tia chớp khủng bố trực tiếp đánh ra, đúng là thiên kiếp chi lôi đã bị hắn hấp thu và luyện hóa. Ba. A. Không chút dấu hiệu, lôi điện trực tiếp đánh lên trên đầu lưỡi thật dài kia, lập tức trực tiếp cắt đứt nó, đại lượng huyết phụ phun ra, người nọ của Huyết Thần Cung đau nhức há to mồm liên tục kêu giống lên. Đầu lưỡi thật dài kia rơi trên mặt đất, trực tiếp hóa thành một bãi nùng huyết. A, a đáng chết a. Người Huyết Thần Cung bị cắt lưỡi kia miệng đầy máu tươi, huyết trưởng trong tay đột nhiên chảo xuống, muốn triệt để tát Lý Vân Tiêu tan thành phấn mạt. Trong máu tươi của hắn không chỉ có kịch độc, hơn nữa còn ẩn chứa lực ăn mòn rất mạnh, nguyên khí rót vào, võ tôn bình thường sợ rằng đã sớm hóa thành nùng huyết rồi. Cái gì? Trong mắt hắn lồi ra, vô luận hắn dùng sức thế nào, từng đoàn huyết ảnh nổ bung bốn phía Lý Vân Tiêu, nhưng thiếu niên kia vẫn hoàn toàn không để ý đến, vẫn bộ dạng đạm mạc băng lãnh, mỉa mai nhìn qua hắn, tựa hồ giống như đang xem diễn vậy. Ngươi đến cùng là người nào? Người Huyết Thần Cung đột nhiên ý thức được có vấn đề, hai người liếc nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Nhưng bọn hắn cũng không bối rối, chỉ cần hai người liên thủ, dưới võ đế rất khó tìm ra đối thủ. Người đứt lưỡi trầm giọng nói. Liên thủ nhanh chóng giết. Tay trái hắn đánh ra một cái quyết ấn, quát. Huyết bảo. Huyết thủ cực lớn kia đột nhiên co rút lại, không ngừng hút linh khí trong thiên địa vào trong đó, đột nhiên nổ bung. Một lúc sau cũng không ngừng tay, mà lấy ra phóng huyết thứ nhận, hóa thân thành một đạo huyết ảnh xông tới. Tên Huyết Thần Cung khác cũng không có chút dừng lại, cũng chớp động như hình bóng, theo đuôi trên xuống. Trên người Lý Vân Tiên chợt nổi lên một đạo quang mang vê, đúng là bất diệt kim thân, trong đó còn lóe ra minh nguyệt thần quang nữa, hai chủng thể chất dưới sự trợ giúp từ cửu dương thần thể của Lạc Vân Thường vậy mà đã kết hợp một chỗ, trở thành loại trạng thái dị thường da thịt màu vàng. Xuyên suốt bạch quang như thế này. Huyết thủ kia sau khi nổ bung căn bản không cách nào tổn thương được hắn chút nào cả. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn qua hai đạo huyết ảnh, thân thể dần dần hóa thành lôi đình, dường như lôi thần lâm thế, một bàn tay không ngừng biến lớn lâm không trục xuống dưới, những nơi trưởng lực đi qua, tất cả đều là một mảnh hồ quang điện chớp động. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động, lôi đình chi uy kia chấn nhiếp trong lòng mỗi người. Phảng phất như thiên uy, không rét mà run. Cái gì? Hai tên Huyết Thần Cung cũng hoảng hốt, huyết quang trực tiếp hiển hóa ra nhân ảnh, lĩnh vực chi lực cũng khuếch tán đến lớn nhất, muốn phòng ngự một trưởng lôi đình kia. Không có gì, hãy để lôi đình tẩy rửa thân hình dơ bẩn này của các ngươi đi. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, lôi trưởng rơi xuống, lập tức thôn vệ hai tên Huyết Thần Cung vào trong. Oanh! Năng lượng lôi đình cực lớn chấn khai. Phủ khố phòng thủ kiến cố của Hạ Hầu gia lập tức bị nổ tan thành mây khói, lộ ra một mảnh bầu trời trong xanh. Cũng có không ít người bị thương dưới lôi đình kia, nguyên một đám vô cùng kinh hãi nhìn lấy thiếu niên đang lạnh lùng trên bầu trời kia, không biết từ đẩy nhảy ra một sát thần,
ra tay lại lăng lệ ác liệt như vậy. Phốc, hai tên huyết thần cung đều trọng thương ngã trên mặt đất, không ngừng thổ huyết, hai người cũng vô cùng hoảng sợ, bọn hắn đều là tồn tại võ tôn cửu tinh A, nếu là không có lực lượng võ tôn đỉnh phong không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Coi như là võ tôn đỉnh phong, cũng không thể nào thắng đơn giản vậy được. Gia vị này có hợp với khẩu vị của các ngươi không? Lý Vân Tiêu mở miệng nói ra, trên mặt không có chút biểu lộ nào cả, một mảnh thần thái coi thường thương sinh khiến trong lòng hai người đều kinh hãi không thôi. Một người trong đó dẫy dụa nói. Chúng ta chính là người của huyết thần cung, ngươi thực có can đảm động thủ với chúng ta sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng đất, nếu giờ giao huyền khí cửu giai kia ra đây, sau đó cứ vậy rời đi, chúng ta có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói. Xem như chưa xảy ra chuyện gì, vậy ta chẳng phải đánh không các ngươi một trận sao? Ngươi ý là bảo ta lại đánh các ngươi một trận nữa mới xem như có chuyện đúng không? Không đúng không đúng, dừng tay. Người nọ lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Ý của ta là nói, chỉ cần ngươi. Oanh! Lý Vân Tiêu chẳng muốn nói nhảm với hắn, thiên kiếp chi lôi trong mi tâm đánh ra, trực tiếp chấn vào thân thể chúng nổ tung lên, bị nổ đến phấn thân toái cốt tại chỗ, không còn tồn tại nữa. Ta chán ghét nói chuyện với kẻ ngu dốt. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, toàn thân phát lạnh, đều khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Người này lại thật sự giết người huyết thần cung, hời hợt như thế, không kiêng nể gì cả như thế. Ngươi đến cùng muốn làm gì, chúng ta không oán không cừu. Tên huyết thần cung còn lại cũng sợ rồi, sợ tới mức toàn thân bắt đầu run rẩy. Bình thường hung hăng càn quấy đã quen, rất khó tiếp nhận loại chuyển hoán đổi thân phận này. Không oán không cừu, vốn là thế, nhưng từ một khắc các ngươi ra tay với ta cũng không phải là không oán không cừu nữa rồi. Lý Vân Tiêu dựng đứng một ngón tay lắc lắc, nói. Ta lại hỏi ngươi, huyết thần cung các ngươi có phải có một khối đại địa tức nhưỡng không? Cái gì? Tên đệ tử kia sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Ngươi vậy mà muốn đánh nhau chủ ý vào vật kia sao? Gia vị, hai. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Nói như vậy là có sao? Tên đệ tử huyết thần cung kia chợt cười ha hả, nói. Ha ha. Ngươi vậy mà muốn đánh chủ ý vào đại địa tức nhưỡng, nói cho ngươi biết ha, huyết thần cung đích thật có một khối, nhưng ngươi có thể lấy được sao? Vật ấy không biết bao nhiêu cường giả từng đánh chủ ý, lại không được gì, mà ngay cả Thành Hồng Nguyệt cũng từng phái người hỏi qua, cung chủ đại nhân cũng không lấy ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi đừng có cách nghĩ không an phận đó nữa, ha ha, cười chết người rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, cười chết người sao, vậy thì đi chết đi. Trong nghi tâm hắn lần nữa bắn ra một đạo kiếp lôi, oanh một tiếng cũng nổ nát tên đệ tử huyết thần cung còn lại kia. Hắn vốn cũng không phải là người giết người vô tội lung tung, chỉ có điều huyết thần cung cũng không phải nơi tốt gì, người ở bên trong nguyên một đám tràn ngập tà khí, tất cả đều là đám đao phủ giết người như ngoé, chết cũng không sao cả. Lần này tất cả mọi người đều đã triệt để ngốc trệ, không ai dám lên tiếng, nguyên một đám hai má chảy xuống mồ hôi lạnh, lập tức diệt sát võ tôn cửu tinh. Người trước mắt này tu vị thâm bất khả chắc, mặc dù không phải võ đế sợ rằng cũng không kém gì nhiều. Kỳ thật thực lực Lý Vân Tiêu cũng không khủng bố như bọn hắn nghĩ, chỉ có điều hai gã huyết thần cung kia và Hạ Hầu Thành đánh nhau đã tiêu hao thật lớn, tăng thêm lôi đình chi lực Lý Vân Tiêu thi triển, vốn là khắc tinh tà pháp trên thế gian, có thể có hiệu quả gấp mấy lần, dùng để đối phó loại công pháp tế huyết thế này thật không thể tốt hơn rồi. Ngươi đừng qua đây. Hạ Hầu Kiếm giờ phút này đã sợ đến đứng cũng không vững nữa, toàn thân đều run rẩy lợi hại, móc ra khối huyết thần lệnh kia không ngừng run rẩy cầm trong tay, run rẩy nói. Đây chính là thực, huyết thần lệnh thật sự, ngươi có thể nhìn kỹ xem, cũng không phải giả đâu, thật sự là huyết thần lệnh a. Trong tư duy của hắn thì sẽ không có ai dám giết huyết người của thần cung cả, mặc dù sự thật rõ ràng ngay trước mắt vẫn khó có thể tiếp nhận. Cho rằng Lý Vân Tiêu không tin tưởng thân phận của bọn hắn. Ừ, biết rồi. Lý Vân Tiêu chụp lấy lệnh bài kia, trực tiếp cầm trong tay văn vê thành một khôi sắt vụn ném ra ngoài, nói. Ta sẽ không giết người đúng, thoải mái, buông lỏng tinh thần, ta đang muốn đi huyết thần cung một chuyến, người dẫn đường cho ta đi. Hắn một phát bắt được Hạ Hầu Kiếm, tự hóa thành một đạo quang mang biến mất tại Hạ Hầu ra. Tất cả mọi người đều hai mắt nhìn nhau.
tất cả mọi chuyện từ khi xảy ra đến giờ, nếu không phải thấy Hạ Hầu gia đã bị biến thành nửa phế tích dưới lôi đình chi lực kia thì bọn hắn cũng khó mà tin được. Người Tổ gia và Trường Tôn gia cũng không dám dừng lại nữa, vội vàng phi thân chạy về phía gia tộc mình. Hạ Hầu Thành cưỡng ép chống đỡ thân thể, vội vàng nói. Nhị đệ, người tranh thủ thời gian thu thập chuẩn bị tất cả, đợi sau khi lão gia tử trở về liền lập tức rời đi, thành Phù Phong đã không phải nơi chúng ta có thể ở nữa rồi, phải thay chỗ cắm chế mới được. Hạ Hầu Nghiệp cũng lập tức phản ứng lại, việc này, Huyết Thần Cung vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ là một cái gia nghiệp to như vậy, thậm chí trên vạn nhân khẩu, sao có thể nói rời là rời y, nhưng hiện giờ đã không quản được nhiều nữa, chỉ có thể từng nhóm thoát đi. Hắn nhìn qua phủ khố một mảnh trống rỗng, sớm đã không còn gì trong lòng một hồi run rẩy, tích xúc bao nhiêu năm a, nói không cũng không còn nữa rồi. Hắn khẳng định 100% phủ khố là bị Lý Vân Tiêu chuyển sạch rồi, nhưng đâu có đảm lượng và thực lực đi hỏi người ta chứ. Ngay cả việc Lý Vân Tiêu đến cùng làm sao xuất hiện trong phủ khố thôi hắn tới giờ vẫn không nghĩ ra. Cùng với việc Ngọc Bi Cửu Giai kia bị lất đi, đây chính là bảo vật lão gia tử cũng không cách nào thu, chẳng lẽ tu vi của hắn còn cao lớn cả lão gia tử. Còn nghĩ đến câu Lý Vân Tiêu nói trước khi đi, càng mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiểu tử kia sẽ không thật sự đi Huyết Thần Cung đòi hỏi đại địa tức nhưỡng đấy chứ. Hắn đến cùng là người nào a? Chẳng lẽ thật không biết chữ chết viết thế nào sao? Hạ Hầu Nghiệp nội tâm một mảnh mất trật tự, do lòng tham nhất thời của mình vậy mà dẫn đến đại họa như thế, hắn đã không rảnh đi suy nghĩ quá nhiều nữa, giờ phút này có thể bảo vệ tánh mạng, bảo trụ huyết thống Hạ Hầu gia cũng đã vạn hạnh rồi, hắn để Hạ Hầu Thành một người một mình chữa thương, vội vàng triệu tập và xử lý chuyện gia tộc đi. May mắn hắn ở phương diện quản lý cũng là hảo thủ, rất nhanh đã xử lý đâu vào đấy. Đợi sau khi Hạ Hầu Nguyên Minh trở về, liền hồi báo mọi chuyện. Hôm sau, Hạ Hầu gia từng một thời cực thịnh ở thành Phù Phong, dùng tiền thấp siêu tưởng bán sạch cho Vạn Bảo Lâu tất cả sản nghiệp, trong vòng 3 ngày ngắn ngủn đã người đi nhà trống. Lý Vân Tiêu cầm lấy Hạ Hầu kiếm đi tới một truyền tống trận trong thành Phù Phong, giao Nguyên Thạch, nói. Đi Huyết Thần Cung. Cái gì? Cánh tay người phụ trách truyền tống cầm lấy nguyên thạch run thoáng một phát, định mắt nhìn qua, đột nhiên cả kinh nói. Ồ, kiếm công tử, tại sao là ngài? Bây giờ không phải là lúc đại hỷ của lão gia tử sao? Hạ Hầu Kiếm khuôn mặt tím giống như gan heo, cả giận nói. Lão gia tử đại hỷ mắc mớ gì tới ngươi? Làm tốt việc của ngươi đi, không nên hỏi cũng đừng hỏi, không nên quản cũng đừng quản, vị này muốn đi Huyết Thần Cung, thái độ phục vụ của ngươi đây rồi. Đạo lý khách hàng trí thượng ngươi có hiểu không hả? Hôm nay không cố gắng công tác, ngày mai sẽ cho ngươi cố gắng tìm việc làm. Miệng người phụ trách kia há thật to, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể không ngừng gật đầu, khúm núm tranh thủ thời gian tiến hành công việc truyền tống. Hạ Hầu Kiếm hắn cũng không đắc tội nổi, trong lòng lại đang ân cần hỏi thăm Hạ Hầu gia từ trong ra ngoài một phen, ngay cả tiểu thiếp mà Hạ Hầu Nguyên Minh vừa lấy cũng không buông tha, còn trọng điểm ý dâm một phen. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai Hạ Hầu Kiếm, cười nói. Tiểu tử, khẩu tài không tệ, là một nhân tài quản lý. Hạ Hầu Kiếm kéo dài mặt, tận lực lộ ra dáng tươi cười, chỉ có điều còn khó coi hơn cả mướp đắng. Hai người tiến vào đến trong truyền tống trận, hào quang chớp động, thân thể đã dần mờ đi, cuối cùng biến mất tại chỗ. Huyết Thần Cung cách thành Phù Phong cũng không quá xa. Nhưng nếu võ giả dựa vào phi hành thì mặc dù dùng tu vị Lý Vân Tiêu ít nhất cũng phải 7-8 ngày, không ai nguyện ý chỉ hoãn lâu như thế cả. Một lát sau, hai người liền xuất hiện trong một trấn nhỏ, người đến người đi như nước chảy, vậy mà còn náo nhiệt hơn cả thành Phù Phong. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Nơi này là... Hạ Hầu Kiếm lộ ra vẻ cổ quái, cẩn thận dò hỏi. Ngài là lần đầu tiên đến trấn Mai Cốt. Huyết Thần Cung. Trấn Mai Cốt. Danh tự kỳ lạ như thế. Lý Vân Tiêu suy tư nói. Đúng rồi, mai táng chi địa của Đông Vực, chẳng lẽ chính là trong chỗ này? Hạ Hầu Kiếm cười khổ nói. Mai táng chi địa thập phần nổi danh, ngài vậy mà lại không rõ, chẳng lẽ ngài là người ngoại vực sao? Hắn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, vội vàng đánh miệng mình nói. Là ta lắm mồm, Mai Cốt chi địa tục truyền là chiến trường thập phần nổi danh thời cổ, chết ngàn vạn người. Bên trong có rất nhiều bảo bối, thậm chí huyền khí cửu giai. Hắn cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu L, cười khổ nói.
Tấm bia đá mà ngài lấy đi kia có lẽ chính là huyền khí cửu giai rồi, nó cũng xuất từ Mai Cốt Chi Địa đấy. Mặc dù không phải siêu tầm bảo vật, nhưng đây cũng là nơi Linh Sơn Bảo Địa tuyệt hảo, rất nhiều người không ngại từ xa ngàn dặm đến chính là vì muốn đi vào tu luyện, mà Huyết Thần Cung chính là môn phái tuyệt cười khống chế Mai Cốt Chi Địa này. Hạ Hầu Kiếm nói tới chỗ này, có chút ngóc cằm lên, có một loại cảm giác vinh dự hiển hiện trên mặt. Hắn cho rằng Lý Vân Tiêu là người ngoại vực, cho nên không biết sự cường đại của Huyết Thần Cung, cho nên chọc vào cũng có thể hiểu được, bây giờ sau khi nghe hắn nói xong nên biết khó mà lui mới phải. Nhưng hắn lập tức phải thất vọng rồi, Lý Vân Tiêu cũng không có nửa điểm bộ dáng khiếp sợ, thậm chí trong mắt cũng không có nửa điểm gợn sóng. À, vậy đây nhất định là nơi linh khí rất dày rồi, Huyết Thần Cung có được bảo địa như thế, khó trách sẽ cường đại. Lý Vân Tiêu như có điều suy nghĩ nói. Chỉ có điều Linh Sơn Bảo Địa nhà mình lại chịu để ngoại nhân đến hưởng dụng, thế thì quả thật quá đại độ rồi. Hạ Hầu Kiếm cười khổ nói. Ngài thật là một chút cũng không biết a. Mai Cốt Chi Địa này cũng không phải thuộc về bất kỳ môn phái nào, bởi vì nó có vị trí cực kỳ trọng yếu, cho nên vào mấy trăm năm trước, Thành Hồng Nguyệt liền ở trên Đại hội Liên minh Đông Vực khâm định giao Mai Cốt Chi Địa cho Huyết Thần Cung phụ trách trưởng quản, chỗ tốt chính là tài nguyên trong đó có thể sử dụng thoải mái. Nhưng cái này cũng khiến cho không ít môn phái bất mãn, tất cả mọi người tranh nhau muốn cướp đoạt khối thịt béo bỡ này, vì vậy Huyết Thần Cung liền đưa ra một quy định, bất luận kẻ nào chỉ cần giao đủ nguyên thạch nhất định đều có thể đi vào tu luyện, cùng với tầm bảo, nhưng bảo vật đoạt được phải ưu tiên bán cho Huyết Thần Cung. Nhị thúc ta chính là lượm được ngọc bi trong này, không nỡ lấy ra, bởi vậy mới khiến Huyết Thần Cung đến đuổi giết. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, đến đuổi giết, không phải ngươi mật báo. Bán đứng gia tộc sao? Hạ Hầu Kiếm sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Ta kỳ thật cũng là vì tốt cho gia tộc, chủ động đền bù khuyết điểm thôi. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, lẩm bẩm. Nếu nói thế, Huyết Thần Cung vẫn có chút thực lực. Ta chỉ biết cung chủ bọn hắn gọi là Huyết Thần Tử, nhưng không rõ tu vị thế nào, người có biết không? Hạ Hầu Kiếm cười nói. Huyết Thần Tử là xưng hô đối với cung chủ. Bất luận kẻ nào làm cung chủ đều gọi là Huyết Thần Tử hết, về phần tu vị của Huyết Thần Tử đương đại. Ta nghĩ ít nhất cũng là võ đế cửu tinh mới đúng. Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, không chút che giấu vẻ mỉa mai, khiến trên mặt Hạ Hầu Kiếm nóng lên. Thật sự là hắn không biết, nhưng lại không định nói mình không biết, cho nên tùy tiện nói đại gia. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Nếu là võ đế cửu tinh, trừ phi là những cường giả lánh đời. Nếu không ta không thế không biết được. Nếu ta đã không biết Huyết Thần Tử, vậy thì chứng minh hắn còn không đạt tới trình độ khiến ta phải coi trọng. Đi thôi, mặc kệ hắn có tu vị gì, lập tức sẽ biết thôi. Lý Vân Tiêu cũng không quay đầu lại đi vào trong kiến trúc khổng lồ linh khí đầy trời, như ẩn như hiện kia. Hạ Hầu Kiếm trong nội tâm cả kinh, chỉ cảm thấy hai tay có chút rét run, vội vàng đi theo, hắn thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến thần thông của đối phương. Mình tuyệt không khả năng chạy thoát, vẫn nên thành thật một chút thì hơn. Hai người đi một hồi, Lý Vân Tiêu trực tiếp nhấc Hạ Hầu Kiếm lên, lăng không bay vào trong dãy núi, rất nhanh đã đi vào trên không khu kiến trúc của Huyết Thần Cung. Tòa nhà kia chính là chủ điện rồi. Hạ Hầu Kiếm chỉ vào một tòa cao lớn nhất trong đó, kiêu ngạo nói. Ta chính là ở trong chủ điện kia được ban cho vinh quang trở thành đệ tử Huyết Thần Cung. Chúng ta vẫn nên tranh thủ đi xuống đi. Đứng ở nơi này quá dễ khiến người chú ý rồi, bị cao thủ trong cung phát hiện thì phiền toái. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chủ điện kẻ đần cũng nhìn ra, bảo tàng của bọn hắn ở chỗ nào. Hạ Hầu Kiếm cười khổ nói. Ta chẳng qua chỉ là đệ tử mới nhập môn, nào biết nơi trọng yếu như thế ở chỗ nào chứ. À, nói vậy là giữ ngươi lại cũng vô dụng rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu dần dần lạnh xuống. Hạ Hầu Kiếm cả kinh. Một cổ lạnh buốt liền từ sướng sống lưng dâng lên, vội vàng nói. Đừng, đừng giết ta, giữ lại ta khẳng định còn có trọng dụng, chỉ cần đừng giết ta, ta cái gì cũng làm, thay ngài nhặt xà phòng cũng có thể. Lý Vân Tiêu sau khi nghe xong, tiện tay nhấc lấy hắn ném xuống dưới. Hạ Hầu Kiếm đột nhiên cả kinh, hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã bị phong tỏa toàn bộ kinh mạch, một chút nguyên khí cũng không vận lên nổi, lập tức sắc mặt đại biến. Rơi xuống từ độ cao chừng vạn mét thế này, như vậy té xuống không chết cũng phải phế đi a. Ngay trong khi hắn hoảng sợ không thôi, âm thầm cầu nguyện ngã lên tàng cây,
ngàn vạn không nên trực tiếp rơi trên mặt đất thì đột nhiên thân thể đột nhiên va chạm một cái, đụng phải một cổ lực lượng vô hình, ngay sau đó một cổ cự lực hội tụ tới, Hạ Hầu Kiếm còn chưa hô được nửa câu cả người trong nháy mắt đã nát bấy, vĩnh viễn trở thành cát bụi. Ân, quả nhiên có hộ sơn đại trận a, phải làm sao cho phải đây? Lý Vân Tiêu buồn rầu vỗ vỗ cái trán, rơi vào trầm tư. Người phương nào lại dám xúc động hộ sơn đại trận, chẳng lẽ là nhân sinh không như ý, muốn đi tìm cái chết sao? Lúc này ngươi có thể như ý một lần rồi. Một đạo âm thanh lạnh như băng từ phía dưới truyền đến, ngay sau đó huyết quang chớp động mà lên, một đạo thân ảnh màu đỏ liền dần dần hiển hiện trước người. Lý Vân Tiêu kinh ngạc thoáng một phát, đạo thanh âm kia lại là người quen, đợi đến lúc Húy Ảnh lộ ra chân dung thì quả nhiên chính là Tào Á Tinh trong Tu Di Sơn. Ngươi là Lý Vân Tiêu. Tào Á Tinh cũng lập tức nhận ra hắn, sau kinh ngạc ngắn ngủi đồng tử liền hơi co lại, lạnh lùng nói. Không thể tưởng được ngươi cũng đã tấn cấp võ tôn, chẳng lẽ là do có được linh khí thành viêm vũ sao? Lý Vân Tiêu cũng lắp bắp kinh hãi, nói. Công pháp huyết thần cung quả thật tà môn, ngươi coi như là biết bay, cũng không thể nào là võ tôn đỉnh phong a, chẳng lẽ ngươi uống máu chân linh sao? Đại Phong Sa, một. Khí tức phát ra trên người Tào Á Tinh ngày đó không thể nào so sánh nổi, hắn lạnh lùng nói. Cái này ngươi không cần biết, đến huyết thần cung ta có chuyện gì? Trong mắt của hắn lộ ra vẻ cổ quái, liếm lấy bờ môi khô khốc, nhe răng cười nói. Hắc hắc, vài món bảo bối bị ngươi đoạt trong Tu Di Sơn ta vẫn luôn nhớ thương đấy. Khí tức trên thân hắn càng ngày càng mạnh, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu hồng, tràn ngập tia tia hương vị huyết tinh, khiến người cực không thoải mái. Ách, ngày đó trong Tu Di Sơn từng nghe nói huyết thần cung các ngươi có một khối đại địa tức nhưỡng lớn có phải không? Lý Vân Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tào Á Tinh ngẩn ngơ, sau đó cười rộ lên, nói. Ngươi đừng nói với ta, ngươi là tới huyết thần cung đoạt đại địa tức nhưỡng đấy chứ. Lý Vân Tiêu giảo hoạt cười, nói. Ha ha, vẫn là ngươi thông minh, thoáng cái đã đoán đúng. Chỉ ra phương hướng đi, huyết thần cung quá lớn, khó tìm a, ta lại không muốn kinh động quá nhiều người. Huyết thần tử kia ta nhất định là đánh không lại rồi. Tào Á Tinh lạnh lùng nói. Trò cười này tuyệt đối không buồn cười đâu. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Bởi vì đây không phải trò cười, người hiện giờ, người nói thật với hắn, hắn lại nghĩ người nói chuyện cười. Tào Á Tinh cảm thấy có một loại cảm xúc bị miệt thị. Trong mơ hồ có chút nộ khí, lạnh lùng nói. Ta thấy đầu óc ngươi vào nước rồi phải không? Có cần ta đánh nước trong óc ngươi ra không hả? Lý Vân Tiêu cười nói. Chỉ cần ngươi chỉ đường cho ta, vậy thì cứ tùy ý. Tào Á Tinh đồng tử hơi co lại, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, sắc mặt đại biến nói. Ngươi thật là vì tức nhưỡng mà đến. Đương nhiên, Lý Vân Tiêu nghiêm sắc mặt, cũng không có ý vui đùa gì nữa. Ha, ha ha, Tào Á Tinh nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, khí cực ngược lại cười, cả giận nói. Ta vẫn cho rằng ngươi là nhân tài, không thể tưởng được lại có chỉ số thông minh thấp như thế, đã như vậy, bảo bối trong Tu Di Sơn lưu trên người ngươi sao có thể khiến người yên tâm được, toàn bộ giao cho ta đảm bảo đi. Hắn đơn thủ vung lên, một đạo huyết kỳ lâm không mà lên, phấp phới trong gió, toàn bộ bầu trời đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển máu. Lý Vân Tiêu vẫn lâm lập bất động, sắc mặt mang theo một chút mỉm cười, sau khi tấn cấp võ tôn, loại khí thế phong vân một cõi ngày xưa lại lần nữa trở về, hắn có được rất nhiều át chủ bài, thiên hạ này người có thể giết hắn cũng càng ngày càng ít. Huyết kỳ đón gió phất phới trên không trung, khóe miệng Tào Á Tinh lộ ra một tia cười lạnh nói. Gương mặt chết tiệt không mặn không nhạt này của người giống như đúc lúc trong Tu Di Sơn, khiến ta thấy mà cảm thấy vô cùng chán ghét. Hôm nay cuối cùng cũng đã có thể dẫm bẹp nó rồi. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, xem ra tâm sự của ngươi rất nặng đấy. Tào Á Tinh cười lạnh nói. Không thể không bội phục sự bình tĩnh của ngươi, nếu luyện ngươi vào trong huyết kỳ này chắc hẳn có thể khiến uy lực nó đại tăng. Ở trên con đường đi thông tới đỉnh phong của ta, ngươi có thể trở thành một khối đá kê chân, cuộc đời này cũng không còn gì đáng tiếc nữa rồi. Hai tay của hắn phi tốc khắp quyết. Một tiếng phanh nổ vang trong huyết kỳ, một huyết nô chậm rãi hiện ra thân hình trong huyết hải ngập trời, gương mặt dữ tợn, trong đôi mắt là một mảnh đen kịt trống rỗng,
khí tức trên thân vậy mà trực tiếp vọt lên tới võ tôn nhất tinh. Huyết nô này của ta không tệ đấy chứ, tu vị không hề khác với ngươi, có thể không ăn tươi ngươi sao? Ta rất chờ mong nha. Tào Á Tinh vẻ mặt rất vui vẻ, giống như là mèo vờn chuột vậy, tay hắn điểm một cái, huyết nô kia liền nhanh chóng gào thét lao tới, trừ không có lĩnh vực ra thì công kích quả thật ở cường độ bát hoang cảnh hàng thật giá thật. Oanh! Cái kia huyết nô một quyền đánh lên không trung, một đoàn huyết vụ trực tiếp nổ bung, Lý Vân Tiêu khinh thân lóe lên, cả người huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp lâm không tránh ra, nhưng cũng không nhịn được phải lui về sau. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu không giảm chút nào, cao giọng nói. Người bây giờ cũng là cường giả võ tôn, không còn là tiểu bằng hữu lâu la rồi, sao còn thích chơi trò nhàm chán này thế, xuất ra chút bộ dáng đại nhân đến đây đi. Hắn giơ tay lên, nắm đấm hóa thành lôi điện màu xanh, đột nhiên đánh xuống dưới. Phanh! Một đạo lôi điện chi lực đánh vào trong cơ thể huyết nô, trực tiếp nổ bung ra, lập tức nổ bay nửa thân thể, khiến nó không ngừng kêu rên trong huyết hải, nhưng rất nhanh lại phục hồi như cũ, tựa hồ thế giới huyết hải này có thể cung cấp lực lượng vô cùng vô tận cho nó vậy. Tào Á Tinh biến sắc, hiện lên một tia cảnh giác, lôi điện chi lực chính là một trong các khắc tinh của huyết công. Khó trách ngươi không sợ hãi. Thì ra là trong tay nắm giữ lôi đình chi lực, nhưng thực lực hai người kém khá xa, dù khắc chế thế nào cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe thôi, nếu ngươi cảm thấy chiêu này chưa đủ nghiền vậy thì thử thêm cái này xem sao. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay bay múa, tiếng vang rầm rầm rầm, trong huyết hải tuôn ra từng đoàn huyết phụ, ngưng tụ thành nguyên một đám huyết nô, khoảng chừng hơn 9 tên, mỗi tên đều là tồn tại cấp bậc võ tôn cả. 10 tên huyết nô cấp bậc võ tôn gào thét lớn vây quanh lấy Lý Vân Tiêu, ép tới khiến trên làn da Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên huyết hồng chi sắc. Khóe miệng Lý Vân Tiêu hiện ra một tia giễu cợt ra, nói. Thật sự là không có tiến bộ, quá khiến ta thất vọng rồi. Thiên mục trên trán hắn bỗng nhiên thông suốt, một cổ cương phong lực thổi ra, bị khống chế trong lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn, một đạo vòi rồng đột nhiên hình thành, càng lúc càng lớn. Sau khi tấn cấp võ tôn, Lý Vân Tiêu đối với khống chế nguyên tố chi lực cũng càng thêm mạnh hơn, cương phong trong tay hắn gào thét mà lên, không ngừng hướng thổi khắp bốn phương tám hướng, năm ngón tay hắn hư chảo, vòi rồng kia đột nhiên bị áp chế phong nhãn, kịch liệt co rút lại, như một vòng xoáy trên mặt nước tứ tán lên, giống như lưỡi dao sắc bén cắt đứt lấy tầng tầng không gian. Thử xem chiêu thức ta mới phát minh, đại phong xa. Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng. Thanh âm chỗ phong nhãn trong tay ngày càng chói tai, giống như bọt biển xẹt qua thủy tinh vậy, khiến người cực kỳ khó chịu. Tào Á Tinh màng tai đau đớn, nhưng càng khiến cho hắn hoảng sợ chính là những nơi cương phong đi qua, đều bị vô tình cắt đứt ra. 10 tên huyết nô cấp bậc võ tôn còn chưa kịp ra tay đã bị sụp đổ, mà sức gió không ngớt, càng cạo càng lớn, toàn bộ huyết hải cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Đáng chết a! Trong lòng Tào Á Tinh dâng lên một hồi lửa giận. Lúc ở Tu Di Sơn vẫn một mực bị Lý Vân Tiêu áp chế, hiện giờ mình dùng tốc độ như thần tấn cấp đến võ tôn đỉnh phong, tên năm đó phải tùy ý mặc hắn vuốt ve mới đúng, nhưng lại vẫn bị đối phương chơi đùa tựa như áp chế, khiến lửa giận trong lòng hắn không ngừng thiêu đốt lên. Đại phong xa, 2. Tinh kỳ thập vạn trảm diêm la. Tào Á Tinh phi thân lên, đột nhiên ôm đồm lấy huyết thần kỳ phất phơi trên bầu trời, hóa kỳ thành đao, chém tới người Lý Vân Tiêu. Dưới lực lượng bành trướng kia, trong huyết hải chốc lát bị tách ra thành hai nửa, mãnh liệt không thôi. Hừ, ta không có hứng thú chơi với ngươi, bởi vì ngươi đã mất đi tư cách. Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, hai ngón điểm nhẹ, hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bắn ra, ở trên không trung ngưng tụ thành song kiếm đồ trận, trong chốc lát kiếm khí tung hoành, những nơi đi qua một mảnh thanh trong sáng láng, không có nửa điểm dơ bẩn, kiếm thế như cầu vồng, chạm lên trên huyết kỳ, tóe phát ra đạo đạo linh áp. Giống như mạng nhện răng khắp bầu trời. Chuyện gì xảy ra thế? Tào Á Tinh trong nội tâm đại chấn, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, huyết thần kỳ của hắn dưới kiếm uy đã bắt đầu xuất hiện vết rách, từng hạt máu huyết hóa thành hạt châu tiêu tán từ bên trong, mà kiếm khí của đối phương không chỉ không có dấu vết tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mạnh chấn vào trong kỳ, muốn triệt để phá hủy nó. Đáng chết, không có đạo lý a. Tào Á Tinh cắn chặt răng, toàn bộ lực lượng rót vào trong kỳ. Lập tức huyết sắc quang mang phóng đại, chấn ra đạo đạo kiếm khí, nhưng đã thập phần miễn cưỡng, huyết thần kỳ này tâm thần tương tu với hắn, nếu tổn hại thì hậu quả không thể lường được, hắn vội vàng dốc hết toàn lực chấn khai kiếm đồ chi trận,
liên tiếp lui về phía sau vài trăm mét. Huyết quang đầy trời trong lúc Tào Á Tinh bại lui cũng đều đã bị thu vào TNG huyết thần kỳ, khôi phục một mảnh bầu trời trong sáng. Tào Á Tinh sắc mặt trắng bệch, nhan sắc cờ xí trên tay trở nên thập phần thảm đạm, hơn nữa còn nứt ra đại lượng quy vân, đã bị tổn hại rồi, hắn cắn răng nói. Người đây là huyền khí gì? Đừng nói với ta là hai kiện huyền khí cửu giai đấy. Nội tâm của hắn ghen ghét muốn chết, hai chuôi bảo kiếm này vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật, cái này còn không phải là Lý Vân Tiêu đoạt được trong Tu Di Sơn sao, tăng thêm những thứ trong Tu Di Sơn. Trời ạ, trên người tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu bảo bối đây? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Ta nhớ lúc trong Tu Di Sơn ngươi cũng đã nhận được một thanh kiếm không tệ, sao hả, chẳng lẽ nộp lên tổ chức rồi sao? Không thể nào đâu, ta thấy ngươi cũng không phải loại người đại công vô tư như thế mà. Tào Á Tinh biến sắc, ngày đó mấy bảo vật trong Tu Di Sơn ngoài trừ một mình Lý Vân Tiêu hốt hết ra, La Thanh Vân đã đoạt được một thanh trường thương, Từ Thanh được một mặt bảo kính, mà hắn lại chiếm được một thanh lợi kiếm, việc này hắn chưa bao giờ nói qua với bất luận kẻ nào cả, chỉ một mình một người yên lặng luyện hóa, hôm nay đó chính là át chủ bài lớn nhất của hắn. Nhưng giờ phút này hắn lại do dự. Ở trên không huyết thần cung bạo lộ lá bài tẩy của mình tuyệt đối không phải là hành động khôn ngoan, hơn nữa từ kiếm đồ kia mà xem, mình mặc dù lấy ra lợi kiếm cũng chưa chắc áp chế được Lý Vân Tiêu, huống hồ người này gần đây quỷ kế đa đoan, át chủ bài rất nhiều, những thủ đoạn trong Tu Di Sơn còn chưa thấy hắn dùng ra cái nào cả. Tào Á Tinh trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vô lực, vốn cho rằng mình hoàn toàn xứng đáng là người nổi bật trong lớp trẻ. Những cường giả trẻ tuổi nổi danh từ lâu kia hắn cũng không để trong mắt, nhưng phát hiện một Lý Vân Tiêu không chút danh tiếng nào lại khiến hắn triệt để không cách nào, loại ngạo khí ngày xưa thoáng cái đã tan thành mây khói. Hừ, quả nhiên có chút trò, chỉ là hôm nay ngươi đắc tội huyết thần cung, không phải ta không có lý do gì liều mạng với ngươi cả, tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi. Hắn sau khi tỉnh táo lại, thu huyết thần kỳ vào, ôm tay mà đứng. Đại địa tức những kia nói cho ngươi biết cũng không sao, đang ở trong tay huyết thần tử, có bản lĩnh thì ngươi tới đoạt đi. A, ngươi sao hảo tâm như vậy? Lý Vân Tiêu khẽ chau mày, nhìn bộ dạng Tào Á Tinh cũng không giống như nói dối, nhàn nhạt hỏi. Không biết huyết thần tử kia có thực lực gì? Tào Á Tinh khinh thường mỉa mai nói. Ngươi thật sự muốn đi, nói cho ngươi cũng không sao, gia sư vào 5 năm trước đã là cường giả võ đế ngũ tinh. Mấy năm này bế quan không ra, hiện giờ đã lâu không ai dám đàm luận tu vi của hắn nữa rồi, ta thấy không thất bát tinh thì cũng phải lục tinh. Ngươi thật sự muốn cướp đoạt bảo bối trong tay một cường giả võ đế lục tinh sao? Ân, trình độ lục thất tinh sao, quả thực có chút phiền phức. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, hôm nay chiến lực mạnh nhất bên người hắn chính là Mạc Tiểu Xuyên, nhưng mặc dù là Mạc Tiểu Xuyên cũng mới chỉ là tứ tinh thôi, dù nghịch thiên nhiều nhất cũng chỉ có thể khiêu chiến ngũ tinh. Giữa võ đế chênh lệch mỗi tầng đều khác nhau một trời một vực, ở Tống Nguyệt Dương Thành, Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiểu Hoàng Liên Thủ cũng không phải đối thủ của Tu Đan Hàn, mà Tu Đan Hà cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong thôi. Hừ, không biết trời cao đất rộng, phiền phức của ngươi đã đến, làm tốt chuẩn bị táng thân tại huyết thần cung đi. Tào Á Tinh cười lành lạnh nói, chỉ thấy hậu sơn đại trận bên dưới mở ra, hơn 10 đạo nhân ảnh bay lên, tất cả thần thức đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Người tới nguyên một đám sát khí ngập trời, vô cùng dơ bẩn, bộ dáng càng hung thần ác sát, vô cùng xấu xí. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Á Tinh huynh, ta vốn vẫn cảm thấy ngươi xấu, không thể tưởng được trong tông môn ngươi lại được coi là Mỹ Nam Tử, khó trách ngươi một mực dừng lại ở nơi dơ bẩn như huyết thần cung, thì ra là để tìm được tự tin ở phương diện tướng mạo. Công pháp trong huyết thần cung tu tập dơ bẩn trong thiên hạ, không chỉ vặn vẹo tâm linh người, mà ngay cả thân thể cũng bị biến đổi. Tào Á Tinh cắn răng cả giận nói. Lý Vân Tiêu, người có biết không, loại người tự tin và bình tĩnh như ngươi khiến ta thấy vô cùng chán ghét, rất căm tức, ta thật sự rất muốn lấy đế giày dẫm nát mặt loại người như ngươi. Loại dũng khí khinh thường quần hùng, mưu trí gặp nguy không loạn, cùng với khí độ phong khinh vân đạm của đối phương, không cái nào mà không phải là thứ hắn muốn theo đuổi, nhưng khí chất vốn nên thuộc về mình. Lại xuất hiện trên người đối thủ khiến hắn vô cùng tức giận và phẫn hận. Tào trưởng lão, người kia là ai? Các ngươi quen biết sao? Trong hơn 10 người kia, một gã cường giả cũng là võ tôn đỉnh phong nhíu mày hỏi, trong hốc mắt lộ ra sát khí. Tào Á Tinh hừ lạnh một tiếng, nói,
chưa nói tới quen biết, chỉ có điều biết rõ danh tự thôi, còn làm phiền phiền Vũ trưởng lão hỗ trợ xử lý. À, dùng thực lực của Tào trưởng lão, chút việc nhỏ ấy cũng muốn ta động thủ. Vũ trưởng lão sắc mặt lộ ra vẻ hồ nghi, hiển nhiên cũng không phải loại vụng về. Phá cửa, một. Tào Á Tinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Người này tuy rằng chỉ có tu vị võ tôn nhất tinh, nhưng có chút át chủ bài, tương đối khó giải quyết. Hơn nữa ta và hắn từng gặp mặt một lần, coi như là cố nhân, không đành lòng khiến hắn táng thân nơi đây, nhưng hắn tự tiện xông vào huyết thần cung ta, trái với quy củ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thực khiến ta khó xử a. Mong rằng Vũ trưởng lão và chư vị thành viên trưởng lão đoàn giúp ta giải quyết nan đề. Thì ra là thế, tiểu tử này chỉ có tu vị võ tôn, ta thấy hắn một thân nhuệ khí 10 phần, máu huyết trong cơ thể khẳng định rất bổ dưỡng, vừa vặn cho huyết nô của ta ăn. Vũ trưởng lão mặt mày méo mó cười cười, nhe răng cười nói. Tào trưởng lão, vậy ta cũng không khách khí. Tào Á Tinh lạnh nhạt nói. Xin cứ tự nhiên, bất quá hắn cũng có chút thủ đoạn, Vũ trưởng lão ngàn vạn chớ khinh thường. Ha ha, đa tạ nhắc nhở. Vũ trưởng lão nào để ý đến loại nhắc nhở này, cười lớn chụp một trưởng tới Lý Vân Tiêu nói. Kính dâng ra một thân máu huyết cho ta đi, đây là vinh dự lớn lao của ngươi đấy. Cường giả võ tôn bốn phía đều lộ ra vẻ hâm mộ, có thể luyện hóa máu hơi hết toàn thân một gã võ tôn, cũng là kỳ ngộ khó được, bởi vì võ tôn đối với bọn họ mà nói không phải dễ dàng đánh chết như vậy. Đối phương đánh không lại một lòng cầu thì cũng rất khó giết chết, nhưng giờ phút này thần thức tất cả mọi người đều đã tập trung vào Lý Vân Tiêu, hắn chỉ có chạy đằng trời. Lý Vân Tiêu im lặng nói, sao người huyết thần cung các ngươi đều một đức hạnh thế, máu của ta ngươi muốn, vậy thì tới lấy là được. Hai tay của hắn kết xuất một ấn quyết cổ quái, chỗ mi tâm phát ra một tiếng vang lên, Phượng Hoàng thần hiển hỏa ra, đốt tới Vũ trưởng lão đang lộ vẻ mặt hứng thú xông tới kia. Thì ra là khống hỏa nhân, còn không phải là hỏa diễm bình thường, quả nhiên thật sự có tài. Vũ trưởng lão hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái huyết sắc khô lâu vặn vẹo hình thành sau lưng hắn, mơ ra miệng lớn dính máu táp tới ngọn lửa kia. Huyết nô này của ta có thể áp chế và thôn phệ tất cả nguyên tố, hắc hắc. Người quả nhiên là đại bổ của nó a. Huyết nô kia một ngụm liền nuốt hỏa phượng vào, cả thân thể liền ngưng trệ vài giây trên không trung. Phanh! Không chút chần chừ, huyết nô lập tức nổ bung, trong hai mắt hỏa phượng ẩn ẩn lóe ra nộ khí, thoáng cái đã xoáy lên đám mây đầy trời, đốt cả bầu trời thành một mảnh đỏ thẫm, chạy như bay mà xuống, những nơi đi qua toàn bộ đều là đại hỏa hừng hực. A! Vũ trưởng lão thống khổ quát to một tiếng. Huyết nô tâm thần tương tu vào thời khắc này đã triệt để bạo vong, hoàn toàn biến mất rồi. Cái chết của huyết nô khiến tâm thân hắn chấn động, tâm mạch đã bị hao tổn, hắn kinh hồn bất định lộ ra vẻ sợ hãi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, huyết nô của hắn cơ hồ là tồn tại bất tử bất diệt, chỉ cần mình còn một ngụm máu là có thể phục sinh nó, nhưng lần này, hoàn toàn biến mất rồi, không cảm giác được bất luận khí tức này nữa, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mắt thấy Phượng Hoàng đốt xuống, hắn lúc này mới cảm thấy vô cùng nguy hiểm, kinh sợ quát. Mọi người cùng nhau ra tay, giết hắn đi. Người còn lại cũng khiếp sợ dưới cơn nổ tung kia, nhưng nghe được tiếng hô to của Vũ trưởng lão đều nhao nhao không nói hai lời đã đánh ra các loại tuyệt chiêu, trong lúc nhất thời huyết quang trùng thiên vây tới Lý Vân Tiêu. Trong lòng Tào Á Tinh cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời, huyết nô của Vũ trưởng lão rất mạnh, coi như là hắn chống lại. Sợ rằng cũng phải phế hết công phu mới có thể chiến thắng, mà Lý Vân Tiêu lại hời hợt thủ thẳng, giờ phút này đối mặt với sự liên thủ của hơn 10 tên võ tôn cũng không hề có chút bối rối. Các ngươi cũng tới thử hương vị đại phong xa của ta đi. Lý Vân Tiêu cười ha hả, hai tay đột nhiên nắm chặt, hai cổ thái cổ cương phong gào thét tản ra, như hai cái máy xay cự đại chuyển động hai bên trái phải hắn, ép tới trên người võ tôn ở bốn phía, huyết quang đầy trời bị thôn phệ hết. Cái gì? Vũ trưởng lão đột nhiên hô to nói. Nguyên tố chi lực của hắn quá mức cổ quái cường đại, mọi người đừng dùng máu huyết, trực tiếp dùng lĩnh vực điệp ra, đánh chết hắn đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dẫn đầu tản ra lĩnh vực chi lực, trấn áp tới trên người Lý Vân Tiêu. Thủ đoạn cường đại nhất của võ tôn chính là lĩnh vực bát hoang cảnh, mô phỏng quy tắc, đáng giả phi mỹ. Suy nghĩ của vũ trưởng lão hết sức chính xác, nhiều lực lượng võ tôn như vậy điệp cộng lại. Mặc dù là võ đế nhất tinh cũng rất khó thoáng cái đột phá,
chỉ cần trấn áp Lý Vân Tiêu vài phần thậm chí vài giây đồng hồ, cũng đủ để diệt sát hắn rồi. Thoáng cái huyết nộ đều đã bị mọi người thu về, các loại lĩnh vực chi lực không ngừng kéo dài tới, không khí trở nên ngưng trọng dị thường, tựa hồ muốn cứng lại thành sắt thép, trở nên vô cùng cứng rắn, tùy tiện hoạt động gân cốt một chút cũng cần hao phí khí lực rất lớn. Mà không gian chỗ Lý Vân Tiêu càng bị tầng tầng điệp ra bắt đầu vặn vẹo, tùy thời đều có thể sụp đổ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu rốt cục khẽ biến rồi, giờ phút này lực lượng không gian đè ép tới hắn nặng như mấy tòa núi cao, ép tới khiến trên thân thể nổi lên từng đạo minh nguyệt thần mang, hắn dù sao chỉ là võ tôn nhất tinh, khi tất cả người vứt bỏ võ kỹ, mà chọn dùng phương pháp ngốc nhất này thì hắn ngược lại liền lộ ra vẻ khó khăn. Ha ha, dốc hết sức hàng thập hôi. Trong mắt phố trưởng lão lộ ra vẻ đại hỉ, kích động nói. Tia sáng này, chẳng lẽ là thể chất đặc thù? Ha ha, buôn bán lời, kiếm lợi lớn rồi, huyết nô tổn thất có thể luyện về, thể chất đặc thù chính là thứ muôn vàng khó cầu a, tiểu tử, ngươi diệt đi huyết nô của ta, vậy thì dùng chính ngươi làm huyết nô của ta đi. Hắn lấy ra một cây cờ xí, trực tiếp huy sái trên không trung, có chỗ khác với Tào Á Tinh, nhưng hình thể cũng rất lớn, huyết hải đầy trời lập tức dũng mãnh lao tới Lý Vân Tiêu, muốn thôn phệ hắn vào trong đó. Lý Vân Tiêu ánh mắt dần dần lạnh lên, lạnh giọng nói. Chỉ chơi đùa với ngươi chút thôi, không ngờ lại càng ngày càng có lực. Toàn thân hắn biến thành lôi điện xanh nhạt, đột nhiên hóa thành một đạo điện quang lao như bay tới, phanh một tiếng liền phá vỡ huyết hải, lao lên không trung. Cái gì, nhiều lĩnh vực điệp ra như vậy vậy mà không trói được hắn sao? Tào Á Tinh sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy xuống đầm đìa, nghĩ đến mình lúc trước còn có ý niệm ngu xuẩn muốn thi triển ra át chủ bài đánh một trận với đối phương, hiện giờ lại cực kỳ hoảng sợ. Nội tâm của hắn vô cùng trầm trọng và không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc tu luyện thế nào. Vậy mà lại biến thái như vậy. Hắn muốn làm gì? Phá cửa, hai. Tào Á Tinh giờ phút này ngưng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trên không trung Lý Vân Tiêu duỗi tay phải ra, giới thần bi từ từ bay lên, trên không trung càng lúc càng lớn, hóa thành một tòa núi nhỏ, mở ra giới vực chi lực rơi xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mọi người đều lấy làm kinh ngạc. Tam đại vực giới chi lực trong giới thần bi được triển khai ra toàn bộ, hiển hóa ra dị tượng, ba loại hào quang khác nhau không ngừng lưu chuyển bốn phía bia, tầng tầng hiển hiện, thân bia giống như thiên thạch rơi xuống đại địa. Chẳng lẽ hắn muốn? Tào Á Tinh hoảng sợ xuống nhìn, phía dưới chính là hộ sơn đại trận của huyết thần cung, hắn sợ hãi giống lên. Không tốt, hắn muốn dùng bia này a trấn khai hộ sơn đại trận, ngăn hắn lại mau. Phú trưởng lão và đám cao thủ dưới sự áp chế của vực giới chi lực đều khó có thể nhúc nhích, đang suy nghĩ biện pháp thoát khốn, đột nhiên nghe Tào Á Tinh nói như vậy, mỗi người đều tới mức hồn phi phách tán, nào dám đi chặn đường, nhao nhao thiêu đốt máu tươi của mình, ở trên trời cao bạo tuôn ra huyết vụ, chọn dùng huyết độn thuật né ra xa. Có chút chạy chậm liền bị giới thần bi trực tiếp nghiền áp qua bên người, lập tức bị trọng lực vô cùng kia, còn có phong hỏa chi lực hóa thành hạn bụi vô tận. Không lưu lại bất kỳ dấu vết nào cả. Mặc dù đã chạy ra xa mấy chục thước, cũng bị ba đạo vực giới chi lực điệp ra kia chấn khiến miệng lớn thổ huyết. Lý Vân Tiêu sau khi tiến giai võ tôn, khống chế đối với giới thần bi lại lần nữa tăng lên, giờ phút này mặc dù đối mặt võ đế nhất tinh, cũng có đủ lực đánh một trận. Ầm ầm, giới thần bi rốt cục chấn lên trên hộ sơn đại trận, dẫn tới đại địa nổ mạnh, âm thanh lan ra vạn dặm, xa xa tất cả võ giả đều lâm không bay lên. Hoảng sợ nhìn qua. Phú trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hai tay đều chảy mồ hôi lạnh, cắn răng nói. Tào trưởng lão, đây là nan đề ngươi muốn ta giải quyết giúp sao? Ta thấy nan đề này của ngươi thật khó giải a. Tào Á Tinh thản nhiên nói. Ta không phải dặn dò vũ trưởng lão phải cẩn thận sao, sao lại bất cẩn như thế, hao tổn nhiều cao thủ như vậy, sợ rằng không dễ khai báo với huyết thần tử đại nhân rồi. Phú trưởng lão cả giận nói. Tào Á Tinh, ngươi cũng quá đáng đi, người ta hảo tâm giúp ngươi, vậy mà ngươi lại tính toán ta. Tào Á Tinh lạnh lùng mỉa mai nói. Giúp ta, phú trưởng lão là người không lợi không làm, nếu không phải thấy hắn một thân máu huyết không tệ, ngươi sẽ giúp ta sao? Hay nên nghĩ biện pháp lát nữa nên ăn nói thế nào với huyết thần tử đại nhân đi? Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu này quả nhiên là không biết sống chết. Hắn cường thịnh trở lại cũng không chỉ là võ tôn, nếu dẫn xuất đại cao thủ cửu thiên cảnh trong nội cung ta xem hắn giải quyết thế nào đây.
Phó trưởng lão sắc mặt biến hóa, lộ ra thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm vào Tào Á Tinh, nhe răng cười nói. Tào trưởng lão, người này là người quen cũ của ngươi, hết lần này tới lần khác trùng hợp như thế, trong khi tất cả đại cao thủ luyện hóa huyết thú thì lại đến đập cửa, ta thật sự khó mà tin được thời gian lại xảo như vậy đấy. Tào Á Tinh biến sắc, sát khí tràn ra, lạnh giọng nói. Phó trưởng lão người đây là ý gì? Nói lung tung sẽ chết người đấy. Ha ha, có phải là nói lung tung không cũng không phải do ta định đoạt, cũng không biết huyết thần tử đại nhân có tin tưởng thế gian có chuyện xảo như vậy không nữa. Phó trưởng lão lộ ra tiếng cười to khoái ý, thấy gương mặt trắng bệch của Tào Á Tinh, tối tăm phiền muộn trong lòng liền bị quét sạch. Ầm ầm, Lý Vân Tiêu chỉ huy giới thần bi còn đang không ngừng oanh kích đại trận kia, rốt cục sau một kích, toàn bộ trong núi truyền đến tiếng như thủy tinh nghiền nát, huyễn hóa ra màu sắc rực rỡ lã lướt, đại trận chi lực dần dần tiêu tán. Lớn mật, đáng chết a. Trong huyết thần cung truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, một đạo huyết ảnh bay lên trời, lập tức xông lên, đánh ra một quyền, quyền kình đánh sụp tầng tầng không khí, đánh khiến toàn bộ bầu trời đều rung động lắc lư, đánh lên giới thần bi, lập tức ba đạo vực giới chi lực bị chấn cho tán loạn, hào quang trên thân bia không ngừng chớp động. Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động tâm thần, một ngụm nhiệt huyết dũng mãnh vào yết hầu, bị hắn nuốt xuống, tiện tay triệu hồi giới thần bi, ánh mắt nhìn về phía dưới. Một quyền võ đế, tuy rằng dùng giới thần bi tiếp được, nhưng cũng khiến bản thân bị thương. Tên cường giả võ đế kia đột nhiên co rút đồng tử, lạnh lùng nói. Huyền khí cửu giai. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lập tức hiện ra ngạc nhiên, thần thức vội vàng tản ra, tìm kiếm khắp bốn phía, sau khi xác định không còn người nào khác, sắc mặt liền trở nên vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói. Phó trưởng lão, hôm nay ngươi phụ trách chuyện thủ hộ, vậy mà để một gã võ tôn nhất tinh phá vỡ hộ sơn đại trận, mà ngươi lại đứng ở một bên quan sát. Phó trưởng lão chấn động toàn thân, lập tức cảm thấy lạnh cả người, vội vàng đứng dậy, nói. Bẩm Tư Mã đại nhân, người này là người quen của Tào trưởng lão, cho nên không kịp đề phòng, bị hắn đánh chết không ít thành viên trưởng lão đoàn, mà ngay cả ta cũng bị trọng thương vì khinh thường. Phó trưởng lão người nói bậy bạ gì đó, lại dám vu oan ta. Tào Á Tinh giận tím mặt, không thể tưởng được đối phương vậy mà lại lấy hắn ra che chắn. Trên mặt Tư Mã Xuyên Hằng hiện lên một tia hồ nghi, lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào ngươi đều không thoát khỏi tội thất trách, tình huống cụ thể chờ bắt lấy người này đã rồi lại nghe ngươi giải thích. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ ác lạnh, lạnh giọng nói. Tiểu tử, hôm nay bất luận kẻ nào đều không cứu được ngươi rồi, ta thấy ngươi một thân máu huyết không tệ, vừa vặn mang đi luyện huyết thú đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng tương vọng, cau mày nói. Huyết thú. Đó là thứ vớ vẩn gì thế, huyết thần tử đâu rồi? Tư Mã Xuyên Hằng nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Ngươi nhận thức cung chủ chúng ta? Tào Á Tinh vội hỏi. Tư Mã đại nhân, tiểu tử này nói là muốn tới đoạt đại địa tức nhưỡng. Tư Mã Xuyên Hằng sững sờ, phảng phất như nghe thấy trò cười buồn cười nhất thế gian, ôm bụng cười cười to không thôi trên không trung, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi, hắn nói. Ha ha, ha ha. Người muốn cướp đại địa tức nhưỡng. Ha ha, một gã võ tôn nhất tinh đến huyết thần cung ta đoạt đại địa tức nhưỡng. Ha ha, ha ha. Khóe miệng Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cười lạnh, nhàn nhạt nhìn hắn, nói. Huyết thần tử ở đâu rồi? Tiếng cười của Tư Mã Xuyên Hằng đột nhiên ngừng lại, mỉa mai nói. Đại địa tức nhưỡng quả thật ở trong tay cung chủ, mà giờ khắc này càng dùng để tế luyện huyết thú, ở ngay ở bên dưới. Nếu ngươi có bổn sự thì đi xuống đoạt đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, giờ phút này tất cả cường giả cửu thiên cảnh của huyết thần cung đều ở trong đó, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ đi xem thử. Ngoài ý muốn, hắn chào phúng nhượng xuất ra một con đường, còn làm ra thủ thế mời, vẻ mặt trêu tức nhìn Lý Vân Tiêu. Tào Á Tinh cau mày lại, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng vẫn nhịn được. Dùng chiến lực vừa rồi Lý Vân Tiêu biểu hiện ra có thể sánh vai với võ đế nhất tinh nhưng hắn cũng không dám dở tiến lên sờ lông mày Tư Mã Xuyên Hằng, đó không phải là muốn chết sao. Hắn quay mặt đi nhìn Vũ trưởng lão, đối phương cũng có thần sắc như hắn, chắc hẳn cũng nghĩ đến điểm ấy rồi, đợi lát nữa động thủ, sợ rằng Tư Mã Xuyên Hằng phải ăn chút đau khổ rồi, như vậy cũng tốt, tội thất trách của bọn hắn không chừng sẽ nhẹ hơn một chút. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Đa tạ. Liền thật sự chạy như bay xuống,
lao tới chỗ huyết thú cung mà Tư Mã Xuyên Hằng chỉ, cũng không quay đầu lại. Tư Mã Xuyên Hằng ngơ ngác đứng trên không trung, đột nhiên một cổ lửa giận dâng lên, quát. Cuồng vọng vô tri, lại dám coi rẻ ta. Hắn điểm xuống một chỉ, đế khí phá không, lao đi cực nhanh, muốn trực tiếp triệt để đánh xuyên qua Lý Vân Tiêu. Hừ, thân thể Lý Vân Tiêu vặn vẹo trên không trung một cái, liền trực tiếp thuấn di ra ngoài, khiến Tư Mã Xuyên Hằng đánh vào khoảng không, đồng tử hắn lập tức đột nhiên co lại, hoảng sợ thất thanh nói. Cái gì, thuấn di? Thân thể của hắn đột nhiên chấp động, trong chốc lát đã đuổi theo Lý Vân Tiêu, vượt lên trước rơi vào trên không huyết thú cung, một quyền phá không mà đến, phẫn nộ quát. Mặc ngươi có bổn sự kinh thiên, cũng không có tư cách đến huyết thần cung dương oai đâu. Trong huyết thú cung hội tụ tất cả cường giả võ đế, giờ đang khung chiêng gõ trống luyện chế huyết thú, nếu vào thời khắc mấu chốt này lại xảy ra sai lầm, dù là hắn cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Đế khí chi uy, trấn áp tất cả. Không gian chỗ Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn bị cứng lại, ngay cả thuấn di cũng không cách nào thực hiện, mà lúc này quyền phong lại phá không đè xuống, muốn triệt để đánh hắn thành phấn vụn. Đột nhiên bóng người lóe lên, Hắc Liên Thiểu Hoàng hiện ra sau lưng Lý Vân Tiêu, cười khẩy nói. Loại này tay đấm, cũng không biết xấu hổ nói mình là võ đế. Để tránh võ đế mất thể diện, ca khiến người biết cái gì mới thật sự là một quyền võ đế. Một cổ quyền ý chấn tâm phách người lan tràn trên không trung, phảng phất đến từ thời không vô tận, thấy được quyền thuật đại đạo, hàng lâm mà đến. Xa xa bọn người Tào Á Tinh không kịp suy nghĩ sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một người đã cả kinh đến toàn thân rét run, ngay cả dũng khí lui về phía sau cũng không có, phảng phất như dưới quyền uy này, bất luận chút nhúc nhích tự tiện nào cũng đều phải phấn thân toái cốt vậy. Đừng nói những võ tôn kia, dù là Tư Mã Xuyên Hằng cũng toàn thân đại chấn, như rơi vào trong hầm băng, giống như lâm vào tận thế vậy. Ầm ầm, quyền kình của Tư Mã Xuyên Hằng lập tức sụp đổ, tan rã ra trên không trung, lực lượng của hắn lộ ra xu thế sụp đổ. Làm sao có thể, cổ lực lượng này rõ ràng chỉ là võ đế nhất tinh mà thôi a, thực lực tương đương, sao khác biệt lại lớn như thế chứ? Thịt trên mặt Tư Mã Xuyên Hằng dưới một quyền kia run lên kịch liệt, hắn vận chuyển lực lượng toàn thân cũng khó có thể ngăn cản. Một loại cảm giác bọ ngựa đấu xe xông lên đầu, mà hắn chính là bọ ngựa kia. Oanh! Quyền kình rơi xuống, Tư Mã Xuyên Hằng rốt cuộc không ngăn được nữa, cả người trực tiếp bị nện vào trong huyết thú cung, phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Giống! A à, không muốn a! À. Một tiếng la hét điên cuồng của yêu thú từ trong cung truyền đến, ngay sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tư Mã Xuyên Hằng, giống như đã xong đời vậy. Lý Vân Tiêu đồng tử hơi co lại. Ngưng giọng nói. Yêu khí thật cường đại, chẳng lẽ là yêu thú cửu giai? Hắc Liên Thiểu Hoàng cũng trầm giọng nói. Cổ lực lượng này tựa hồ không chỉ là yêu khí tinh khiết, khiến người hết sức khó chịu, ngay cả ta nghe được cũng cảm thấy bất an. Trong cung điện bên dưới truyền đến đủ loại thanh âm kinh sợ không thôi, tựa hồ sau khi Tư Mã Xuyên Hằng rơi vào đã loạn thành một bầy vậy. Không tốt, huyết thú không thể khống chế nổi nữa rồi, mọi người lui về phía sau. Không nên bị nó bị thương. Một đạo thanh âm sẳng giọng từ bên dưới vang lên, ngay sau đó liền thấy mấy đạo huyết quang vọt ra, toàn bộ huyết thú cung tràn ngập trong một cổ huyết tinh, đột nhiên nổ bung. Ầm ầm, sóng xung kích cực lớn, cơ hồ như nổ nát cả non nửa cái huyết thần cung, một đầu quái thú khủng bố xuất hiện trước mặt mọi người, toàn thân một mảnh đỏ bừng như máu, phảng phất sôi trào, không ngừng có cái bọng máu nổi lên, trong hai mắt là một mảnh lỗ đen, há to mồm ra. Huyết dịch nồng đậm nhỏ giọt giọt xuống trên mặt đất, trực tiếp ăn mòn mảng lớn. Đáng chết a, xúc sinh từ đâu đến, khiến cố gắng kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ rồi. Xa xa một gã võ giả toàn thân đỏ bừng tức đến toàn thân như bốc cháy lên vậy, thân thể của hắn vậy mà cũng giống như huyết thú kia, đều phảng phất như do huyết dịch trực tiếp ngưng tụ thành, giờ phút này không ngừng có bong bóng nổi lên, hiển nhiên là đang cực kỳ tức giận. Giống, huyết thú hét lớn một tiếng. Ánh mắt tối như mực sau khi nhìn qua bốn phía liền chạy như bay đi, đúng là muốn chạy trốn. Mà phương hướng trốn đúng là bên phía Lý Vân Tiêu, nó tuy rằng trí tuệ không cao, nhưng năng lực phân biệt mạnh yếu vẫn phải có, sau khi nhìn quét một vòng lập tức phát hiện người bên hướng Lý Vân Tiêu chính là yếu nhất. Đừng cho nó chạy thoát. Võ giả toàn thân đỏ bừng kia trên người tràn ra khí tức cường đại, khiến tất cả mọi người trong tràng đều bị chấn nhiếp. Mà ngay cả huyết thú kia cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ và bối rối,
càng đẩy nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Lý Vân Tiêu biến sắc, võ giả đỏ bừng kia tuyệt đối chính là huyết thần tử rồi, cổ khí tức cuồng bạo trên người hắn hơn xa tất cả mọi người. Mà huyết thú kia cũng cực kỳ cường đại, khí tức tựa hồ không kém gì huyết thần tử. Giống. Huyết thú tốc độ chạy trốn cực nhanh, tựa hồ phát hiện phía trước có người, đột nhiên giống một tiếng giận dữ, hóa thành một đạo huyết quang muốn tiến lên, không thể địch nổi. Lý Vân Tiêu dưới áp lực của huyết thú kia cảm thấy một hồi phát lạnh, hắn đột nhiên làm ra một quyết định kinh người, giới thần bi lập tức phóng ra ngoài, phát ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hồn lực bành trướng lan tràn bốn phía thần bia, hình thành một đạo lực cuốn tới. Huyết thú đột nhiên cả kinh, đã vọt tới trước giới thần bi, thiếu chút nữa đã đụng vào, còn chưa kịp phản ứng đã bị hồn lực của Lý Vân Tiêu lôi vào trong bia, biến mất không thấy gì nữa. Hô! Hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt đó toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sau khi thu huyết thú cũng không dừng lại chút nào, trực tiếp thu luôn Hắc Liên Thiểu Hoàng vào trong, ngay sau đó liền thuấn di ra hơn 100 mét, sau đó thân hóa lôi đình, nhanh chóng bỏ chạy. Truy trốn, một. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, từ khi huyết thú biến mất huyết thần tử đã sững sờ một chút, sau đó thấy Lý Vân Tiêu đã chạy ra ngoài được hơn 1000 mét, lúc này mới kịp phản ứng, nổi giận gào thét, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang lập tức đuổi theo. Huyết độn thuật cũng là độn thuật cực kỳ cường đại, tăng thêm tu vị kinh thiên của huyết thần tử, chỉ mấy cái nháy mắt đã đuổi tới gần hơn 100 mét, khiến Lý Vân Tiêu rất cảm thấy áp lực. Người quả nhiên là muốn chết a, thu huyết thú kia, dẫn tới nhân vật cường đại như thế đuổi giết, huyết độn thuật hoàn toàn không hề dưới lôi độn của ngươi a. Thanh âm phàn nàn của yêu long truyền đến, bất mãn nói. Vừa tìm được đường sống trong chỗ chết nhặt về một cái mạng, lại bắt đầu làm lung tung rồi, người thật là một tên phiền toái. Bất quá nó cũng chỉ phàn nàn thôi, dù sao có giới thần bi, đánh không lại thì cứ trốn, chỉ cần không phải võ đế đỉnh phong tới, trên cơ bản không thể nào phá vỡ được thế giới chi lực cả. Lý Vân Tiêu cười to không thôi, nói. Ha ha, bắt vật kia hoàn toàn là ngoài ý muốn, bất quá ta thấy nó đối với huyết thần tử thập phần trọng yếu, cũng tiện dùng để trao đổi đại địa tức nhưỡng. Yêu Long hừ lạnh nói. Người có tư cách gì tiến hành trao đổi với hắn, người thấy đối phương sẽ cho người cơ hội này sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Cơ hội đều là do người tạo ra, không nói với người nữa, bị hắn đuổi theo thật là phiền toái. Hắn nuốt vào mấy hạt đan dược, khiến lực lượng đã bắt đầu bất lực lại được tăng cường, tốc độ thoáng nhanh hơn một ít, lại kéo ra khoảng cách với huyết thần tử. Xa xa chỗ huyết thần cung, tất cả mọi người đều bị kinh biến kia dọa đến trợn mắt há hốc mồm, trọn vẹn yên tĩnh thêm vài phút đồng hồ. Ọt ọt, một người nuốt mạnh nước miếng, gian nan nói. Chúng ta có cần đuổi theo không? Truy, người đuổi thế nào, có cung chủ đuổi theo rồi, tự nhiên không cần chúng ta quan tâm. Tên còn lại hừ lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói. Bất quá như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện một tên sát tinh như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Có địa vị gì? Ánh mắt của hắn bất giác liếc về phía Tào Á Tinh và Vũ Trưởng Lão, hai người đều chấn động toàn thân, mồ hôi lạnh đầm đìa, ánh mắt tất cả cường giả đều hội tụ đến trên người bọn họ, loại cảm giác này cũng không phải gánh nặng bình thường, mà là như bị ghim thành gai nhím vậy. Hai người dù nằm mơ cũng không nghĩ ra tình thế lại chuyển biến đến mức này, huyết thú bị người đoạt, bàn về tội trạng, hai người dù chết 1000 lần cũng không đủ. Bất quá hai người đều là loại tâm trí siêu cao, ánh mắt phụng trộm liếc nhìn nhau, lập tức trao đổi thần sắc, trong nội tâm liền đại định, đã làm xong ý định đổi tất cả trách nhiệm lên trên người Tư Mã Xuyên Hằng rồi. Người chết, vĩnh viễn đều là người chịu oan ức tốt nhất. Tiểu tử, ngàn vạn đừng để ta đuổi theo ngươi. Nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời đấy. Huyết thần tử ở sau lưng không ngừng gầm hét lên, cả người đều tức điên rồi, đặc biệt là khi thấy Lý Vân Tiêu chỉ có tu vị võ tôn nhất tinh càng cảm giác như mình bị đùa nghịch, xấu hổ và giận dữ không thôi. Lại không biết Lý Vân Tiêu cũng là trong lúc vô tình mới thu huyết thú, còn tưởng rằng đối phương đã có dự mưu, không ngừng uy hiếp nói. Ta sẽ lột ra ngươi sau đó hầm ăn, lúc lột sẽ hạ đao từ xương sống. Một đao phân làn da trên lưng thành hai nửa, chậm rãi dùng đao tách ra làn da và cơ bắp, xé mở ra như hồ điệp dương cánh, sau đó xoa dầu vừng, hương hành tây. Một tràng lời lẽ kinh tởm được hắn êm tai nói ra, còn nương theo thanh âm khàn khàn, nghe được cảm thấy cực kỳ âm trầm khủng bố. Nhưng Lý Vân Tiêu không nhịn được cười lên nói.
Ha ha, nói nhiều như vậy, ngươi quên thêm muối rồi. Như vậy đi, ta gọi là Lý Vân Tiêu, ta tự thêm muối cho mình. A, đáng chết a. Huyết thần tử thấy không dọa được đối phương liền tức đến oa oa kêu to, hắn thấy đối phương nhỏ tuổi, cho rằng tùy tiện dọa một chút sẽ có hiệu quả, không thể tưởng được còn bị mỉa mai, hắn tức đến mức máu huyết bốc lên, vọt mạnh lên, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Lý Vân Tiêu cả kinh, cũng dốc sức liều mạng nuốt lấy đan dược, nổi giận chạy đi, khoảng cách giữa hai người thủy chung duy trì chừng mấy ngàn thước, chỉ có điều chênh lệch lại đang không ngừng được thu nhỏ lại. Yêu Long mắng. Tên đáng ghét, càng khiến người phát bực nha, ở đây đa phần đều trong phạm vi huyết thần cung, lần này ta xem ngươi chạy thế nào. Ta thấy hắn máu huyết dồi dào, đủ để thiêu đốt đến lúc đuổi kịp ngươi đấy. Lý Vân Tiêu cũng phiền muộn không thôi, huyết thú kia hắn căn bản không cần, hiện giờ giải thích cũng giải thích không rõ, chỉ có thể trước tiên dứt bỏ được huyết thần tử sau đó lại từ từ nghĩ cách thôi. Ánh mắt của hắn đột nhiên dừng ở trước phía dưới. Một cổ lực lượng kỳ dị nhàn nhạt như sương mù tràn ngập trước mặt, lộ ra hoang vu chi ý phong cách cổ xưa, Lý Vân Tiêu trong nội tâm hơi kinh hãi, mạnh mẽ đâm xuống, một đạo lôi quang từ phía trên rơi xuống. Huyết thần tử khẽ chau mày, hướng Lý Vân Tiêu lao xuống đúng là mai cốt chi địa, hắn cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, nhưng nghĩ đến huyết thú, cũng bất chấp nhiều như vậy rồi, lập tức theo sát xuống. Người nào, dám xông vào mai cốt chi địa, không muốn sống nữa sao? Người thủ hộ bên dưới xuất hiện, đánh một chiêu tới lôi điện của Lý Vân Tiêu, dĩ nhiên lại có tu vị cửu thiên võ đế, linh lực trên không trung mai cốt chi địa bị một trưởng của hắn hấp không, đột nhiên tuôn ra. Lý Vân Tiêu nhướng mày, đột nhiên vận chuyển thuấn di, trực tiếp thuấn di thân thể đi với khoảng cách lớn nhất, tuy rằng đã thoát khỏi một kích mũi nhọt, nhưng vẫn ở trong một trưởng kia, ra thì trên người hắn lập lòe kim quang, thái cổ cương phong chi lực gào thét ở bên cạnh hắn, bảo hộ hắn vào trong. Nhưng vẫn không thể ngăn được uy lực một trường kia, trên thân thể bị chấn khiến thần quang lập lòe, đau khổ trèo trống. Vào lúc này hắn không thể dừng lại dù chỉ một chút, chỉ có thể cưỡng ép tiến lên, nếu không huyết thần tử sau lưng trong nháy mắt đi tới, vậy thì thực sự phải chết rồi. Trung Như Niên, mau ngăn hắn lại. Tiếng hô của huyết thần tử nổ vang, lộ ra vẻ đại hỉ, đạo trưởng lực kia của Trung Như Niên tuy rằng không thể ngăn Lý Vân Tiêu lại. Nhưng cũng trực tiếp phá vỡ lôi độn chi thuật của đối phương, khiến hắn nửa hô hấp đã xông tới gần ngàn mét, cơ hồ một cước đã đến. Cung chủ. Trung Như Niên đột nhiên kinh hãi, tuy rằng lúc trước đã thấy được tựa hồ là người môn phía mình đuổi theo sau lưng, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới lại là huyết thần tử tự mình tới, hắn hoảng sợ không thôi, vội vàng nói. Vâng. Đồng thời trong nội tâm đại chấn, Lý Vân Tiêu vậy mà đã triệt để xuyên qua trường lực của hắn. Rơi xuống mai cốt chi địa vô biên vô hạn kia. Truy trốn, 2. Khối mai cốt chi địa này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, ẩn chứa bao nhiêu bí mật trong đó, đặc điểm lớn nhất chính là bên trong tựa hồ có phong ấn cấm chế, tất cả mọi người không cách nào vận dụng thần thức. Nếu để cho Lý Vân Tiêu đi vào đó, vậy thì thật sự rất khó tìm được. Nghĩ vậy, Trung Như Niên cũng không dám trì hoãn nữa, thân thể lóe lên liền hóa thành huyết quang phóng tới Lý Vân Tiêu. Đế khí chi uy trên người tản ra, một đạo kết ấn chi lực cự đại hiển hiện trong tay hắn, trực tiếp phong lại không gian bốn phía, kết thành một đạo bình chướng tự nhiên cực lớn. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, giới thần bi lập tức lao ra ngoài, ba đạo vực giới chi lực tản ra, đặc biệt là đại địa vực giới, lập tức phát huy đến mức tận cùng, trọng lực cực lớn ầm ầm rơi xuống, toàn bộ không gian đều nghiền nát, kết ấn của Trung Như Niên cũng theo không gian chi lực không ngừng bị nghiền nát. Trong mắt Trung Như Niên như muốn lồi ra, mặc dù kết giới của mình rất lớn, phân tán lực lượng, nhưng cũng tuyệt không phải võ tôn có thể phá vỡ được, lực lượng trên giới thần bi càng khiến hắn cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Trung Như Niên, làm tốt lắm. Ngay khi Lý Vân Tiêu phá vỡ kết giới, xông xuống dưới thì thanh âm huyết thần tử đã vang lên bên tai hắn, đột nhiên toàn thân đại chấn. Ngay sau đó liền thấy huyết quang trùng thiên, thế giới ban ngày ban mặt trước mắt chợt hoàn toàn hóa thành một huyết hải. Trung Như Niên mặc dù chỉ cản trở Lý Vân Tiêu mấy hơi thở thôi, nhưng thế cũng đủ rồi. Huyết thần tử vừa ra tay đã là huyết hải thế giới, trước tiên thu đối phương vào trong đó, nếu thế còn không phải sẽ bị mình chậm rãi hành hạ đến chết sao. Trên đường đi tới hắn đã thiêu đốt đi không ít huyết dịch tinh hoa nhất, đã tức giận đến mức nổ tung lên rồi. Hắn hiện giờ xuất hiện ngao phía sau Lý Vân Tiêu, trong lúc nhất thời còn không biết nên tra chấn hắn thế nào mới tốt. Chỉ cảm thấy tất cả thủ đoạn trước đây đều quá nhẹ,
cũng không thể phát tiết oán hận trong lòng hắn được. Cung chủ, người này là... Trung Như Niên lau hạ mồ hôi lạnh trên trán, phi thân tiến đến dò hỏi. May mắn huyết thần tử kịp thời chạy tới, nếu không hắn thật sự không nắm chắc có thể khốn được Lý Vân Tiêu, hắn không nghĩ ra có người nào lại cần huyết thần tử tự mình ra tay cả. Hừ, tiểu tử này, a, à, chuyện gì xảy ra? Huyết thần tử hừ lạnh, đột nhiên trong huyết hải thế giới của hắn tuôn ra một đoàn kiếm quang, một đạo quang mang phá tan huyết hải, xông vào mai cốt chi địa, khiến hắn toàn thân rung mạnh, sự thật khó có thể tin khiến hắn thoáng cái không kịp phản ứng, ngược lại liên tục gào thét, lần nữa bốc cháy lên máu huyết đuổi tới. Vân Thiếu, người đi trước, ở đây để ta chống đỡ. Mạc Tiểu Xuyên ngừng lại trên không trung, xoay người lại, thiên đãng chu ma kiếm hoành trước người, từng đạo kiếm khí chấn động bắn ra. Mắt hắn không biểu tình nhìn trên thân kiếm, từng chút cởi bỏ niêm phong. Vừa rồi chính là uy lực một kiếm của hắn đã phá vỡ huyết hải, mang theo Lý Vân Tiêu cùng chạy ra ngoài. Lý Vân Tiêu hắc hắc cười cười, nói. Thiên đãng chu ma kiếm của ngươi chính là hội tụ thiên địa chính khí luyện chế thành, đúng là khắc tinh của bọn tà pháp này. Ta lại giúp ngươi một tay, cho ma đầu kia một chút giáo huấn, đừng cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Hắn mở ra thái cổ thiên mục. Thiên kiếp chi lôi lập lòe trong mắt, tuy rằng bản thân Lý Vân Tiêu có thể hóa thành lôi đình, nhưng so với thiên kiếp chính thức vẫn kém quá xa. Thiên kiếp chi lực này lúc ở Hạ Hầu gia đã từng một chiêu bạo chết võ tôn đỉnh phong đấy. Thai nghén lôi đình, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, thân thể cũng theo đó hóa lôi, kiếp lôi trong thiên mục hội tụ trên lòng bàn tay phải, thời gian dần qua trở nên càng thêm mạnh mẽ, bốn phía một mảnh lôi sáng lóng lánh, chiếu khiến cả bầu trời biến thành một mảnh tử thanh chi sắc. Cùng lúc đó, thái cổ cương phong trên tay trái hắn hóa thành vòng xoáy, không ngừng khuếch tán, chỗ mi tâm càng có phượng hoàng hỏa ảnh hiển hóa, tùy thời đều muốn lao tới. Ân đó là, huyết thần tử đột nhiên ngừng thân thể, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn không rõ sao lại đột nhiên biến thành hai người, mấu chốt là khí thế trên người hai tên kia vậy mà lại mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, tuy rằng Lý Vân Tiêu tay cầm lôi điện gió lốc, lộ ra càng thêm khoe khoang. Nhưng chính thức khiến hắn coi trọng chính là Mạc Tiểu Xuyên vẫn lặng yên không một tiếng động ở một bên, đặc biệt là chuôi kiếm trong tay kia, khiến hắn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tốt, cuối cùng không trốn nữa, dám chính diện đối kháng ta, không thể không nói các ngươi thật sự là không biết sợ a. Huyết thần tử giơ tay phải lên, một đoàn huyết ảnh phóng lên trời, ở trên không ngưng ra một huyết nô cự đại, nó liền há to mồm gào thét phóng tới, thanh âm âm trầm khủng bố. Chấn khiến võ giả trong toàn bộ mai cốt chi địa đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cực kỳ khiếp sợ ngửa mặt lên trời nhìn qua, trong lòng không ngừng run rẩy. Hồng trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Mạc Tiểu Xuyên khẽ quát một tiếng, bảo kiếm ra tay, một mảnh kiếm khí lan ra. Lý Vân Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, nói. Lôi đình gia trì, phong hỏa luân chuyển. Lôi đình chi lực nơi tay phải hắn đột nhiên đuổi theo kiếm mang kia, đồng thời phượng hoàng chân hỏa gào thét mà ra. Ngay sau đó đại phong xa trên tay trái hắn cũng xoay tròn lên, trong một mảnh kiếm khí chi hải trước người đột nhiên hiện ra ba đạo nguyên tố chi lực, sặc sỡ lóa mắt, lập tức uy lực tăng thêm gấp đôi. Oanh! Huyết nô kia của huyết thần tử thoáng cái đã bị kiếm hải nổ tung, cả người trực tiếp nát bấy, Trung Như Niên ở xa xa hoàn toàn thấy mà ngốc mất, như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, cùng hắn triệt để ngốc trệ còn có rất nhiều võ giả tu luyện hoặc tầm bảo tại mai cốt chi địa. Mọi người đều nhao nhao nhìn lên dị tượng trên trời, kinh hãi không thôi. Các ngươi cho rằng mình thắng sao? Ngay khi hai người cho rằng an toàn, định phi thân lao xuống thì thanh âm lạnh như băng của huyết thần tử đột nhiên vang lên bên tai hai người. Hai người đồng thời trong nội tâm đại chấn, trong hai mắt Mạc Tiểu Xuyên lóe lên tinh mang lóe, quay đầu đâm ra một kiếm tới hướng thanh âm kia, tóe lên một mảnh huyết hoa, nhưng lại không thấy bất cứ người nào cả. Lý Vân Tiêu cũng lấy ra ba thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, ngưng tụ thành kiếm đồ ở quanh thân, quét ra bốn phương tám hướng. Phanh! Ba thanh kiếm đồng thời bị một cổ lực lượng ngăn chặn, trận đồ xuất hiện xu thế sụp đổ, trong kiếm hải hiện ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Một cổ nguy hiểm dị thường xuất hiện trong lòng hắn, không thể ức chế lan tràn giả, hắn đột nhiên cả kinh, muốn thuấn di thoát đi, lại phát hiện không gian đã cứng lại, muốn động một chút cũng cực kỳ khó khăn. SEAA, mở ra. Mạc Tiểu Xuyên đột nhiên quát lên, kiếm thế chuyển qua, một cổ thanh âm bén nhọn chói tai theo kiếm thế hắn vang lên, uy áp đế cảnh bên người Lý Vân Tiêu lần lượt nghiền nát, hắn đột nhiên tản ra tinh thần lực, người liền thuấn di mà đi.
treo giải thưởng, một. Ngay khi hắn rời đi, chỗ không gian lúc trước đột nhiên xuất hiện huyết ảnh, huyết thần tử hóa thân mà ra, sắc mặt tràn đầy tức giận, tiện tay chụp về phía Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên biến sắc, tu vị huyết thần tử hơn xa tu đan hà, một trường rơi xuống, hắn đột nhiên giương kiếm ngăn cản. Phanh! Huyết trường chấn lên thân kiếm, đại lượng kiếm khí bị chấn bắn ra, một đạo thanh âm khí uẩn của bảo kiếm không ngừng ông ông vang lên trên không. Trường lực huyết thần tử kinh người, huyết quang vậy mà xuyên thấu qua thân kiếm, trực tiếp chấn vỡ phòng ngự Mạc Tiểu Xuyên, đánh lên ngực hắn. Phốc! Thân hình Mạc Tiểu Xuyên rung mạnh, phun ra một búng máu tươi, cả người mang kiếm bị chấn bay xuống. Không gian vào thời khắc này chợt vặn vẹo, Lý Vân Tiêu thân hóa lôi đình, một phát bắt được Mạc Tiểu Xuyên lần nữa thuấn di ra ngoài, hướng đến chính là Mai Cốt Chi Địa ở bên dưới. Muốn chạy trốn. Trong mắt huyết thần tử lóe lên hàn mang, thực lực hai người trước mắt này thật sự đáng sợ, liên thủ vậy mà có thể phá vỡ huyết nô của hắn, mặc dù không phải vì huyết thú thì cũng tuyệt đối không thể buông tha, hắn hóa thành một đạo huyết quang, lập tức đuổi theo. Oanh! Lý Vân Tiêu thu Mạc Tiểu Xuyên vào trong giới thần bi, bản thân lại hóa thành một đạo lôi đình chấn xuống, trên một ngọn núi bên dưới lập tức xốc lên bụi đất, ném ra một cái hố cực to. Huyết thần tử lập tức rơi vào trên đỉnh núi, sắc mặt trở nên khẩn trương lên, tiến vào phiến khu vực cấm chế này thần thức liền triệt để mất đi tác dụng, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bên dưới, sợ Lý Vân Tiêu đã đào tẩu rồi, vậy thì sẽ như nhập biển cả, muốn bắt được sẽ cực kỳ khó khăn. Trung Như Niên cũng đáp xuống, hắn là người phụ trách Mai Cốt Chi Địa, hắn nhìn chằm chằm vào cái hố đen kia, vẻ mặt ngưng trọng nói. Cung chủ, hắn có thể chạy đi từ bên dưới không? Huyết thần tử sắc mặt đột biến, bay vào bên trong, theo sát lấy một tiếng nổ tung cực lớn vang lên, còn có cảm giác như cả ngọn núi đều lắc lư vậy. Một đạo huyết quang vọt lên, đúng là huyết thần tử, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm đáng sợ, giận dữ hét. Đáng chết a! Không chỉ đã chạy thoát mà còn lưu lại một cái bẫy dập chờ ta đi dẫm nữa, Trung Như Niên, Mai Cốt Chi Địa này muốn tìm một người có cách nào không? Trung Như Niên trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói. Cung chủ, nơi này địa thế phức tạp, các loại hiện tượng cổ quái đều có, thần thức hoàn toàn không cách nào dùng được. Nếu hắn cố tình trốn ở bên trong cả đời chúng ta thật sự không có cách nào cả, bất quá có thể ban bố treo giải thưởng, để chúng võ giả tu luyện và tầm bảo bên trong thay chúng ta bán mạng. Ân, đây cũng là một cách, ngươi lập tức đi ban bố treo giải thưởng, phàm là người phát hiện ra tung tích hai người kia, giúp bọn ta bắt đấy liền ban thưởng một kiện huyền khí cửu giai, nếu có người có thể lấy đầu bọn hắn thì ban thưởng cho ba kiện huyền khí cửu giai. Huyết thần tử vẻ mặt bình tĩnh nói, Trung Như Niên nghe được liền chấn động, sợ hãi nói. Cung chủ, ban thưởng này cũng quá mức đi. Huyết thần tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Hai người kia có giá trị đó. Huống hồ bọn hắn luân phiên chạy thoát khỏi tay ta, Mai Cốt Chi Địa này người phương nào có thể giết bọn hắn? Có thể cung cấp một chút tình báo cũng đã không tệ rồi. Người đồng thời phái người đi vào trong cung triệu tập tất cả cao thủ võ đế tới đây, ở chỗ này bố trí xuống cửu âm hạo nguyên sát trận, phong toàn bộ Mai Cốt Chi Địa vào trong trận, một khi phát hiện ra tung tích hai người kia, liền khiến bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vâng. Trung Như Niên nghe thế mồ hôi lạnh đầm đìa. Cửu âm hạo nguyên sát trận kia chính là đại trận đại hung sát đệ nhất huyết thần cung, hơn nữa tất cả cường giả võ đế đồng thời liên thủ bố trí xuống, coi như là võ đế đỉnh phong có đến, sợ rằng cũng khó có thể phá vòng vây mà đi, đại trận như thế vậy mà dùng để ôm cây đợi thỏ hai tên không hiểu thấu, cũng không biết hai người kia đến cùng có gì kỳ lạ, lại khiến cung chủ coi trọng như thế. Hắn không dám trì hoãn, lập tức phi thân mà đi, ban bố khen thưởng và phái người quay lại trong cung báo tin. Huyết thần tử thì im im lặng lặng lơ lửng trên không trung, chậm rãi nhắm mắt lại tu luyện, khiến thần trí của mình bao trùm toàn bộ trên không Mai Cốt Chi Địa, để tránh bị Lý Vân Tiêu trong lúc vô tình đào tẩu. Tất cả võ giả trong sơn mạch bên dưới ngửa đầu liền có thể thấy được hắn, mỗi người đều lộ ra vẻ cổ quái và giật mình. Rất nhanh, giải thưởng thông qua các loại phương thức ban bố xong, hình ảnh Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên cũng theo đó được truyền ra. Thoáng cái toàn bộ võ giả trong Mai Cốt Chi Địa đều sôi trào lên. Một gã võ tôn nhất tinh và một gã võ đế tứ tinh, chỉ cần cung cấp tin tức liền có thể đạt được một thanh huyền khí cửu giai, cái này khiến tất cả mọi người đều sôi trào, hơn nữa tên võ đế tứ tinh kia nghe nói đã bị huyết thần tử kích thương, thực lực giảm lớn. Này,
tin tức này thật sự có thể tin sao? Chỉ cần cung cấp manh mối liền có thể được huyền khí cửu giai. Nói nhảm, ngươi có thấy ngay cả huyết thần tử cũng tự mình tọa trấn trên không không, kích đấu vừa rồi ngươi cũng không phải không thấy. Ân, thực lực hai người kia thật mạnh, tên võ tôn kia còn dễ nói, chỉ là võ đế bị huyết thần tử một trường kích thương không biết tình trạng hiện giờ thế nào. Ta nghĩ chắc có lẽ không quá tốt ha, võ kỹ huyết thần cung ngươi cũng biết đấy, cái nào không phải chí âm chí tà, tùy tiện nhập vào người một chút cũng mất nửa mạng rồi. Ân, mặc kệ, nếu võ đế kia vẫn còn tốt, chúng ta cung cấp tin tức là được, nếu trạng thái không được, vậy thì tranh thủ cầm ba thanh huyền khí cửu giai rồi. Hai gã võ giả đối thoại xong liền chạy tới chỗ Lý Vân Tiêu rơi xuống lúc trước. Tình huống như vậy nhanh chóng khuếch tán ra, rất nhiều võ giả đều sao động, hơn nữa đều không phải người tầm thường, ít nhất cũng có thực lực võ tôn, nhưng Lâu La dưới võ tôn cũng không dám đến gom góp loại náo nhiệt này. Rất nhanh, từ trong huyết thần cung có rất nhiều cao thủ tiến đến, bắt đầu bố trí khắp toàn bộ Mai Cốt chi địa bởi vì phạm vi thật sự quá lớn, trận tuyến kéo quá dài. Mặc dù không thể vây khốn Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ cần hắn lao ra khỏi Mai Cốt chi địa thì nhất định có thể phát hiện được. Ân, chuyện tựa hồ có chút ý tứ a, có thể khiến huyết thần tử coi trọng như thế, trên người hai người kia tất nhiên có thứ không tầm thường, giá trị còn trên cả ba thanh huyền khí cửu giai. Một mảnh vẻ lo lắng trong rừng, lá rụng điều hưu, trống rỗng trong rừng đột nhiên chậm rãi hiển hiện một bóng người đi ra, người này quanh thân màu sắc cùng cái kia lá rụng toàn là một màu, ẩn ở trong đó khiến người khó có thể công nhận. Treo giải thưởng, 2. Mặt mũi hắn tràn đầy râu ria lôi thôi, cũng không biết đã yên lặng chỗ này bao lâu, lộ ra hai cái răng chuột, thì thào cười nói. Bế quan thoáng cái đã là 3 năm, không thể tưởng được vừa xuất quan đã có người đưa bảo bối đến, đây là do vận số của Úy Chỉ Kim ta đã đến a, ha ha. Trong một sơn cốc, mặt nước bình tĩnh như thường đột nhiên vỡ ra. Một đạo hỏa diễm trực tiếp phóng lên trời, toàn bộ mặt hồ cứ vậy tách ra, dưới mặt hồ dĩ nhiên là một mảnh biển lửa, một đạo quang mang nhảy ra rơi vào bên cạnh bờ, dáng người ngạo nghễ nổi bật, một đám hồng sa nhẹ nhàng bao lấy bộ vị tư ẩn trên thân thể, lộ ra vẻ hồ nghi. Tóc cô gái này cũng như hỏa diễm, phủ ở sau lưng, nàng dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà trên không trung, thanh âm như phong linh động lòng người thì thào vang lên, lẩm bẩm. Vừa rồi hoàng tuyền địa ngục hỏa của ta vậy mà xuất hiện biến hóa vi diệu, tựa hồ cảm giác được một loại hỏa diễm cường đại khác. Ân, nếu có thể lần nữa đạt được một loại biến dị hỏa chủng, ta liền có thể triệt để tu thành thần thông rồi, đi xem thử. Nàng vừa mới nói xong, cũng đã xuất hiện ở cách đó hơn 100 mét, hóa thành một đạo hỏa cầu gào ghét qua trên không Mai Cốt chi địa. Linh khí Mai Cốt chi địa không chỉ dồi dào, hơn nữa khắp nơi đều tràn đầy các nơi cổ quái và năng lượng. Trong đó có không ít cao thủ tiềm tu, không ít người cũng bị giải thưởng mà huyết thần tử treo kinh động. Cung chủ, cửu âm hạo nguyên sát trận đã bố trí tốt rồi. Phạm vi chủ trận ngàn dặm, vì bảo đảm không lọt lưới nên ta bảo cường giả võ tôn trong tông cũng đều xuất động, có thể diễn biến ra chủ trận, lại mở rộng phạm vi 3.000 dặm. Trung Như Niên cẩn thận từng ly từng tí báo cáo nói. Ân, huyền khí cửu giai đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào ra tay. Trong Mai Cốt chi địa có một ít lão quái vật, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ 3 phần, nếu có thể khiến bọn hắn ra tay vậy thì tốt rồi. Huyết thần tử mở to mắt, lộ ra một tia ngoan lệ nói. Hai người kia nhất định phải rơi vào tay ta. Không chỉ có oán hận, càng quan trọng hơn là huyết thú, đây chính là thứ phải dốc toàn lực huyết thần cung bọn hắn mới có thể luyện chế ra, giá trị khó có thể đánh giá. Trung Như Niên nói. Cung chủ đại nhân xin yên tâm. Mặc dù là mấy tên lão quái vật kia ra tay, chúng ta có đại trận phụ trợ, cũng có thể đoạt trước một bước bắt lấy hai người kia. Chỉ sợ. Trên mặt hắn lộ ra một tia lo lắng. Huyết thần tử hai mắt co rút lại, nói. Ngươi nói là thông đạo hạch tâm sao? Trung Như Niên trên trán chảy ra mồ hôi lạnh ra, vội hỏi. Đúng là thông đạo hạch tâm kia, theo ta được biết, tuy rằng trên danh nghĩa là người thành Hồng Nguyệt trấn thủ ở đằng kia. Nhưng tựa hồ còn cường giả thánh vực lẫn trong đó, nếu hai người kia bỏ chạy hướng kia, bị Thành Hồng Nguyệt phát hiện sau đó trực tiếp ra tay đánh chết, vậy thì chúng ta. Huyết thần tử đột nhiên chấn động, quát. Quyết không thể để bọn hắn rơi vào tay Thành Hồng Nguyệt, Mai Cốt chi địa to lớn như thế, tỷ lệ bọn hắn đi hướng thông đạo hạch tâm cực thấp, nhưng ta không cách nào mạo hiểm như vậy. Ngươi mang theo một đám cao thủ trấn thủ trên đường đi đến thông đạo hạch tâm để phòng ngừa vạn nhất đi. Vâng.
Trung Như Niên vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Sắc mặt huyết thần tử càng ngày càng ngưng trọng, việc này dần dần náo lớn, nếu chuyện huyết thú bị người biết được, tất nhiên sẽ gây ra phong ba thật lớn, phải mau chóng tìm được hai người Lý Vân Tiêu, hơn nữa tìm về huyết thú mới được. Giờ phút này, Lý Vân Tiêu đã tìm được một nơi vắng vẻ để trốn, trạng thái kỳ dị của Mai Cốt Chi Địa này cũng khiến hắn cực kỳ hiếu kỳ, mà ngay cả thần thức thuật luyện sư bát giai của hắn cũng bị áp chế gắt gao không cách nào khuếch trương ra chút nào cả. Cấm chế thần thức cường đại như thế, loại thủ pháp này thật sự không tầm thường a, rốt cuộc là người phương nào bố trí xuống thủ đoạn như vậy. Lý Vân Tiêu nhíu mày ra, Mai Cốt Chi Địa hắn mặc dù cũng nghe qua, nhưng trên đại lục thanh danh cũng không lớn, không phải người đông vực thì cũng không biết đến nhiều lắm. Hắn đang định tinh tế điều tra một phen thì đột nhiên tâm thần khẽ động, sắc mặt đột biến, vội vàng tế ra giới thần bi, cả người lóe lên hào quang vọt vào trong. Trong giới thần bi, Mạc Tiểu Xuyên đang thống khổ giống to trên mặt đất, toàn thân trở nên một mảnh đỏ bừng, sát khí ngập trời không ngừng bay lên từ người hắn, trên không trung dần dần ngưng ra một đạo hư ảnh. Lý Vân Tiêu nhướng mày, sắc mặt lập tức chìm xuống phẫn nộ quát. Yêu nghiệt, lại dám gây sóng gió. Hắn chụp xuống một chảo, không trung lập tức ngưng tụ thành một đạo dấu tay kim sắc, trực tiếp bắt lấy đạo hư ảnh màu đỏ trên không Mạc Tiểu Xuyên, tùy ý để nó hoảng sợ giãy giụa và la hét. Hư ảnh này đúng là ác linh tiềm phục trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên, có lẽ là vừa rồi Mạc Tiểu Xuyên sau khi bị huyết thần tử một trường kích thương thì ác linh này đã tìm được cơ hội lần nữa hiển hóa ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu không khỏi bay lên một tia lo lắng, vốn cho rằng Mạc Tiểu Xuyên chẳng qua chỉ bị chút vết thương nhẹ thôi, không thể tưởng được thậm chí ngay cả ác linh cũng không thể áp chế nổi nữa rồi, xem ra thương thế kia còn hơn xa hắn nghĩ. Giờ phút này, trong hai mắt Mạc Tiểu Xuyên dần dần trở nên mê ly, bắt đầu mất đi thần trí, da thịt toàn thân biến thành một mảnh đỏ bừng, đã bị ác linh kia chiếm cứ thượng phong. Ngươi giết ta, hắn cũng phải chết. Ác linh kia đột nhiên mở miệng nói chuyện, bị bàn tay lớn màu vàng của Lý Vân Tiêu chụp lấy khiến kêu rên không thôi, dưới cổ lực lượng này hắn hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào cả. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, hôm nay không diệt trừ tai họa như ngươi, hắn sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hại chết. Chỉ cần ngươi đi ra khỏi cơ thể hắn thì ta có thể lưu ngươi một đường sinh cơ. Ác linh gương mặt vặn vẹo, vẫn lộ ra dáng tươi cười nói. Ha ha, chỉ bằng một câu của ngươi ta đã đi ra, vậy ta chẳng phải kẻ ngu rồi sao? Trước khi không đảm bảo được an toàn thì ta không ra đâu. Huống hồ thực lực người này rất mạnh, ta thích loại thân thể này à. Vậy thì không thương lượng, ta xem ngươi có thể chịu được bao lâu, dù sao hiện giờ hắn đã mất đi thần thức. Không cảm giác được thống khổ, để ta cho ngươi nếm thử chút đau khổ a. Lý Vân Tiêu điểm ra hai tay, một đạo hỏa diễm hiện lên, đốt trên người ác linh khiến nó hoảng sợ kêu to lên, thanh âm vô cùng thê thảm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Yên tâm đi, ta sẽ không đốt cháy ngươi đâu, ngươi bây giờ một nửa thân hình đều đã hiển hóa ra, bị ta nắm trong tay thì đừng mơ trốn về trong cơ thể Tiểu Xuyên nữa, chậm rãi hưởng thụ đi, lúc nào nghĩ thông suốt lại đến nói cho ta biết. Địa mạch phản chấn, một, thân ảnh hắn lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ, lưu lại Mạc Tiểu Xuyên hôn mê và đầu ác linh đang kêu rên kia, đại thủ màu vàng cứ vậy ngưng trên không trung không thay đổi, gắt gao chộp lấy ác linh. Thân ảnh Lý Vân Tiêu thoáng cái đi lên một mảnh không trung, ngưng mắt nhìn xuống, một cổ khí diễm ngập trời phát ra, khiến trong lòng đám người cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Huyết thú đang chậm rãi đi trên vùng đất bên dưới. Tựa hồ cực kỳ chán ghét đối với nơi lạ lẫm vô biên vô hạn này, sát khí trên người không ngừng tuôn ra. Khí tức thật mạnh, lực lượng ẩn chứa trong thân thể thứ hay không hề dưới huyết thần tử, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cục là tồn tại thế nào. Hai mắt Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành huyết nguyệt, từng đạo thần quang khác thường bắn ra từ mắt, ngưng mắt nhìn lên người huyết thú kia, cảnh tượng trước mắt lập tức dần dần trở nên nhạt nhòa, than a thể huyết thú trong hai mắt hắn dần trở nên trong suốt. Kết cấu trong cơ thể bắt đầu hiện rõ trong mắt hắn. Cái này, sao lại là thế này? Thứ này chẳng lẽ là do luyện chế ra sao? Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ ra, thứ hắn thấy được thật sự bất ngờ, trong cơ thể huyết thú dĩ nhiên là do nguyên một đám trận pháp cấu thành, không chỉ có thế, còn có đại lượng huyền khí khí uẩn trấn nhập trong đó hóa thành trận nhãn, trong đó hai kiện khí uẩn mạnh nhất vậy mà đều là cửu giai. Trong chủ trận kia có một khối thổ nhưỡng lớn chừng nắm tay đang không ngừng tản mát ra từng chút tinh mang màu đất. Đại địa tức nhưỡng.
Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động, cuồng hỉ nói. Ha ha, không thể tưởng được đại địa tức nhưỡng vậy mà lại ở trong thân thể thứ này, thật sự là được đến hoàn toàn không phí công a. Giống. Huyết thú chạy trên mặt đất tựa hồ đã nhận ra có người đang nhìn xem nó, đột nhiên gầm lên giận dữ, khí tức trên thân tăng vọt, vậy mà trực tiếp cắt đứt thần thức của Lý Vân Tiêu. Ân, ở trong giới thần bi vậy mà có thể đoạn thần niệm của ta, cái này. Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra thần sắc khó có thể tin, cười lạnh nói. Lão tử cũng không tin, ở trong giới thần bi này ngươi còn có thể lật trời. Chờ ta triệt để đánh có ngươi hồn phi phách tán vậy thì đại địa tức nhưỡng và những huyền khí kia toàn bộ đều thuộc về ta rồi. Hắn giơ tay lên, phượng hoàng ngưng tụ ra trên không trung, theo hắn điểm xuống một chỉ liền hóa thành biển lửa đầy trời đốt xuống dưới. Giống. Ánh mắt huyết thú lộ ra một tia kiêng kỵ, giống to với bầu trời, không gian cũng rung động lắc lư không thôi, nó mở ra miệng rộng, trực tiếp nhổ ra một đạo thanh sắc quang mang nhảy vào không trung, trực tiếp vọt vào trong cơ thể phượng hoàng. Đột nhiên nổ vang. Phanh. Lấy đạo hào quang kia làm trung tâm, vậy mà bắn ra vạn đạo lôi đình, không chỉ có đánh tan hỏa phượng mà ngay cả biển lửa đầy trời cũng bị phá tan, hóa làm một mảnh lôi ngục. Cái này. Lý Vân Tiêu triệt để trợn tròn mắt, chỉ thấy trung tâm lôi đình chính là một thanh tiểu trùy tử, đúng là một trong hai kiện huyền khí cửu giai hắn thấy trong cơ thể huyết thú lúc trước, trên đó phủ kín các loại hoa văn. Không ngừng lập lòe, trên thân nó còn lộ ra mấy xia khoa đầu văn kim sắc, lóng lánh bất định. Ực, cái huyền khí cửu giai này, là kết quả của thời đại nào đây? Lý Vân Tiêu lúc nhìn thấy mấy khoa đầu văn kim sắc kia liền hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, về sau cả người liền triệt để phát mộng. Lực lượng trên cây chùy kia quả thật chỉ là cửu giai không sai, nhưng lại kèm theo lôi chi quy tắc, hơn nữa huyết thú này tựa hồ có thể hoàn toàn phát huy ra 100% uy lực của nó. Vậy mà lại phá vỡ cả quy tắc chi lực do Lý Vân Tiêu khống chế. Cái búa kia sau khi lập lòe vài cái trên không trung liền thu nạp lại tất cả lôi quang, lần nữa bay trở về đến trong cơ thể huyết thú. Đôi mắt trống rỗng của huyết thú đột nhiên nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thoáng cái ngốc trệ ở đằng kia, không biết như thế nào cho phải, ở trong giới thần bi còn có thể phản kháng lực lượng của hắn quả thật lần đầu tiên thấy được. Huyết thú sau khi nhìn hắn một hồi, tựa hồ cũng có kiêng kỵ. Liền quay người tiếp tục đi tới phía trước. Có lẽ do thấy được có người sống cho nên nó cũng không còn thô bạo như trước nữa. Thân hình Lý Vân Tiêu giật giật, mấy lần đều muốn ra tay nhưng vẫn nhịn xuống. Từ một kích vừa rồi mà xem, huyết thú này tựa hồ có thể phát huy ra 100% lực lượng các huyền khí kia, trong đó lại có hai kiện huyền khí cửu giai, hơn 10 kiện huyền khí bát giai A, còn có cả đại địa tức nhưỡng, nếu nó cũng có thể tùy ý khống chế, triển khai toàn bộ trạng thái chống lại mình. Làm không tốt sẽ trực tiếp đánh vỡ cả thế giới chi lực, vậy thì thật sự là khóc không ra nước mắt rồi. Lý Vân Tiêu lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực khi ở trong giới thần bi, lần đầu tiên cảm thấy huyền khí siêu phẩm cũng không gì hơn cái này, cũng không nghiêu bức như lúc trước mình nghĩ. Chờ mắt ếch ra nhìn huyết thú chậm rãi biến mất trong tầm mắt mình, hắn cười khổ lắc đầu, thân ảnh lóe lên liền rời khỏi bia, xuất hiện ở mai cốt chi địa, thu giới thần bi vào trong cơ thể. Trước tiên cứ nuôi vật kia ở bên trong, chỉ cần nó không nổi giận thì cứ để nó đi loạn, đợi ngày nào đó có đủ nắm chắc chân áp nó thì lại đi giải quyết. Lý Vân Tiêu đối với huyết thú kia đã bắt đầu cảm thấy kiêng kỵ, dù sao lực lượng giới thần bi có chỗ khiếm khuyết, hắn cũng chỉ có thể khống chế một bộ phận, nếu đại chiến với huyết thú có thể hoàn toàn khống chế huyền khí thì kết quả không lạc quan chút nào, vô luận là giới thần bi tổn hại hay là huyết thú đào tẩu, đều không phải là việc hắn muốn thấy. Quyết định xong chủ ý, hắn bắt đầu quan sát tình huống bốn phía, toàn bộ mai cốt chi địa lấy núi rừng làm chủ, kéo dài mấy vạn cây em, ở trên không trung chỉ có thể nhìn thấy một mảnh núi rừng bao trùm, mà tiến sau khi tiến vào trong đó thần thức lại không cách nào triển khai, trong đó thần bí dị thường, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tuyệt đại đa số võ giả đều chỉ dám hoạt động trong phạm vi nhỏ đã xác định là không có gì nguy hiểm. Ân, trong núi rừng này nhất định ẩn chứa năng lượng rất lớn. Nếu không phong ấn thần thức chi lực cường đại như thế không có khả năng lăng không mà đến, ta đi xem thử trong địa mạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong tay hắn lóe lên hàn mang, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiển hiện trong tay, hét lớn một tiếng liền trực tiếp đấm vào đại địa, thân kiếm chui vào một nửa. Sau đó hai tay Lý Vân Tiêu không ngừng vung bí quyết, đại lượng bí quyết ấn đánh vào trong đó, trên thân kiếm kia hàn quang chiếu nước, tia tia hàn khí lưu chuyển ra, thân kiếm bắt đầu không ngừng biến lớn.
kiếm khí lăng lệ ác liệt tán khắp mọi nơi, khiến đại địa bị vỡ ra. Địa mạch phản chấn, 2. Trong núi rừng chỗ hắn kiếm khí chi hải hiển hiện, cỏ cây đều phá hủy, các loại chim thú nhao nhao bị mất mạng, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Thân kiếm Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm càng lúc càng lớn, hơn nữa còn chìm xuống dưới, một cổ kiếm khí lăng liệt không ngừng đâm xuống dưới, sinh sinh xé rách địa tầng. Đột nhiên một cổ lực lượng cường đại từ trong địa tầng dâng lên, nuốt hết kiếm mang của hắn, hơn nữa thông qua đứt gãy ầm ầm phản chấn lên, trường kiếm phát ra tiếng long ngâm cực lớn, không ngừng run rẩy. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trong nháy mắt đại biến, vội vàng linh quyết trong tay khẽ điểm, bảo kiếm kia đột nhiên biến trở về như thường, rơi vào trong tay hắn, một cổ lực lượng kinh thiên từ chỗ đứt gãy phóng lên trời, giống như núi lửa phun trào vậy, dư âm còn lại cũng lan khắp bốn phía. Lý Vân Tiêu lúc này thân hóa lôi đình, chạy ra mấy ngàn thước, lạnh lùng đứng trông xem thế nào, thì thào lẩm bẩm. Quả nhiên là dưới toàn bộ sơn mạch đều bị cấm chế, quả nhiên là đại thủ bút A, cũng không biết hạch tâm cấm chế này ở đâu nữa. Hắn liếc nhìn lại núi rừng vô cùng vô tận, nhíu mày nói. Đại địa bị xé rách phát ra tiếng kinh thiên động địa, khiến cấm chế phản chấn, lập tức dẫn tới lực chú ý của tất cả mọi người, toàn bộ hoảng sợ nhìn tới chỗ chấn động kia. Người nào không biết sống chết như thế, cũng dám công nhiên cải lời cấm lệnh của Thành Hồng Nguyệt, dẫn động thượng cổ đại trận tại Mai Cốt Chi Địa chứ. Uy lực trận pháp bao nhiêu năm đã không hề bị xúc động, ta nhớ rõ lần trước kia là vào 50 năm trước, hai gã cường giả võ đế trong quá trình chiến đấu đã vô tình dẫn động cấm chế phản chấn, lập tức bị cao thủ huyết thần cung đánh chết mất, lần này không biết ai phải xui xẻo đây. Chẳng lẽ lại là võ đế tranh phong? Đúng rồi. Có phải là người huyết thần cung muốn tìm xuất hiện, đang liều chết chém giết không? Ân, có đạo lý. Đi, cùng đi xem, nói không chừng có thể được chia một chén canh nữa. Hơn 10 đạo hào quang sau đợt đất rung núi chuyển liền chạy như bay tới chỗ phát ra, huyết thần tử im lặng lặng xếp bằng ở vạn dặm trên không trung, tựa hồ đang cảm ứng gì đó, bỗng nhiên hắn mở ra hai mắt, dừng ở chỗ địa mạch cấm chế chi lực phòng lên trời kia, trên mặt hiện lên một đạo nộ khí. Lại là thứ không biết sống chết nào đây. Trên người hắn tuôn ra sát khí, lộ ra nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, lẩm bẩm. Lần này tất nhiên sẽ khiến Thành Hồng Nguyệt bất mãn, chỉ sợ bọn họ sẽ phái người ra xử lý, ngàn vạn không thể để tiểu tử kia rơi vào trong tay người Thành Hồng Nguyệt được. Hắn trầm tư một hồi, hai hàng lông mày nhíu lại thành chữ xuyên, khổ tư nói. Huyết thú a huyết thú, người đến cùng ở đâu, tiểu tử kia sao có thể giấu thứ này? Huống hồ thiên sư cự nhân xích của ta đã ở trong cơ thể huyết thú, vì sao một chút cảm ứng cũng không có, thật giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Còn có hắn lúc trước rõ ràng chỉ một người, tại sao lại biến thành hai người đi ra, cuối cùng lại biến thành một người. Tất cả nghi hoặc hội tụ một chỗ, huyết thần tử đột nhiên tựa như nghĩ đến gì đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng chấn kinh hơn. Nặc Á Chi Chu là Nặc Á Chi Chu. Huyết thần tử vọt đậy. Nhịn không được toàn thân run rẩy, kích động nói. Nhất định là huyền khí siêu phẩm Nặc Á Chi Chu, đoạn thời gian trước đã nghe nói Nặc Á Chi Chu xuất thế, bị thế lực không biết tên lấy được, không thể tưởng được dĩ nhiên lại là thật. Hắn khó có thể tự kiềm chế ở đi lại lại trên không trung vạn dặm, hai tay cầm siết chặt, nhịn không được nói. Đây chính là đại kỳ ngộ mà ông trời đưa đến cho ta, nếu có thể có được Nặc Á Chi Chu, hơn nữa thêm vào huyết thú. Trong thiên hạ này còn ai có thể chống lại ta nữa, lần này hoặc là xông thẳng lên trời, hoặc là triệt để trầm luân, ta cá là toàn bộ huyết thần cung, nhất định phải thu hồi hai thứ này mới được. Huyết thần tử tay phải khẽ lộn, một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay, ở phía trên viết mấy chữ bay múa, sau đó quăng lên không trung, liền hóa thành một đạo hồng quang phá không lao về phía huyết thần cung. Đó chính là lệnh bài đẳng cấp cao nhất của huyết thần cung, hắn muốn triệu tập toàn bộ cao thủ trong cung tới. Lý Vân Tiêu sau khi dẫn động địa mạch cấm chế, đang muốn rời đi thì lại nhíu mày, phát hiện mình đã hãm sâu vào trong vòng vây. Hắn cười khổ không thôi, nơi này là Mai Cốt Chi Địa, thần thức hoàn toàn bị che đậy, cơ hồ chỉ có thể dựa vào hai mắt quan sát, mình bị người vây quanh vài vòng nhưng giờ mới kịp phản ứng. Quả nhiên là người huyết thần cung muốn tìm, chư vị, khối thịt mỡ này nên phân thế nào sao? Một gã nam tử thân như vách tường sắc. Toàn thân lộ ra một cổ kim loại chi khí, bước nhanh tới trước mặt Lý Vân Tiêu, trên mặt dần dần trở nên dữ tợn. Tự nhiên là người gặp có phần rồi,
đầu lâu người này giá trị 3 kiện huyền khí cửu giai, quả thực khiến ta không nghĩ ra a. Một gã lão đầu hèn mọn bỉ khô gầy từ trên người lấy ra một cây dao găm nhìn như bình thường, không ngừng bay múa trên đầu ngón tay nói. Muốn động thủ thì mau lên đi, đợi lát nữa người ngày càng nhiều sẽ cực kỳ phiền toái. Đã vậy thì động thủ đi. Tên nam tử toàn thân khí tức kim loại hét lớn một tiếng liền xông tới, đánh ra một quyền, không khí trực tiếp nổ bung, kình lực chấn khai ra, bao dung phạm vi thật lớn. Người còn lại cũng nhao nhao động thủ không chịu lạc hậu, tựa như sợ đợi lát nữa lúc phân chiến lợi phẩm sẽ thiếu đi một phần của mình vậy, các loại hào quang trong chốc lát tràn ngập bầu trời, núi rừng bị phá hủy với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hắn vốn còn muốn hỏi một chuyện, nhưng giờ xem ra không thể hỏi rồi. Cũng lười phải phản ứng những người này, trực tiếp thân hóa lôi đình, trong chốc lát liền viễn độn mà đi, biến mất trong tầm mắt mọi người. Cái này, toàn bộ chiến trường vừa mới bắt đầu địch nhân đã biến mất, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngây người tại chỗ, thoáng cái trở nên yên tĩnh dị thường. Ọt ọt, tên nam tử khí tức kim loại kia nuốt ngụm nước miếng, phiền muộn nói. Khó trách người huyết thần cung không bắt được hắn, loại độn thuật này bảo chúng ta bắt thế nào đây? Đột nhiên một đạo quang mang hồng sắc rơi vào trong mọi người, đúng là huyết thần tử cảm nhận được chấn động, lập tức tiến đến, ánh mắt của hắn quét qua nơi này, kinh sợ nói. Chính là người ta muốn bắt sao? Ngươi là... Lão đầu hèn mọn bị ổi kia đột nhiên cả kinh nói. Ngươi là huyết thần tử đại nhân sao, vừa rồi đúng là tên thiếu niên trong chân dung, ta đang định báo tin cho ngài đấy. Đại nhân, có phải là có thể lĩnh một kiện huyền khí cửu giai rồi không? Cái gì, quả nhiên a, tức chết ta rồi, các ngươi phát hiện hắn vậy mà lại báo tin trễ. Hỏa âm, huyết thần tử giận dữ hét. Huyền khí cửu giai, ta cho ngươi này. Huyết bào trên người hắn khẽ múa, một cái huyết hải lập tức huyễn hóa ra, trực tiếp thôn phệ sạch tất cả mọi người trong tràng, những người này ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể đã triệt để biến mất. Hừ, mất người, còn dám hỏi ta muốn huyền khí. Huyết thần tử hừ lạnh một tiếng. Liền men theo hướng Lý Vân Tiêu bỏ chạy đuổi theo. Lý Vân Tiêu phi độn trong rừng chừng ngàn dặm lúc này mới ngừng lại, hắn hiện giờ ngược lại không vội đào tẩu, ngược lại sinh ra hứng thú đối với phiến mai cốt chi địa này. Ân, hình dạng mặt đất nơi này. Lý Vân Tiêu đột nhiên trong nội tâm khẽ động, vừa mới đi ngang qua, tựa hồ đã thấy qua ở đâu đó, hắn vội vàng bay lên trời, muốn xem cho rõ ràng. Đột nhiên đầy trời bắn ra hỏa tinh. Ngưng tụ ra một cái hỏa cầu cự đại, phi tốc di động trên không trung, càng vọt tới chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đồng tử hơi co lại, hừ lạnh nói. Tên đậu bước ở đâu ra, thật sự là nhàm chán. Hắn tiện tay chém ra một đạo kiếm quang, ầm ầm một tiếng lại bị hỏa cầu trực tiếp thôn phệ, tiếp tục xông tới. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, đột nhiên thuấn di một cái, thân thể đi xuất hiện ở đằng sau hỏa cầu kia. Lật tay vung vẩy Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, chém tới một đạo kiếm khí. Hỏa cầu nện lên vùng đất, hỏa tinh văng khắp nơi, một thân thể vi diệu từ bên trong đi ra, hai ngón tay đưa ra ngỏ ai, nhẹ nhàng bắn ra, một điểm hỏa tinh từ ngón tay bắn ra, bạo khai ở trước người nàng, uy lực cực lớn trực tiếp thôn vệ lấy kiếm quang. Lôi độn chi thuật thật là lợi hại, thiếu chút nữa đã không đuổi kịp ngươi rồi, khó trách huyết thần tử lại bỏ ra tiền vốn lớn như thế để đuổi giết. Nữ tử đầu đầy tóc đỏ hấp sạch hỏa diễm bốn phía, lộ ra toàn bộ thân hình, chiếc đùi thon dài lộ ra, đủ để khiến bất luận nam nhân nào đều cảm thấy nhiệt huyết bành trướng, còn có hai ngọn núi cao thẳng kia nữa, cũng chỉ có hai mảnh lá cây che chắn, cùng với bờ môi nóng bỏng kia, khiến Lý Vân Tiêu thoáng cái đã cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Khóe miệng nữ tử lộ ra vẻ tươi cười, không chút nào kiêng kỵ, vũ mị cười nói. Lúc trước khi ngươi so chiêu với huyết thần tử ta tựa hồ cảm ứng được một loại hỏa hệ nguyên tố rất mạnh, không biết là hỏa chủng gì, có thể lấy ra cho tỷ tỷ xem được không? Lý Vân Tiêu liếm lấy bờ môi khô khốc, khẽ cười nói. Cái này không tốt lắm đâu, ở đây có rất nhiều củi, chơi lửa rất dễ bị cháy đấy. Oanh, ngươi tuổi còn trẻ, nhưng tâm tư lại xấu như vậy. Nữ tử giận cười nói. Đừng làm trò nữa. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn thuận theo tỷ tỷ đi, nói không chừng còn có thể cho ngươi nếm chút ngon ngọt. Tuy rằng ta không thể giúp ngươi thoát đi đuổi giết của huyết thần tử, nhưng có thể chỉ điểm mấy chỗ bí ẩn có thể giúp ngươi trốn 10 năm 8 năm, đến lúc đó tâm muốn giết ngươi của huyết thần tử đã sớm phai nhạt, ngươi cũng có thể tìm một cơ hội chạy đi.
Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, tình huống huyết thú hắn đại khái hiểu được, đừng nói 10 năm 8 năm, coi như là 100 năm 200 năm, huyết thần tử cũng không có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn. Đột nhiên một tiếng cười truyền đến, nói. Ha ha, Hỏa Âm từ khi nào trở nên trẻ tuổi thế? Ngươi hẳn phải là bà mới đúng chứ? Ha ha. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo quang mang rơi vào chỗ cách hai người không xa, đúng là Úy Chỉ Kim kia, trên mặt có một chòm râu, mặt mang vẻ trêu tức nhìn hai người. Úy Chỉ Kim, ngươi cũng ở Mai Cốt Chi Địa này sao? Hỏa Âm lắp bắp kinh hãi, nhưng sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói. Ngươi lại nói lung tung, có tin ta đốt ngươi không? Ha ha, tiểu tử này mới chỉ không đến 20, ngươi nói như thế nào cũng đã trên 100 tuổi, xem ra ta quả thật đã nói sai rồi, thật có lỗi, hẳn là lão bà mới đúng. Úy Chỉ Kim đột nhiên cười to không ngớt, không chút để ý đến lời uy hiếp. Tốt mấy năm không gặp, xem ra bản lãnh của ngươi cũng tiến triển rồi. Hỏa Âm sắc mặt phát lạnh, một đạo hỏa diễm phụt lên trong lòng bàn tay nàng, hai tay không ngừng kéo ra, hóa thành một thanh kiếm đỏ thẫm. Múa vài cái trên không trung, mang ra từng đạo kiếm khí màu đỏ chém xuống dưới, thân ảnh cũng theo đó biến mất, trong nháy mắt bốn phía Úy Chỉ Kim bóng kiếm chấp động, không gian trực tiếp bị cắt nứt ra từng vết nứt, không ngừng nghiền nát, hóa thành tinh bụi hỏa hồng sắc tiêu tán. Úy Chỉ Kim sắc mặt biến hóa, lại không chút sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, thân thể ở tại chỗ hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, hai đấm không ngừng oanh động, mỗi một cái đều muốn đẩy lui kiếm mang đối phương. Ngắn ngủn mấy hơi thở đã vượt qua hơn 10 chiêu, khiến người khiếp sợ chính là, tùng lâm bốn phía vậy mà không hề có chút tổn hại. Có thể thấy được lực khống chế của hai người đối với lực lượng đã đạt tới trình độ thập phần tinh vi, không lãng phí chút lực lượng dư thừa, hơn nữa chủ là thăm dò lẫn nhau. Dù sao Mai Cốt Chi Địa thần thức không cách nào tản ra được, không cách nào nhìn thấu thực lực một người, chỉ có thể thông qua một ít thứ để tiến hành phán đoán. Đã đủ rồi. Úy Chỉ Kim hét lớn một tiếng. Dưới quyền uy hách hách, kinh khí giống như kính sáng lóng lánh mà lên, chấn nhập mấy đạo kiếm quang vào trong đó, cũng nhau phá vỡ. Thân ảnh Hỏa Âm lóe lên, trở về chỗ cũ, thần sắc trong mắt hồ nghi bất định. Theo vừa rồi thăm dò mà xem, hai người cũng chỉ lướt qua liền ngừng lại, thực lực cao thấp khó có thể phán đoán. Úy Chỉ Kim nói, không cần thử nữa, thực lực của ngươi và ta có lẽ không kém bao nhiêu. Nếu thật sự đấu vậy thì trận pháp của huyết thần cung trên không trung nhất định sẽ có phát giác, đến lúc đó không có lợi với ai cả. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Tiểu tử, nói thực đi, huyết thần tử tại sao muốn bắt ngươi? Lý Vân Tiêu mở hai tay ra, bất đắc dĩ nói. Còn có thể vì cái gì nữa, còn không phải đắc tội hắn sao, người nọ chính là loại tâm nhãn rất nhỏ a. Hừ, chớ dối trá trước mặt ta. Nếu chỉ đắc tội vậy thì sao hắn lại làm ra động tác lớn vậy được, tất cả cường giả võ đế huyết thần cung đều xuất động, hơn nữa ở trên không bố trí xuống cửu âm hạo nguyên sát trận. Năm đó sư đệ huyết thần tử bị người giết, hung thủ kia cũng không có đãi ngộ như vậy a, ngươi đừng mơ gạt ta. Úy Chỉ Kim lộ ra một tia cười lạnh, mỉa mai nói. Ngươi không phải đã ngủ với lão bà hắn đấy chứ? Bà mẹ trong đầu ngươi toàn chứa đại tiện sao? Có thể không đê tiện vậy có được không? Lý Vân Tiêu mắng lên, đột nhiên sắc mặt cổ quái nói. Năm đó người giết sư đệ huyết thần tử, sẽ không phải là ngươi đi. Nếu không sao ngươi lại rõ ràng thế chứ? Cái này, khục khục, chuyện năm đó không cần nói đến. Kỳ dị, một, Úy Chỉ Kim ra vẻ che giấu, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ vui vẻ. Ít xuất hiện, ít xuất hiện, năm đó không có thực lực, ta cũng dùng ba chiêu mới giết được sư đệ hắn đấy. Lý Vân Tiêu im lặng nói. Vậy ngươi dám mang ta đi gặp huyết thần tử ao? Úy Chỉ Kim cười to nói. Đương nhiên không, ta sở dĩ tìm ngươi, là vì ta phán định trên người của ngươi nhất định có bảo bối khiến huyết thần tử nổi giận, nếu không dùng tính tình của hắn tuyệt sẽ không chơi đùa với một tên mao đầu tiểu tử như ngươi, hơn nữa giá trị vật kia tất nhiên còn trên cả ba kiện huyền khí cửu giai. Lời hắn vừa dứt, trong mắt cũng tỏa ra hào quang. Hỏa Âm trong nội tâm khẽ động. Âm thầm lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm nói, bảo vật kia sẽ không phải là nguyên tố hỏa hệ biến dị đấy chứ. Giá trị có thể trên cả ba kiện huyền khí cửu giai, đây là tồn tại bực nào, có lẽ còn cường đại hơn cả hoàng tuyền địa ngục hỏa trong cơ thể nàng nữa. Lý Vân Tiêu nhìn ánh mắt hai người bọn họ rơi trên người mình, một hồi cười khổ không thôi,
Từ tình huống hai người động thủ vừa rồi mà xem, thực lực của bọn hắn cho dù không sánh bằng Mạc Tiểu Xuyên nhưng đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Hắn ngượng ngùng nói. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, trên người của ta cũng không có bảo bối gì, quả thật thật đã bị vị có chòm râu dài này đoán đúng, ta chính là Ngủ Lão bà hắn mới bị hắn đuổi giết, không có nguyên nhân nào khác cả. Úy Chỉ Kim lộ ra nụ cười cổ quái, cười to nói. Ha ha, hắn làm gì có lão bà, lão dâm côn kia thích nhất là gian dâm xử nữ, mỗi lần sau khi gian xong đều ném vào trong huyết hải trực tiếp luyện hóa, làm gì có lão bà chứ? Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Ta ác biến thái vậy sao? Hắc hắc, những người này, chung quy đều háo sắc, cũng không có gì. Úy Chỉ Kim nghiền ngẫm cười nói. Giao bảo bối ra đây có thể toàn mạng, nếu không còn có thứ càng biến thái hơn nữa đang chờ ngươi đấy. Còn em ngươi, Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên ra, khinh bỉ thoáng một phát. Hỏa Âm đột nhiên nói. Không tốt, hắn trốn. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu sau khi mắng, không nói hai lời liền thân hóa lôi đình muốn bỏ chạy, trực tiếp biến mất trước mắt hai người. Khí thế trên người Hỏa Âm dâng lên, bốn phía toàn bộ đều lóe lên một chút hỏa tinh, thoáng bao phủ phạm vi mấy ngàn thước, tựa hồ tự thành quy tắc nào đó. Lôi điện do Lý Vân Tiêu hóa thành, lại bị tinh hỏa đầy trời không chút quy luật kia ngăn trở, mỗi va chạm đều tuôn ra một vành lửa, lôi đình của Lý Vân Tiêu liền thay đổi phương hướng. Xông tới xông lui trong đó vài lượt hô hấp liền như pháo đồng dạng ầm ầm không ngừng chấn vang, mới thoát ra vài trăm mét. Mẹ nó, trong thiên hạ lại có chiêu thức kỳ dị thế sao? Lý Vân Tiêu bị đụng đến váng đầu, hóa xuất thân hình ra, nhìn qua từng chút tinh hỏa tràn ngập bốn phía kia, nhịn không được chửi ầm lên. Úy Chỉ Kim cười to nói. Ha ha, loại tinh hỏa liễu nguyên này của Hỏa Âm cùng loại với lĩnh vực võ tôn, nhưng lại mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đó là khắc tinh của tất cả độn thuật đấy. Hắn cười to thoáng một phát, khí tức trên thân ngưng tụ, tiến tới phía trước, những nơi uy áp kia đi qua, từng chút tinh hỏa giống như bị gió thổi vậy, tản ra bốn phía, uy áp trực chỉ Lý Vân Tiêu. Thì ra có thể phá vỡ đơn giản như vậy. Lý Vân Tiêu căn bản không để uy áp kia vào mắt, ngược lại hai mắt tỏa sáng, tay trái hóa ra thái cổ cương phong, năm ngón tay hư nắm, sức gió đột nhiên tăng nhiều, tán khắp bốn phương tám hướng. Quả nhiên thổi bay toàn bộ tinh hỏa liễu nguyên đầy trời. Không chỉ có thế, đế khí uy áp chi lực của Úy Chỉ Kim dưới cương phong gào thét cũng không còn sót lại chút gì. Cái gì? Úy Chỉ Kim đại chấn, tuy rằng thần thức không cách nào tản ra, nhưng hắn dùng tuổi để suy đoán, Lý Vân Tiêu nhiều nhất chỉ có thực lực võ hoàng, dù thiên phú có nghịch thiên cỡ nào, lăn lộn để võ tôn đã là tốt lắm rồi, vô luận là tình huống nào, dưới đế khí uy áp của hắn đều phải ngoan ngoãn bó tay đền tội cả. Lần này ngay cả Hỏa Âm trong lòng cũng đại chấn, tinh hỏa liễu nguyên của nàng nhìn như đơn giản, giống như bị gió thổi qua liền tán, nhưng đó cũng không phải là chuyện ai cũng có thể tùy ý làm được, mà gió lốc trong tay Lý Vân Tiêu lại triệt để hủy mất đi chiêu này của nàng rồi. Đại phong xa, mở đường. Lý Vân Tiêu cười lớn nắm chặt tay trái, thái cổ cương phong lập tức gào thét trải rộng ra, tách ra bốn phía, cả người hắn lần nữa hóa thành lôi điện, lóe lên mà đột. Buồn cười. Úy Chỉ Kim quát lớn một tiếng, thân thể bắn ra như đạn pháo, trên mặt đất bởi vì lực trùng kích quá lớn của hắn mà trực tiếp tạc ra một vũng hố đen sâu không thấy đáy. Hỏa Âm cũng trực tiếp hóa thành ánh lửa, dốc sức liều mạng đuổi theo, lôi độn của Lý Vân Tiêu cực kỳ nhanh, lúc trước nàng cũng phải đuổi theo một hồi, thẳng đến khi đối phương dừng lại nàng mới đuổi theo kịp. Lý Vân Tiêu một mặt mãnh liệt độn, một mặt cẩn thận quan sát địa hình bốn phía, trong lòng thầm vui mừng. Thầm nghĩ, quả nhiên vậy mà thật là chỗ trên bản đồ kia miêu tả, không thể tưởng được thế gian lại có chuyện trùng hợp như thế. Hắn đại hỉ phát hiện khu vực trong Mai Cốt Chi Địa này dĩ nhiên chính là chỗ mà địa đồ khu vực mà thành chủ cảnh tinh thành Vũ Phong cho hắn biết lúc ở trên đại hội giao dịch. Hơn nữa quan trọng nhất là, trong bản đồ này ghi lại một nơi vô cùng có khả năng tồn tại nguyên tố thủy hệ biến dị kia. Lúc ấy cảnh tinh cảm thấy giá trị cũng không lớn, cho nên tiện tay tặng cho Lý Vân Tiêu. Không thể tưởng được vậy mà có chuyện trùng hợp như thế, hơn nữa còn để hắn gặp phải. Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi cuồng hỉ, tuy rằng phía sau có hai người đang đuổi theo nhưng hắn cũng không thèm để ý, nhớ lại tình hình được miêu tả trong khối ngọc giản kia, liền lao về hướng có thể tồn tại thủy nguyên tố mà đi. Sau thời gian uống cạn chung trà, cả người hắn lọt vào trong một mảnh sơn cốc, hắn ngừng lại trên một mảnh đất trống. Hai đạo thân ảnh sau lưng chỉ mấy hơi đã đáp xuống.
lập tức liền có hai cổ uy áp rất mạnh gắt gao phong lấy không gian bốn phía, sợ Lý Vân Tiêu lần nữa chạy thoát. Ba người một đường lao tới quấy nhiễu không ít người ẩn núp tu luyện, nhưng thấy được tốc độ phi độn kia liền biết không phải dễ trêu, nguyên một đám co đầu lại, không dám xuất hiện. Sao không trốn nữa, ngươi không phải trốn rất vui vẻ sao? Úy Chỉ Kim lạnh lùng nói. Hiện giờ lên trời không đường xuống đất không cửa rồi à? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Nếu vừa rồi ta cố ý muốn chạy trốn, các ngươi đuổi theo ta kịp sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nguyên khí ta đã tiêu hao hết? Phải biết rằng huyết độn thuật của huyết thần tử cũng không bắt được ta, các ngươi có tốc độ kia sao?